Đô thị mạnh nhất hoàn khố, Diệp Thần Phong. chương 1501, kẻ nhân loại này phải chết. Thẳng tắp trong thông đạo, hắn đang đối mặt hai bên trên vách đá kéo tới kiếm ý. Hắn so với vừa nãy là thong dong bình tĩnh hơn nhiều, tuy rằng rất nhiều lúc vách đá kiếm ngân bên trong kéo tới kiếm ý, vẫn là sẽ ở Diệp Thần Phong trên người lưu lại vết thương, nhưng Diệp Thần Phong rõ ràng cho thấy nằm ở một sự hưởng thụ trạng thái. Vết thương trên người càng nhiều, Diệp Thần Phong đối kiếm ý lý giải cũng càng nhiều, hiện tại Diệp Thần Phong đối chỗ này di tích là càng thêm mong đợi, bởi vì mới như thế một hồi thời gian, hắn nhất kiếm phá thiên dưới cùng Hàn Băng kiếm ý liền đều được tăng lên. Diệp Thần Phong một bên thi triển Long tường cử thiên cùng trên vách đá kéo tới kiếm ý đối kháng, dưới chân hắn bước chân là một bên nhanh chóng đi về phía trước, bài này khởi nguồn, tại ước chừng lại đi rồi sắp tới hơn nửa giờ sau, phía trước xuất hiện một đạo ánh sáng màu lam. Mà cùng lúc đó hai bên trên vách đá thưa thớt kiếm ngân cũng từ từ càng ngày càng ít, thẳng đến cuối cùng hoàn toàn không có. Diệp Thần Phong quần áo trên người hoàn toàn biến thành mảnh vải, bất quá, Diệp Thần Phong tự lành năng lực vô cùng cường hãn, trên người hắn rất nhiều vết thương sâu tới xương đã tại khép lại. Làm Diệp Thần Phong đi tới thẳng tắp cuối lối đi thời điểm, hắn nhìn thấy ngoài thông đạo mặt là một mảnh to lớn màu xanh lam mặt kính. Ầm, uhm, một tiếng vang trầm thấp Diệp thần phong bên trong thân thể thần niệm cảnh nhị trọng thiên trung kỳ thật khí thế để được đưa lên, hắn một trưởng trực tiếp đập đánh vào màu xanh lam kính trên mặt. Này màu xanh lam mặt kính không có sản sinh bất kỳ một tia vết nứt, tại thấy cảnh này sau, Diệp thần phong mới yên tâm đi ra thông đạo, hai chân dẫm tại to lớn màu xanh lam kính trên mặt. Này to lớn màu xanh lam mặt kính ước chừng có một gian phòng lớn nhỏ, Diệp thần phong tại màu xanh lam trên mặt kính bước chậm lên, này màu xanh lam kính phía trước mặt đã không có đường có thể đi rồi, đăng lại mời ghi chú rõ xuất xứ. Cho nên nói khả năng này chính là di tích cuối. Chính lúc Diệp Thần Phong suy tư nơi này là không phải có những gì cơ quan thời điểm. Đột nhiên, Diệp Thần Phong dưới chân màu xanh lam mặt kính đột nhiên vặn vẹo lên, tại Diệp Thần Phong còn chưa kịp phản ứng thời điểm, này to lớn màu xanh lam mặt kính trong nháy mắt biến thành một nước biển một vòng xoáy khổng lồ ở trong nước biển cấp tốc xoay tròn, này cái vòng xoáy khổng lồ đem Diệp Thần Phong cho quấn vào trong đó, tại đem Diệp Thần Phong thân thể không ngừng hướng về biển phía dưới nước cuốn tới. Này vòng xoáy khổng lồ bên trong lực trùng kích vô cùng to lớn, làm cho Diệp Thần Phong là hoa mắt váng đầu, hắn căn bản vô pháp thoát khỏi vòng xoáy khổng lồ này, thân thể của hắn là không ngừng được vòng xoáy hướng về biển phía dưới nước cuốn tới. Diệp thần phong trên người nhưng là che kín vết thương, này trong nước biển muối phân so với phổ thông nước biển yếu đủ, vết thương tại ngâm nước biển sau đó này làm cho diệp thần phong là cắn chặt hàm răng. Ước chừng tại trầm xuống sau 10 phút, nguyên bản nhắm mắt lại diệp thần phong, hắn không cảm giác được nước biển chung quanh rồi, tả nhĩ tư niệm, hơn nữa hắn vẫn có thể hô hấp đến không khí, điểm trọng yếu nhất là diệp thần phong cảm giác thân thể của mình thật giống đang nhanh chóng rơi xuống. Diệp Thần Phong đột nhiên mở mắt ra, hắn nhìn thấy chu vi nơi nào còn có cái gì nước biển. Hắn nhìn thấy thân thể của mình lập tức muốn cùng mặt đất tới một cái không khoảng cách tiếp xúc. Khi hắn bên trái có vài căn kim loại lan can, thế là Diệp Thần Phong hai tay của trực tiếp bắt được kim loại lan can, thân thể của hắn theo kim loại lan can trơn trượt rơi đến trên mặt đất. Hay là phải nói là võ đài so sánh chuẩn xác, Diệp Thần Phong giờ khắc này chính là đứng ở một chỗ trên lôi đài. Diệp Thần Phong nhìn thấy tại lôi đài chu vi từng cây từng cây kim loại lan can, những kim loại này lan can chất liệu phi thường đặc thù, những kim loại này lan can hướng về phía trên không ngừng kéo dài. Diệp Thần Phong ngẩng đầu hướng về phía trên nhìn tới, hắn nhìn thấy phía trên đỉnh đầu chính mình chính là màu xanh ra trời dường như hải dương bầu trời, những kim loại này lan can kéo dài tới loại này như hải dương trên bầu trời, nói cách khác giờ khắc này Diệp Thần Phong giống như là được nhốt ở một cái trong lồng giam. Diệp Thần Phong ánh mắt lại hướng về nhìn bốn phía rồi. Hắn nhìn thấy tại đây lao tù hình ngoài sàn đấu mặt bốn phía có một cái hình tròn thính phòng, tại trên thính phòng ngồi từng cái từng cái người, ánh mắt của những người này đều cực kỳ hí hành hạ nhìn chằm chằm Diệp Thần Phong. City, bóng trắng người ngô phong dỗi rảnh thanh âm vang lên, tiểu gia hỏa, những này hẳn không phải là nhân tộc, bọn hắn chính là hải tộc người, phàm là hải tộc người, trên u bàn tay đều có một việt đại dương màu xanh lam đồ án. Nhưng theo lý tới nói hải tộc đã sớm trên đất huyền giới diệt tuyệt. Bóng đen người Giang Vận Thiên cũng mở miệng nói, tiểu tử, người bây giờ hẳn là dưới đáy biển bên dưới. Vùng thế giới này hẳn là dùng trận pháp đặc biệt hình thành, tại vùng thế giới này trong lúc đó có nhất cổ phong ấn lực lượng. Hải tộc, tại diệp thần phong rơi vào trầm tư thời khắc, một đạo tiếng giống giận dữ vang lên, lễ nghiêm sơn, người có biết người đang làm gì hay không? kẻ nhân loại này chính là để cho chúng ta rời đi nơi này hy vọng bài này khởi nguồn lẽ nào ngươi đã quên tổ tiên huấn thì sao bọn chúng ta mấy ngàn năm mới chờ đến người này tại lao tù hình lôi đài cách đó không xa một tên dáng dấp khá là tuấn lãng đàn ông trung niên hắn hướng lên trước mặt một tên tuổi tác cùng hắn sắp xỉ nam nhân quát cái kia tên là lệ nghiêm sơn đàn ông trung niên tướng mạo của hắn cực kỳ xấu xí hắn cười lạnh nói đêm đông biển chỉ bằng kẻ nhân loại này có thể cứu được chúng ta hải tộc. người bớt ở chỗ này si tâm vọng tưởng, còn ngươi nữa đừng mang tổ tiên huấn thị tới dọa ta. người nghĩ rằng chúng ta hải tộc hiện tại lại thấy ánh mặt trời hội mới có lợi sao? còn không bằng ở nơi này sống tiêu diêu tự tại. hôm nay thằng nhóc loài người này nhất định phải chết. tên là đêm đông biển tuấn lãng nam nhân, hắn nhìn thấy lệ nghiêm sơn lại đem lời nói đến mức như thế chi tuyệt, này làm cho trong lòng của hắn lửa giận cũng trốn ra hải tộc. Tại mấy ngàn năm trước địa huyền giới, chủng tộc này lực lượng mới xuất hiện, năm đó hải tộc rất nhiều mọi người trời sinh tính hung tàn. Bất quá, hải tộc chỉ có thể sinh sống ở bên trong đại dương, một khi thoát ly hải dương, hải tộc người sức chiến đấu đem giảm xuống rất nhiều, tu vi cũng sẽ dừng lại không tiến lên. Năm đó phàm là trải qua biển rộng thuyền, đều sẽ được hải tộc bên trong những hung tàn đó người chỗ hủy diệt, lâu dần, đăng lại mời ghi chú rõ xuất xứ. Hải tộc liền đưa tới rất nhiều địa huyền giới tông môn phản cảm, đương nhiên tại hải tộc bên trong cũng có một nhóm người cũng không đồng ý giết chóc, nhưng đây chỉ là hải tộc bên trong một phần nhỏ người. Tại năm đó, cuối cùng địa huyền giới rất nhiều đại tông môn liên hợp lại đồng thời vây quét hải tộc rồi, có thể nói hải tộc cơ hồ là trong vòng một đêm hoàn toàn hủy diệt, phải biết hải tộc tại năm đó đầy đủ xưng là nhất phẩm tông môn. Bất quá, cũng có một phần hải tộc người trở về từ cõi chết rồi. Năm đó địa huyền giới cũng không còn hải tộc sinh tồn đất, nếu để cho những tông môn khác biết còn có hải tộc cá lọt lưới, chỉ sợ bọn họ tuyệt đối sẽ không buông tha những này cá lọt lưới. Cuối cùng, năm đó hải tộc mấy vị tổ tiên, bọn hắn lấy vô số linh thạch cùng thiên tài địa bảo, cùng với tính mạng của bọn họ để đánh đổi, bọn hắn tại biển rộng dưới đáy phong ấn ra một mảnh bí ẩn không gian, này mới khiến hải tộc một nhóm người còn sống. Thế nhưng, này bị phong ấn ra không gian trong đó căn bản không có nước biển, sống ở trong đó hải tộc người, bọn hắn không thể ở cạnh hấp thu trong nước biển thiên địa linh khí tăng cao thực lực rồi, cho nên rất nhiều hải tộc người thực lực là không tiến ngược lại thụt lùi. Nhưng là, này phòng ấn đi ra không gian cực kỳ đặc thù, hay là tại bên trong không gian này, thời gian phảng phất sẽ không trôi qua, tả nhĩ tư niệm, này số ngàn năm trôi qua rồi, lúc trước bị phong ấn ở bên trong vùng không gian này hải tộc người, bọn hắn bây giờ tuổi cùng dáng dấp cùng lúc trước không có bất kỳ biến hóa nào, đây là vùng không gian này chỗ tốt duy nhất. Hoặc là nói chỉ cần tại bên trong vùng không gian này, cho dù thực lực không chiếm được tăng lên, hầu như cũng có thể đạt đến trường xanh bất lão tác dụng. Năm đó hải tộc tổ tiên tại phong ấn suốt vùng không gian này thời điểm, trong đó có một vị tổ tiên là tinh thông bói toán số tử vi chi thuật, hắn chắc chắn sau này sẽ có người tới dẫn dắt bọn hắn lại thấy ánh mặt trời mà vừa lấy dẫn dắt bọn hắn lại thấy ánh mặt trời người chính là một cái không e ngại tử vong chi mộng người. Này tử vong chi mộng liền là hang núi như thế kia bên trong tôn ra màu xanh khí thể rồi, dù sao loại kia màu xanh khí thể liền ngay cả niết bàn cảnh cường giả cũng không cách nào ngăn cản. Cho nên, Diệp Thần Phong phải là hải tộc muốn tìm người kia, năm đó hải tộc tổ tiên bố trí cấm chế, hải tộc người thì không cách nào dựa vào chính mình đi ra mảnh này phong ấn không gian. Mà Diệp Thần Phong có thể thuận lợi đi tới nơi này mảnh phong ấn trong không gian, cũng hẳn là năm đó hải tộc tổ tiên lưu lại đặc thù cơ quan. Nhưng bây giờ bên trong vùng không gian này hải tộc người, ý kiến của bọn họ rõ ràng không có thống nhất, về phần đứng ở lao tù hình trên lôi đài Diệp Thần Phong, hắn thật chặt nhíu mày đến, hắn luôn cảm giác tình huống trước mắt đối với hắn mà nói có phần không ổn. chương 1502, trò hay bắt đầu tuấn lãng đàn ông trung niên đêm đông biển cùng xấu xí đàn ông trung niên lệ nghiêm sơn, hai người bọn họ chính là bây giờ hải tộc hai vị người dẫn đầu rồi, rất rõ ràng đêm đông biển muốn tuân thủ tổ tiên huấn thị, mà lệ nghiêm sơn căn bản đối tổ tiên huấn thị không thèm liếc một cái. Đêm đông biển thực lực hôm nay tại niết bàn cảnh tứ trọng thiên sơ kỳ, mà lệ nghiêm sơn thực lực hôm nay tại niết bàn cảnh tứ trọng thiên hậu kỳ. Năm đó ở hải tộc tổ tiên phong ấn suốt vùng không gian này thời điểm, bọn hắn thanh hải tộc còn dư lại tất cả đan dược cùng tăng cao thực lực linh thảo đều lưu lại, phải biết năm đó hải tộc chính là có nhất phẩm tông môn thực lực. Cho nên, năm đó hải tộc có đan dược và linh thảo tuyệt đối sẽ không thua thớt. Mà ở hải tộc người sống bị giam tại bên trong vùng không gian này sau, rất nhanh, đêm đông biển rồi cùng lệ nghiêm sơn lên mâu thuẫn, lệ nghiêm sơn thuộc về loại kia lòng dạ độc ác cùng với dã tâm bừng bừng người. Cuối cùng, đang bị bước ép bất đắc dĩ dưới tình huống, Vùng không gian này được phân làm hai cái địa bàn, một chỗ bàn chính là Đêm Đông Biển, một chỗ khác bàn chính là Lệ Nghiêm Sơn, đương nhiên hải tộc đan dược và linh thảo cũng bị phân thành hai nửa. Tại đây nơi bị phong ấn trong không gian, bởi không có nước biển, hải tộc người không cách nào dựa vào hấp thu trong nước biển thiên địa linh khí đến tăng cao thực lực, duy nhất tăng cao thực lực con đường chỉ có đan dược và linh thảo rồi. Cho nên hải tộc bên trong còn dư lại những đan dược này cùng linh thảo trở nên cực kỳ chân quý. Đêm đông biển cùng lệ nghiêm sơn đều có một nhóm của mình người ủng hộ, bây giờ cái này tương tự sân luận võ địa phương chính là lệ nghiêm sơn địa bàn. Lúc trước hải tộc cái vị kia tinh thông bói toán số tử vi tổ tiên, hắn minh xác nói ra vị kia dẫn dắt hải tộc lại thấy ánh mặt trời người, hội tại vùng không gian này phương vị này xuất hiện. Mà lúc trước lệ nghiêm sơn muốn so đêm đông biển cường thế rất nhiều nơi này liền trước tiên được lệ nghiêm sơn cho chiếm đoạt hắn vẫn còn ở nơi này kiến tạo một cái sân luận võ hắn cũng phải cần chờ hắn tổ tiên chỗ tiên đoán người kia xuất hiện bất quá lâu dần hải tộc những người này bị vây ở chỗ này mấy ngàn năm rồi lệ nghiêm sơn cũng bắt đầu thói quen nơi này hắn thực lực hôm nay tuy nhiên tại niết bàn cảnh tứ trọng thiên hậu kỳ thế nhưng niết bàn cảnh cường giả cũng sẽ có tử vong một ngày nhưng chỉ cần lưu lại nơi này nơi bị phong ấn trong không gian Lệ Nghiêm Sơn là có thể vĩnh viễn sống tiếp rồi, hắn đương nhiên không muốn rời đi nơi này rồi. Năm đó ở đêm Đông Biển đoạn tuyệt với Lệ Nghiêm Sơn, sau đó đêm Đông Biển biết Lệ Nghiêm Sơn có đủ thực lực, rất có thể sẽ đem thế lực của hắn đều tóm thâu, cho nên đêm Đông Biển nắm trong tay hải tộc một nửa đan dược và linh thảo. Phần lớn đều là một mình hắn dùng, thực lực của hắn không thể lạc hậu hơn Lệ Nghiêm Sơn. Thế nhưng đêm đông biển so với lệ nghiêm sơn tính cách phải ôn hòa hơn nhiều, hắn vẫn là lấy ra một phần đan dược và linh thảo. Cho hắn dưới tay hai tên thực lực chỉ đứng sau người của hắn dùng. Mà lệ nghiêm sơn cơ hồ là đem tất cả đan dược cùng linh dược đều một người dùng. Cho nên, bây giờ lệ nghiêm sơn thực lực muốn so đêm đông biển cao hơn một ít. Lệ nghiêm sơn lạnh giọng quát lên, đêm đông biển, chỉ bằng một mình ngươi có thể đưa đến tác dụng gì vu phong giang cùng vu phong chỉ đâu này nếu như hai người bọn họ lão đầu cũng ở đây các ngươi hay là vẫn có thể đánh với ta một trận bằng vào một mình ngươi thật không đủ cách lệ nghiêm sơn trong miệng vu phong giang cùng vu phong chỉ chính là đêm đông biển dưới tay hai người rồi hai người này có thể nói là đêm đông biển tay trái tay phải cánh tay bọn hắn đang uống đêm đông biển cung cấp một phần đan dược và linh thảo sau đó tại này mấy ngàn năm bên trong Thực lực của bọn họ cũng đột phá đến Niết bàn cảnh nhất trọng thiên hậu kỳ. Đông thúc, phụ thân ta nói một chút cũng không sai. Chúng ta hải tộc vận mệnh làm sao có thể giao cho một thằng nhãi loài người? Ta xem thằng nhóc loài người này thực lực chỉ có thần niệm cảnh nhị trọng thiên trung kỳ, như loại rác rưởi này, hắn có tư cách gì dẫn dắt chúng ta hải tộc? Lệ Nghiêm Sơn bên trái đứng đấy một tên thanh niên, hắn chính là Lệ Nghiêm Sơn con lớn nhất Lệ Bằng Thiên. Thực lực tại thần niệm cảnh tứ trọng thiên sơ kỳ. Tại lễ nghiêm sơn bên phải còn đứng một người thanh niên. Người thanh niên này chính là lễ nghiêm sơn tiểu nhi tử lệ bằng vân. Thực lực của hắn tại thần niệm cảnh tam trọng thiên đỉnh phong. Hắn đồng dạng là một mặt khinh thường nhìn xem đêm đông biển. Tại đêm đông biển hai bên trái phải cũng đứng đấy một nam một nữ. Nam chính là đêm đông biển nhi tử đông thành bay. Nữ chính là đêm đông nàng tiên cá đông hiểu nghĩ thực lực của hai người bọn họ phân biệt tại thần niệm cảnh tam trọng thiên hậu kỳ cùng thần niệm cảnh tứ trọng thiên sơ kỳ đông thành phi khi nghe đến lệ bằng thiên giám đối cha của hắn như thế không khách khí này làm cho sắc mặt của hắn trong nháy mắt dữ tợn lên quát lên lệ bằng thiên người tốt nhất khô sạch miệng của ngươi cha của ta nói thế nào đều là trưởng bối của ngươi đông hiểu mỹ mặc trên người một bộ màu trắng cung trang vóc người cùng dáng dấp đều cực kỳ không sai bất quá sắc mặt của nàng là cực kỳ lạnh lẽo, vừa nhìn liền là loại kia phi thường khó tiếp xúc nữ nhân, người chính là Đông Thành bay tỉ tỉ. Đông hiểu Mỹ ánh mắt trừng lên lệ bằng thiên hòa lệ bằng vân, trong cơ thể nàng thật khí thế hơi hơi phun trào. Lệ nghiêm sơn cười nói, đêm đông biển, con trai của ngươi giống như ngươi, không có bản lãnh gì liền yêu thích kêu loạn dầm dĩ, hôm nay chúng ta liền đến vừa thấy suốt trò hay đi. Ta bảo đảm ngươi sẽ thỏa mãn. Đùng, đùng, Nói xong, lệ nghiêm sơn vang dội vỗ hai lần bàn tay. Chỗ kia lao tù hình lôi đài bên phải, trên mặt đất gạch đá đột nhiên lõm lún xuống dưới, đợi được gạch đá lần nữa nổi lên thời điểm, năm con tương tự thần lằn, thế nhưng thân thể so với thần lằn cự lớn hơn nhiều yêu thú xuất hiện tại nơi đó. Này năm con tương tự thần lằn yêu thú trên người che kín vải màu đen, chúng nó đang nhìn đến trên lôi đài diệp thần phong sau, tâm tình của bọn nó lập tức trở nên táo bạo lên, từ bọn hắn trong cơ thể trong nháy mắt bạo phát ra thần niệm cảnh nhị trọng thiên đỉnh phong khí thế. Tiểu gia hỏa, này chính là biển nham thú, biển nham thú sát ngoài cực kỳ cứng rắn, coi như là thực lực so với biển nham thú cao hơn một chút người tu luyện, yếu phá tan biển nham thú sát ngoài cũng không đơn giản. Bóng trắng thanh âm của người tại Diệp Thần Phong trong đầu vang lên. Diệp Thần Phong đem thả lại sau lưng hắc huyền kiếm rút ra, hiện tại hắn đối với mình hiện nay hoàn cảnh cùng tình huống không biết gì cả. Bất quá, Diệp Thần Phong cũng nghe được lệ nghiêm sơn cùng đêm đông biển đám người đối thoại, hắn nghe được suốt đêm đông biển đứng ở bên phía hắn. Nếu như người nơi này đều là muốn Diệp Thần Phong chết, như vậy Diệp Thần Phong tình cảnh bây giờ liền thật sự nguy hiểm, nhưng bây giờ cũng có một tên niết bàn cảnh tứ trọng thiên sơ kỳ cường giả là đúng hắn lộ ra thiện ý. Lao tù hình võ đài cách đó không xa đêm đông biển, hắn đang nhìn đến trên võ đài xuất hiện năm con biển nham thú sau, hắn lửa giận trên mặt càng thêm thịnh vượng hắn nhìn ra được diệp thần phong mới thần niệm cảnh nhị trọng thiên trung kỳ thực lực mà năm con biển nham thú đô tại thần niệm cảnh nhị trọng thiên đỉnh phong thực lực diệp thần phong đối mặt này năm con biển nham thú chỉ có một con đường chết phần đêm đông biển nhíu thật chặt lông mày hắn hướng về chung quanh thính phòng quát các ngươi lẽ nào đều đã quên tổ tiên huấn thị sao kẻ nhân loại này người tu luyện chính là chúng ta lại thấy ánh mặt trời hy vọng hắn tuyệt đối không thể chết lệ nghiêm sơn lãnh đạm nói đêm đông biển người quên đây là nơi nào ngồi ở chỗ này hải tộc người bọn họ đều là ta lệ nghiêm sơn con dân bọn hắn hội nghe lời ngươi sao tiếp lấy lệ nghiêm sơn cũng quát lên các vị các ngươi muốn không muốn ở lại chỗ này ở lại chỗ này có thể làm cho các ngươi một mực sống tiếp muốn trên thính phòng hải tộc người lạ kỳ nhất trí hồi đáp Lệ nghiêm sơn lại quát lên, các người muốn không muốn nhìn thấy kẻ nhân loại này được biển nham thú xé thành mảnh nhỏ. Muốn. Trên thính phòng hải tộc người không chút do dự nào lần nữa hồi đáp. Lệ nghiêm sơn hí hành hạ nhìn xem đêm đông biển, nói ra, người thấy được sao? Người đã nghe chưa? Đây chính là bọn họ trong lòng lời nói, vì không cho nhân loại này tiểu tử cho chúng ta hải tộc mang đến phiền phức, hôm nay hắn nhất định phải chết tại biển nham thú trong miệng nếu như hắn có thể đủ từ năm con biển nham thú trong tay sống sót, như vậy ta cũng không ngại tha hắn một lần, bất quá, cái này căn bản là chuyện không thể nào. Lệ nghiêm sơn thân thể chặn lại rồi đêm đông biển đường đi, hắn tiếp tục nói, đêm đông biển, ngươi có thể lựa chọn động thủ với ta, bất quá, ngươi có thể chiến thắng ta sao? Tại chúng ta quá trình chiến đấu trong, cái tiểu tử nhân loại kia cũng đã được 5 con biển nham thú cho xé thành mảnh nhỏ rồi. Đêm đông biển biết lệ nghiêm sơn nói một chút cũng không sai, nhưng là lấy hắn cầm đầu hải tộc người, bọn họ đều là cần tuân tổ tiên huấn thị, bọn hắn khát vọng lần nữa lúc được thấy mặt trời. Đêm đông biển ánh mắt nghiêm nghị nhìn xem trên lôi đài diệp thần phong, lẽ nào hắn đã chờ mấy ngàn năm hy vọng liền muốn vào hôm nay tan vỡ sao? Cho hay bắt đầu, đêm đông biển, để cho chúng ta đến chậm rãi thưởng thức đi. Lệ nghiêm sơn lời nói đã cắt đứt đêm đông biển trầm tư, chỉ thấy trên võ đài năm con biển nham thú bắt đầu hướng về Diệp Thần Phong không ngừng đến gần rồi. Audio điện tử võ tấn bền chương 1503, ngạc nhiên toàn trường Lao thù kiểu trên lôi đài Diệp Thần Phong trong tay phải nắm chặt hắc huyền kiếm Hắn đại khái đã đoán được bốn phía lôi đài kim loại lan can cường độ, những kim loại này lan can chất liệu vô cùng đặc thù, e sợ chỉ có tạo hóa cảnh bên trên cao thủ lúc này mới có thể đem các loại lan can phá hủy diệp thần phong bây giờ bị giam tại đây tương tự lao tù trong võ đài hơn nữa hắn còn muốn đối mặt năm con biển nham thú này làm cho hắn có một loại được người chung quanh xem xét tìm niềm vui cảm giác phải biết diệp thần phong tuy nhiên có đôi khi hội cà lơ phất phơ nhưng hắn ngạo khí tận trong xương tủy khí so với bất luận người nào đều phải nhiều hắn làm sao có thể khoan dung được những người khác xem xét tìm niềm vui trong lòng của hắn lửa giận trong nháy mắt lấp đầy ngực hắn hiện tại đã không lo được nhiều như vậy trước mắt trước tiên giải quyết trước mặt năm con biển nham thú mới là trọng yếu nhất dáng dấp kia tương tự to lớn thằn lằn trên người che kín vảy màu đen năm con biển nham thú chúng nó trong cổ họng phát ra thấp giọng gào thét này biển nham thú chính là tính tình cực kỳ táo bạo yêu thú xem ra chúng nó là không kịp chờ đợi muốn đem diệp thần phong xé nát rồi xé nát hắn xé nát hắn ở xung quanh thính phòng trong hải tộc người trong cổ họng hưng phấn gầm rú lúc, năm con biển nham thú đã đem Diệp Thần Phong cho bao vây. Này năm con đem Diệp Thần Phong vây quanh biển nham thú, chúng nó trong cơ thể thần niệm cảnh nhị trọng thiên đỉnh phong khí thế phun trào, chúng nó không hẹn mà cùng mở ra cái miệng lớn như chậu máu, nhất cổ sóng linh khí từ bọn hắn trong miệng vang vọng ra, sát theo đó, tại đây năm con biển nham thú miệng phía trước phân biệt tạo thành một cái giường như thành người lớn bằng đầu thủy cầu, này năm cái thủy cầu bên trong hàm chứa kịch liệt sóng năng lượng. Tại đây năm cái thủy cầu hình thành trong nháy mắt, này năm cái thủy cầu liền hướng Diệp Thần Phong nhanh chóng tập kích tới. Này chính là biển nham thú một loại công kích kỹ năng. Nước viêm đạn, cầm trong tay hắc huyền kiếm Diệp Thần Phong, tại năm cái nước viêm đạn hướng hắn đánh tới thời điểm, trên mặt hắn là chấn định tự nhiên vẻ mặt. Nói thật ra, hắn căn bản không có thanh này năm con biển nham thú để ở trong mắt, dù sao thần niệm cảnh nhị trọng thiên đỉnh phong thực lực, tuy rằng ở bề ngoài là muốn cường hãn hơn Diệp Thần Phong, nhưng nếu bàn về sức chiến đấu lời nói, này năm con biển nham thú sẽ là Diệp Thần Phong đối thủ sao? Diệp Thần Phong chân phải vi vi dẫm một cái địa, thân ảnh của hắn liền phóng lên trời. Hắn trong nháy mắt tránh qua năm cái nước viêm đạn công kích, mà khi hắn cho rằng này năm cái nước viêm đạn yếu đụng vào nhau thời điểm. Ra ngoài Diệp Thần Phong dự liệu sự tình lại xảy ra này năm cái nguyên bản sắp đụng vào nhau nước viêm đạn. Tại năm con biển nham thú trong cổ họng phát ra một loại thanh âm trầm thấp sau, năm cái nước viêm đạn cũng trong nháy mắt phóng lên trời, theo sát ở Diệp Thần Phong phía sau. Thân thể lăng không lên Diệp Thần Phong, hắn không nghĩ tới biển nham thú lại vẫn có thể điều khiển nước này viêm đạn. Nhìn xem năm cái đã tới gần mình nước viêm đạn, Diệp Thần Phong không có lập tức làm ra đáp lại. Tại năm cái nước viêm đạn hầu như yếu va chạm ở trên người hắn thời điểm, trong cơ thể hắn linh khí dòng sông trong nháy mắt chạy vọt lên. Diệp thần phong tại giữa không trung làm ra một cái độ khó cao xoay người, chân phải của hắn đạp ở võ đài bên phải kim loại trên lan can, thân ảnh của hắn lại nhanh chóng hướng phía trước phương vọt tới, lúc này hắn là hoàn toàn tránh qua nước viêm đạn. Oanh! Một tiếng! Bởi vừa vặn năm cái nước viêm đạn áp sát quá gần rồi, trên lôi đài năm con biển nham thú không kịp khống chế, chúng nó chỉ có thể trơ mắt nhìn nước viêm đạn bạo liệt ra. Diệp thần phong tại tránh qua năm cái nước viêm đạn sau, hắn hai chân đạp ở kim loại trên lan can. Nhảy mấy cái, hai chân của hắn liền cũng đã đứng ở trên võ đài rồi. Ngoài sàn đấu cách đó không xa niết bàn cảnh cường giả lệ nghiêm sơn. Hắn vốn cho là vừa vặn năm con biển nham thú công kích đủ để muốn Diệp Thần Phong mệnh, ai biết được Diệp Thần Phong tại thời điểm mấu chốt tránh qua, này làm cho trên mặt hắn hiện lên một vệt khó chịu biểu lộ. Mà hải tộc một vị khác người dẫn đầu đêm đông biển, hắn hơi hơi thở phào nhẹ nhóm, hắn quát lên, lệ nghiêm sơn, người bây giờ thu tay lại vẫn tới kịp, lẽ nào ngươi thật sự yếu vi phạm tổ tiên huấn thì sao? Lệ nghiêm sơn đối mặt đêm đông biển là không lùi một phân, hắn cười lạnh nói, đêm đông biển, vừa vận tiểu tử kia là vận khí tốt mà thôi, người lẽ nào ngây thơ cho rằng hắn thật sự có thể tại năm con biển nham thú trong tay sống sót tại đêm đông biển nói chuyện với lệ nghiêm sơn thời điểm trên lôi đài diệp thần phong lần này áp dụng chủ động công kích này biển nham thú nhược điểm chính là tốc độ chậm chậm diệp thần phong thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện tại cách hắn gần nhất một đầu biển nham thú trước mặt trong tay hắn hát huyền kiếm không chút do dự hướng về con này biển nham thú vung xuống dưới chỉ nghe keng một tiếng đầu kia biển nham thú vỏ ngoài văng lên một trận ánh lửa mà diệp thần phong chiêu kiếm này chỉ là tại biển nham thú vỏ ngoài để lại một đạo dấu vết mờ mờ mà thôi này làm cho diệp thần phong không khỏi nói lầm bầm xem ra này biển nham thú sắc ngoài cứng rắn chả thật không phải thổi tại diệp thần phong công kích trong đó một đầu biển nham thú thời điểm mặt khác bốn con biển nham thú lần nữa hướng về diệp thần phong phát ra nước viêm đạn diệp thần phong thân thể một cái nhảy lên thân ảnh của hắn nhanh chóng vượt qua, đầu kia bị hắn chém một kiếm biển nham thú, mà đổi thành bên ngoài bốn con biển nham thú lại một lần nữa không có khống chế xong nước viêm đạn. Này bốn cái nước viêm đạn một mạch công đánh vào, đầu kia được Diệp Thần Phong chém một kiếm biển nham thân thú thượng, làm cho thân thể của nó được nặng nề và đánh ra ngoài. Đầu kia được Diệp Thần Phong chém một kiếm biển nham thú, hình dạng của nó trở nên chật vật lên, trong cổ họng hắn phát ra khàn cả giọng tiếng hô, Xem ra nó là thật sự phẫn nộ rồi. Tại đây đầu biển nham thú khàn cả giọng gầm rú, sau đó mặt khác bốn con biển nham thú lần lượt sắp xếp ở sau lưng nó. Đầu kia được Diệp Thần Phong chém một kiếm biển nham thú há mồm nhắm ngay Diệp Thần Phong, tại nó phía sau một đầu biển nham thú cắn cái đuôi của nó, còn dư lại ba con biển nham thú cũng phân biệt cắn trước mặt mình một cái đuôi. Bốn con biển nham thú tại thông qua phương thức này đưa chúng nó trong cơ thể linh khí truyền tống đến một đầu biển nham thú trong cơ thể con thứ nhất biển nham thú trong miệng đang nhanh chóng ngưng tụ linh khí xem ra này năm con biển nham thú chuẩn bị thi triển tuyệt chiêu lôi đài cách đó không xa đêm đông nàng tiên cá đông hiểu mỹ người nhỏ giọng nói phụ thân năm con biển nham thú linh khí tập hợp một chiêu e sợ kẻ nhân loại này muốn chết rồi đêm đông biển nhi tử đông thành bay hắn cũng nhỏ giọng nói phụ thân lẽ nào chúng ta liền như vậy nhìn xem sao đêm đông biển nhíu thật chặt lông mày hắn đương nhiên không muốn xem gặp có thể coi là hắn động thủ hắn cũng không chắc chắn chiến thắng lệ nghiêm sơn đến lúc đó trên lôi đài diệp thần phong e sợ đã bị chết lệ nghiêm sơn đang nhìn đến năm con biển nham thú đang ngưng tụ linh khí hắn có chút không thú vị cười nói xem ra tuồng vui này có chút nhàm chán chỉ bằng loại nhân loại này cũng muốn dẫn dắt chúng ta hải tộc Quả thực là đùa giỡn. Lệ Nghiêm Sơn con lớn nhất Lệ Bằng Thiên, hắn lớn tiếng cười lạnh nói, trên lôi đài nhân loại rác rưởi, nhanh chóng trở thành biển nham thú thực vật đi. Như ngươi loại này bãi rác tại trên võ đài, quả thực là vũ nhục chúng ta võ đài. Lệ Nghiêm Sơn tiểu nhi tử cũng đón ý nói hùa nói, thực sự là một hồi không thú vị tỉ thí, nhân loại chính là như vậy yếu, không chịu nổi một kích như vậy trên lôi đài diệp thần phong rõ ràng nghe được lệ bằng thiên hòa lệ bằng vân trào phúng hắn con người băng lãnh liếc nhìn đối phương miệng quát rác rưởi nếu như ta có thể giết chết này năm con biển nham thú như vậy hai người các ngươi cho ta đi ăn cứt nói xong diệp thần phong lần nữa hướng về biển nham thú lướt tới này năm con biển nham thú cắn nhau miệng này làm cho diệp thần phong chính dễ dàng thí nghiệm thí nghiệm cảnh giới đại thành nhất kiếm phá thiên dưới uy lực bởi năm con biển nham thú truyền cùng ngưng tụ linh khí quá trình yêu cầu khoảng một phút thời gian này năm con biển nham thú căn bản vẫn không có đưa chúng nó tuyệt chiêu ngưng tụ ra mà dưới lôi đài lệ bằng thiên hòa lệ bằng vân hai người bọn họ hơi thay đổi sắc mặt bọn hắn không nghĩ có nghĩ đến diệp thần phong lại dám gọi bọn họ đi ăn cứt ngược lại lệ bằng thiên lại lắc đầu khinh thường quát lên nhân tộc người tu luyện đều là như thế tự đại vô tri liền ngay cả lệ nghiêm sơn cũng lắc lắc đầu, nói ra tiểu tử này là tự tìm đường chết, hắn cho là mình có thể phá tan biển nham thú sắc ngoài. Quả thực là mơ hão. Lúc này đêm đông biển cũng nhíu nhíu mày, hắn nguyên bản trả hy vọng Diệp Thần Phong có thể kéo dài một ít thời gian, hắn đang suy nghĩ biện pháp, hắn nhất định có thể đem Diệp Thần Phong cứu ra, nhưng hôm nay Diệp Thần Phong thật không ngờ ép không được tỷ khí tự tìm đường chết. Này làm cho hắn mơ hồ đối Diệp Thần Phong sinh ra một tia phản cảm. Đông Hiểu Mỹ hai cái mày liếu cũng nhíu lại, người nhỏ giọng nói, "Phụ thân, giống như vậy không khống chế được chính mình người nóng tính, hắn không thể dẫn dắt chúng ta hải tộc lại thấy ánh mặt trời, nhân tộc này người tu luyện là tất chết rồi." Mà ở đêm Đông Biển mấy người cũng bắt đầu đối Diệp Thần Phong phản cảm, cho rằng Diệp Thần Phong tất chết thời điểm. Diệp Thần Phong thân ảnh đã xuất hiện tại con thứ nhất biển nham thú trước mặt. Diệp Thần Phong bên trong thân thể linh khí đang nhanh chóng tiến vào hắc huyền kiếm trong thân kiếm. Diệp Thần Phong đem hắc huyền kiếm hướng về con thứ nhất biển nham thú quất tới, nhất kiếm phá thiên dưới. Tại Diệp Thần vung ra hắc huyền kiếm đồng thời, con thứ nhất biển nham thú ngưng tụ mặt khác bốn con biển nham thú linh khí sau đó tại trước mặt nó tạo thành một cái so với vừa vặn trọn vẹn năm thứ năm đại học lần nước viêm đạn, cái này siêu cấp to lớn nước viêm đạn cũng hướng về diệp thần phong đánh tới rồi chết 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 thính phòng trong hải tộc người trong cổ họng bọn họ dồn dập a hô lên lệ nghiêm sơn đám người khóe miệng cũng hiện lên nụ cười nhàn nhạt, nhạt dưới cái nhìn của bọn họ diệp thần phong căn bản không thể nào biết đỡ này cái cự đại nước viêm đạn mà đêm đông biển đám người là than thở bọn hắn không hẹn mà cùng lắc lắc đầu nhưng chính khi tất cả mọi người đều cho rằng kết cục đã định thời điểm. Bạch, một tiếng. Diệp Thần Phong Hắc Huyền kiếm trực tiếp đem to lớn nước viêm đạn bổ làm hai, biến thành hai nửa nước viêm đạn hướng về Diệp Thần Phong hai bên sát vai mà qua, nhưng Diệp Thần Phong Hắc Huyền kiếm còn tại hướng về con thứ nhất biển nham thú vung tới. Một màn này xuất hiện, chu vi thính phòng trong hải tộc người trong nháy mắt ngậm miệng lại lệ nghiêm sơn cũng không nhịn nói ra điều này sao có thể tiểu tử này mới thần niệm cảnh nhị trọng thiên trung kỳ thực lực hắn có thực lực ra sao đem này to lớn nước viêm đạn bổ ra lệ nghiêm sơn con lớn nhất lệ bằng thiên vội vàng nói nhất định là vận khí tiểu tử này là đúng dịp mới bổ ra nước viêm đạn lệ nghiêm sơn nhị nhi lệ bằng vân cũng nói đúng hắn muốn phá vỡ biển nham thú sắc ngoài đây tuyệt đối là không thể nào âm uhm một tiếng. Diệp thần phong hắc huyền kiếm chính xác đã rơi vào con thứ nhất biển nham thú phía bên trên đầu. Hắc huyền huyến mũi kiếm trong nháy mắt trào vào con thứ nhất biển nham thú thể bên trong. Tại con thứ nhất biển nham thú thể bên trong để lại một phần mũi kiếm sau đó còn lại mũi kiếm thông qua đuôi hướng về mặt khác bốn con biển nham thú thể bên trong tuôn tới rồi. Lệ bằng vân nhìn thấy diệp thần phong chiêu kiếm này vẫn cứ không có bất kỳ tác dụng. Hắn cười nói ta đã nói rồi. Thế nhưng, Lệ bằng vân lời còn chưa nói hết. Chỉ nghe âm, 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 âm. Bốn tiếng. Con thứ nhất biển nham thú sau lưng bốn con biển nham thú, bụng của bọn nó trong nháy mắt bạo liệt ra, chúng nó trong cơ thể nội tạng toàn bộ được vỡ vụn, đã chết không thể lại chết tiếp. Tại bốn con biển nham thú tử vong sau đó ở lại con thứ nhất biển nham thú trong cơ thể mũi kiếm cũng phát huy tác dụng, lại là âm. Một tiếng con thứ nhất biển nham thú cũng là cái bụng nổ tung mà chết. Diệp thần phong là không có phá tan năm con biển nham thú sắc ngoài, hắn chỉ là một kiếm miểu sát năm con biển nham thú mà thôi. chung quanh thính phòng bên trong trong nháy mắt trở nên yên tĩnh không tiếng động, bọn hắn điên cuồng mắt trợn tròn, bọn hắn nỗ lực đem con mắt trợn lớn một ít, lớn hơn chút nữa, bọn hắn nỗ lực muốn chứng minh tự xem đến chính là là ảo giác. Nhưng sự thực chính là sự thực, Tại đêm năm con biển nham thú miểu sát sau đó Diệp Thần Phong hắc huyền kiếm chỉ hướng lệ bằng thiên hòa lệ bằng vân, khí thế ngập trời quát lên, hai người các ngươi rác rưởi có thể đi ăn cứt rồi. Diệp Thần Phong đem rác rưởi xương hô trả lại cho lệ bằng thiên hòa lệ bằng vân. Chương 1504, đầu óc ngươi không thành vấn đề chứ? Niết bàn cảnh cường giả lệ Nghiêm Sơn, hắn trong con ngươi lóe lên bất khả tư nghị ánh sáng, dù sao diệp thần phong mới chỉ là thần niệm cảnh nhị trọng thiên trung kỳ thực lực mà năm con biển nham thú thực lực tại thần niệm cảnh nhị trọng thiên đỉnh phong diệp thần phong dĩ nhiên có thể một kiếm miểu sát năm con biển nham thú bởi vậy có thể thấy được diệp thần phong sức chiến đấu vô cùng mạnh mẽ rồi này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của lệ nghiêm sơn lệ nghiêm sơn trên mặt phong đạm vân khinh biến mất rồi trên mặt của hắn tránh qua một việc tàn nhẫn hắn vẫn là cái đem tất cả mọi chuyện đều nắm trong lòng bàn tay người Hắn đã nói Diệp Thần Phong muốn chết, như vậy Diệp Thần Phong liền tất cần phải chết. Lệ Nghiêm Sơn con lớn nhất Lệ Bằng Thiên Hòa tiểu nhi tử Lệ Bằng Vân, hai người bọn họ sắc mặt cực kỳ khó coi, được Diệp Thần Phong xưng là rác rưởi, dưới cái nhìn của bọn họ đây là một loại sỉ nhục, một loại cực kỳ to lớn sỉ nhục. Mà đứng ở một bên đêm Đông biển, trên mặt của hắn nhưng là bắn ra vẻ vui thích, hắn vi vi nắm chặt nắm đấm hắn tự nói kẻ nhân loại này người tu luyện quả nhiên là chúng ta phải chờ người, hắn nhất định có thể dẫn dắt chúng ta hải tộc lại thấy ánh mặt trời, tổ tiên tiên đoán chưa làm gì sai. Đông hiểu Mỹ cũng đầy hiếu kỳ nhìn xem trên lôi đài diệp thần phong, người biết rõ tuy nhiên thực lực của nàng có thần niệm cảnh tứ trọng thiên sơ kỳ, thế nhưng yếu người một chiêu liền miểu sát năm con biển nham thú, điều này cũng hầu như là chuyện không thể nào, nhưng này năm con biển nham thú lại bị thực lực chỉ có thần niệm cảnh nhị trọng thiên trung kỳ Diệp Thần Phong cho miểu sát, này làm cho Đông Hiểu Mỹ bắt đầu đối Diệp Thần Phong sản sinh tò mò. Đông Thành Phi hắn đối với Đông Hiểu Mỹ nhỏ giọng nói, tỷ, xem đến kẻ nhân loại này người tu luyện sức chiến đấu ngược lại không tệ. Lệ Nghiêm Sơn hít một hơi thật sâu, hắn quát lên, đêm Đông biển. Chỉ bằng tiểu tử này có thể giết chết năm con biển nham thú, điều này có thể chứng minh được cái gì? đêm đông biển cùng lệ nghiêm sơn ánh mắt đối diện nói ra lệ nghiêm sơn ngươi lẽ nào đã quên chính mình mới vừa nói qua lời nói sao nếu như thằng nhóc loài người này có thể giết chết năm con biển nham thú như vậy ngươi liền sẽ không làm khó hắn lẽ nào ngươi muốn nói không giữ lời sao lệ nghiêm sơn khinh thường cười lạnh một tiếng nói ra ta nói rồi lời nói như vậy thì lại làm sao ta nói không giữ lời thì lại làm sao hôm nay ta chính là yếu tiểu tử này chết nếu để cho tiểu tử này dẫn dắt chúng ta hải tộc chúng ta hải tộc chỉ biết đi hướng diệt phong tại lễ nghiêm sơn tiếng nói vừa vặn hạ xuống hai luồng niết bàn cảnh nhất trọng thiên hậu kỳ thật khí thế rất nhanh kéo dài tiến vào chỗ này sân luận võ sau đó hai đạo bóng đen trong nháy mắt xuất hiện tại đêm đông biển bên cạnh hai cái này lão đầu chính là đêm đông biển dưới tay thực lực mạnh nhất vu phong giang cùng vu phong chỉ rồi Hai cái này lão đầu thực lực đều tại nhất bàn cảnh nhất trọng thiên hậu kỳ. Đêm Đông Biển đang nhìn đến Vu Phong Giang cùng Vu Phong Chỉ tới rồi, sau đó trên mặt hắn sầu lo cuối cùng cũng coi như biến mất không còn chút nào, có Vu Phong Giang cùng Vu Phong Chỉ sau, hắn liền có cùng Lệ Nghiêm Sơn một trận chiến thực lực. Đêm Đông Biển liếc nhìn Vu Phong Giang cùng Vu Phong Chỉ, hỏi: "Sự tình xong xuôi?" Vu Phong Giang cùng Vu Phong Chỉ không hẹn mà cùng gật gật đầu nói ra đúng tộc trưởng khi nghe đến vu phong giang cùng vu phong chỉ trả lời sau đó đêm đông biển đem ánh mắt nhìn về phía lệ nghiêm sơn ngữ khí của hắn cũng biến thành cường cứng rắn quát lên lệ nghiêm sơn hiện tại ngươi cho ta lập tức đem người này loại người tu luyện thả ra bằng không chúng ta thật có thể muốn động thủ lệ nghiêm sơn nghe được đêm đông biển lời nói sau trên mặt hắn biểu lộ vẫn cứ không có đổi hắn nói ra đêm đông biển ngươi cho rằng có hai cái này lão đầu tại ngươi là có thể cứu được thằng nhóc loài người này sao ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút năng lực của các ngươi rồi đùng đùng hai tiếng theo lệ nghiêm sơn tiếng vỗ tay vang lên tại võ đài bên trái gạch đá lõm lún xuống dưới đợi được gạch đá nổi lên thời điểm một đầu dáng dấp phi thường giống rùa đen yêu thú xuất hiện tại trên võ đài chỉ thấy này làm cho đầu dáng dấp phi thường giống rùa đen yêu thú nó thân dài có hơn 2 mét, nó mọc ra một viên cá sấu đầu, tứ chi cũng cùng cá sấu tương đồng, loại này yêu thú tên là cá sấu lớn quy. Cá sấu lớn quy chính là là ưa thích máu tanh yêu thú, chúng nó yêu thích đem vật còn sống huyết nhục cho từng khối từng khối gặm cắn xuống đến. Từ nơi này cá sấu lớn quy trên người tản ra nhất cổ tạo hóa cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong khí thế tại cá sấu lớn quy từ trên võ đài xuất hiện sau đó lệ nghiêm sơn tâm tình không tệ hỏi, các người nói tiểu tử này có thể tại cá sấu lớn quy trong tay sống qua mấy chiêu. Các người có thể động thủ, bất quá, ta có thể cam đoan, tại một nén nhang bên trong, tiểu tử này nhất định sẽ được cá sấu lớn quy cho từng miếng từng miếng cắn nát. Đêm đông biển đang nhìn đến trên võ đài dĩ nhiên xuất hiện tạo hóa cảnh ngũ trọng thiên cá sấu lớn quy, sắc mặt của hắn trong nháy mắt phẫn nộ mà lại âm trầm lên, dưới cái nhìn của hắn này Lệ Nghiêm Sơn quả thực quá vô sỉ, vô sỉ liền một điểm điểm mấu chốt cũng không có. Đêm Đông Biển bên trong thân thể thật khí thế dường như núi lửa giống như bạo phát ra, cùng lúc đó, một bên Vu Phong Giang cùng Vu Phong chỉ hai cái này lão đầu, hai người bọn họ trên người đồng dạng khí thế phun trào. Đứng ở lao tù hình trên lôi đài Diệp Thần Phong, hắn đã từ lão Bạch cùng lão Hắc trong miệng giải trừ một phen cá xấu lớn quy. Này cá sấu lớn Quy tuy rằng đã tới tạo hóa cảnh thực lực, nhưng cá sấu lớn Quy vẫn là không cách nào ở trên bầu trời phi hành. Đến tạo hóa cảnh có thể ở trên bầu trời phi hành, này là đối với nhân loại người tu luyện mà nói. Này cá sấu lớn Quy chính là bên trong đại dương một loại yêu thú, nó không thể ở trên bầu trời phi hành cũng là hợp tình hợp lý. Nếu quả như thật cùng trước mặt cá sấu lớn Quy chiến đấu, như vậy lấy Diệp Thần Phong thực lực hôm nay, hắn có lẽ hội bị thua rất nhanh. Bất quá, Diệp Thần Phong nhìn ra được đêm đông biển một nhóm người là đứng ở bên phía hắn, hắn chỉ cần tránh thoát này cá sấu lớn quy công kích, đêm đông biển đám người nhất định có thể đưa hắn từ nơi này cứu ra ngoài. Lần sau, Diệp Thần Phong nhưng là có linh khí vũ rực người, chỉ cần đem linh khí vũ rực triển khai ra, hắn chả cần phải lo lắng cá sấu lớn quy công kích sao. Này cá sấu lớn quy thực lực tuy rằng còn cao hơn Diệp Thần Phong xuất rất nhiều, nhưng mà nếu như công kích không tới Diệp Thần Phong, thực lực mạnh đến đâu cũng là toi công. Diệp thần phong đối với trên lôi đài cá sấu lớn quy là thờ ơ không động lòng, hắn đem ánh mắt nhìn về phía lệ nghiêm sơn, hắn quát lên, người muốn giết ta. Chỉ bằng con này ngu xuẩn rùa đen. Diệp thần phong tiếng quát nhất thời đưa tới chú ý của mọi người, nguyên bản vốn đã chuẩn bị động thủ lệ nghiêm sơn cùng đêm đông biển đám người, bọn hắn cũng không hẹn mà cùng ngừng lại. Lệ nghiêm sơn con lớn nhất lệ bằng thiên, vừa nãy diệp thần phong mắng hắn là rác rưởi, lại để cho hắn đi ăn cướp. trong lòng của hắn hận không thể lập tức giết diệp thần phong, hắn lạnh lẽo quát lên: người quả thực tự lớn vô biên rồi. người cho rằng giết năm con biển nham thú, người liền có tự đại tư bản sao? người đối mặt cá sấu lớn quy chính là tạo hóa cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong thực lực, người ngay cả cá sấu lớn quy một chiêu đều không chống đỡ được. ta để cho chúng ta tới xem một chút thằng nhóc loài người này hắn sau đó còn thế nào nhảy nhảy. Lệ Bằng Vân cũng cười lạnh nói. Ồ, thật sao? Diệp Thần Phong không khỏi thuận miệng nghi vấn đạo, sát theo đó, Diệp Thần Phong bên trong thân thể linh khí nhất thời hướng về trên lưng tuôn tới rồi, hai con màu xanh ra trời linh khí vũ rực đột nhiên từ hắn trên lưng mở rộng ra. Tại linh khí vũ rực mở rộng ra tới nháy mắt, Diệp Thần Phong thân ảnh trong nháy mắt hướng về giữa bầu trời bay đi, hắn lần nữa quát lên, ta nói rồi, bằng vào con này ngu xuẩn rùa đen muốn giết chết ta các người quả thực là nằm mộng ban ngày phi hành chiến kỹ dĩ nhiên là phi hành chiến kỹ có nhiều như vậy kinh ngạc thủ đoạn người hắn quả nhiên là tổ tiên tiên đoán người kia đêm đông biển một mặt kích động nói lệ bằng thiên hòa lệ bằng vân bọn hắn nhìn xem bay đến giữa bầu trời diệp thần phong hai người bọn họ suýt chút nữa tức giận đến thổ huyết lệ bằng thiên quát lên tiểu tử người quá vô sỉ có bản lĩnh người đường đường chính chính cùng cá sấu lớn quy chiến đấu. Đúng, lẽ nào các ngươi nhân tộc đều vô sỉ như vậy đấy sao? Lệ Bằng Vân cũng theo sát kêu gào nói. Thân thể bay đến giữa bầu trời Diệp Thần Phong, hắn vừa vặn bay thẳng đến bầu trời đỉnh cao nhất, hắn phát hiện từ nơi này căn bản không cách nào trở về hắn trước kia vị trí ở trong đường hầm rồi. Hắn khi nghe đến lệ bằng thiên hòa lệ bằng vân kêu gào sau đó thân ảnh của hắn lại thấp xuống một ít, nói ra ta vô sỉ vừa vặn ta miểu sát năm con biển nham thú, ta tại sao không có thấy các ngươi đi ăn cứt. Lệ bằng thiên hòa lệ bằng vân sắc mặt một trận đỏ lên. Lệ nghiêm sơn nghe hai đứa con trai cùng Diệp Thần Phong ở giữa trò chuyện, hắn biết hôm nay là thật sự giết không được Diệp Thần Phong rồi, hiện tại hắn chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác. Hắn đối với Diệp Thần Phong dùng ở trên cao nhìn xuống ngữ khi nói ra, ta có thể thả ngươi, bất quá, ngươi nhất định phải muốn nghe ta, theo Lễ Nghiêm Sơn Diệp Thần Phong hẳn là yếu cảm kích hắn đại nhân có đại lượng. Bất quá, giữa không trung Diệp Thần Phong, hắn nhìn xem Lễ Nghiêm Sơn Phảng Phất đang nhìn một kẻ ngu ngốc, hắn cười nói, đầu ngươi không thành vấn đề chứ? Ta phải nghe ngươi, ngươi là cái thá gì? Ngược lại, Diệp Thần Phong vừa nhìn về phía đêm đông biển đám người, nói ra, ta biết các ngươi khả năng cần ta trợ giúp, ta nghĩ các ngươi hẳn có thể giải quyết phiền toái trước mắt đem ta cứu ra chứ? Đêm đông biển nhìn thấy Diệp Thần Phong đối lệ nghiêm sơn lôi kéo căn bản không động tâm, hắn cười nói, vị này bạn của nhân tộc, người yên tâm, có chúng ta ở đây, chúng ta bảo đảm đem người bình an mang theo rời đi nơi này. chương 1505, rác rưởi Bảo Khố Nhiết bàn cảnh cường giả lệ nghiêm sơn, hắn không nghĩ tới Diệp Thần Phong dĩ nhiên đối với hắn cũng dám ăn nói ngông cuồng. Hơn nữa Diệp Thần Phong vẫn cùng đêm đông biển một sướng một họa, này làm cho lệ nghiêm sơn khóe miệng bắp thịt vi vi co quắp, hắn hận không thể trực tiếp đem Diệp Thần Phong cho lột ra chóc thịt rồi. Nhưng Diệp Thần Phong thi triển linh khí vũ rực sau, thân ảnh của hắn phi ở giữa không trung bên trong, trên lôi đài cá sấu lớn quy căn bản không đả thương được Diệp Thần Phong, mà đêm đông biển tại có vu phong giang cùng vu phong chỉ trợ giúp sau, bọn hắn có lớn vô cùng hy vọng đem Diệp Thần Phong cho cứu ra. Đêm đông biển nhìn xem sắc mặt khó coi lệ nghiêm sơn, Tâm tình của hắn trong nháy mắt trở nên sướng nhanh hơn, hắn nói ra, lễ Nghiêm Sơn, lẽ nào ngươi bây giờ chả không chuẩn bị thả người sao? Chúng ta cũng không ngại đem ngươi cái lôi đài này cho phá tan. Nghe vậy, lễ Nghiêm Sơn trong lòng là càng thêm biệt khuất, hắn biết đêm đông biển cùng Vu Phong Giang, Vu Phong chỉ một người trong đó liên thủ, bọn hắn là có thể tạm thời ngăn cản hắn, đến lúc đó một người khác lại đi phá tan võ đài là dễ như ăn cháo. Cho nên Lễ nghiêm sơn trong lòng tuy rằng không muốn thả Diệp Thần Phong, nhưng hắn biết mình là không giữ được Diệp Thần Phong rồi, dù sao sau giết chết Diệp Thần Phong cơ hội trả rất nhiều. Thế là, Lễ nghiêm sơn lần thứ hai vỗ tay một cái, theo tiếng vỗ tay của hắn vang lên, bốn phía lôi đài kim loại lan can nhất thời nhanh chóng thu rút về trong lòng đất. Không có kim loại lan can ngăn cản sau đó Diệp Thần Phong giang ra linh khí vũ rực, thân ảnh của hắn trong chớp mắt công phu liền rơi xuống đêm đông biển bên cạnh. Lệ nghiêm sơn nhìn đứng ở đêm đông biển bên cạnh Diệp Thần Phong, hắn quát lạnh, tiểu tử, ta vừa nãy cho ngươi sống sót cơ hội, đáng tiếc ngươi không có quý trọng A Hát. Ngươi tốt nhất không nên tùy tiện đi loạn, bằng không ngươi rất có thể hội làm mất mạng. Uy hiếp, cái này căn bản là lệ nghiêm sơn uy hiếp. Đối với người khác uy hiếp, Diệp Thần Phong từ trước đến giờ là phi thường phản cảm. Hắn tùy ý nhún nhún vai, khóe miệng xẹt qua một vệt nụ cười lạnh như băng, Hắn liếc nhìn Lệ Nghiêm Sơn bên cạnh Lệ Bằng Thiên hòa Lệ Bằng Vân, nói ra, người tốt nhất cũng coi chừng bên cạnh ngươi hai cái rác rưởi, bằng không bọn hắn cũng có khả năng bất cứ lúc nào cũng sẽ đi gặp Diêm Vương gia. Lệ Nghiêm Sơn không nghĩ tới dĩ nhiên sẽ bị một nhân tộc tiểu tử ngược lại uy hiếp. Này làm cho trong lòng của hắn lửa giận hừng hực bắt đầu cháy rừng rực, mà Lệ Bằng Thiên hòa Lệ Bằng Vân đôi huynh đệ này, trên mặt bọn họ cũng thỉnh thoảng tránh qua vẻ âm trầm, Lệ Bằng Thiên quát lên, tiểu tử ngươi không phải là giết chết năm con biển nham thú sao? Ngươi không phải là hội linh khí vũ rực sao? Luận đến thực lực, ngươi không nhất định so được với ta. Hừ, đối với lệ nghiêm sơn uy hiếp diệp thần phong tính mạng. Đêm đông biển trong lỗ mũi hừ lạnh một tiếng, hắn không lại đi để ý tới lệ nghiêm sơn rồi. Hắn nói ra, vị này bạn của nhân tộc, chúng ta đi thôi. Lệ nghiêm sơn nhìn xem đêm đông biển đám người mang theo diệp thần phong rời khỏi hắn sân luận võ. Hắn tự nói, đêm đông biển, người cao hứng không được bao lâu. Ta có cảm giác, trong vòng nửa năm thực lực của ta nhất định sẽ lần nữa đột phá. Đến lúc đó tại bên trong vùng không gian này chỉ biết tồn tại ta lệ nghiêm sơn một cái tộc trường. Mà đêm đông biển cùng diệp thần phong đám người đi ra sân luận võ sau, đêm đông biển nói ra, vị này bạn của nhân tộc, người thi triển linh khí vũ rực ở trên bầu trời phi hành đi như vậy tốc độ của chúng ta hội mau một chút phía chúng ta đi ta một bên đem sự tình nói cho ngươi biết diệp thần phong đối với cái này cũng không có ý kiến gì diệp thần phong sau lưng linh khí vũ rực rỗi một cái triển khai thân ảnh của hắn liền phóng lên trời rồi nhìn đến đông thành phi là tỏ rõ vẻ ước ao liền ngay cả lạnh như băng đông hiểu mỹ trong con ngươi của nàng cũng tránh qua một tia dị thải bởi Đông Thành Phi cùng Đông Hiểu Mỹ chả cũng sẽ không ở trên bầu trời phi hành, cho nên, đêm đông rong biển Đông Hiểu Mỹ bay lên trời, mà Vu Phong Giang cùng Vu Phong chỉ thì là mang theo Đông Thành Phi sông hướng bầu trời. Tại đêm đông biển dưới sự hướng dẫn, đoàn người hướng về mặt đông bay đi. Đêm đông biển chiếm cứ chỗ này không gian mặt đông, mà lệ nghiêm sơn chiếm cứ chỗ này không gian phía tây. Lúc bình thường tới nói song phương là nước giếng không phạm nước sông. Tại hướng về mặt đông đi đường trong quá trình, đêm đông hải tướng đại khái sự tình đối Diệp Thần Phong giải thích một lần. Đang nghe xong đêm đông biển giải thích sau đó hắn không nghĩ tới hắn có thể đến nơi đây, dĩ nhiên là mấy ngàn năm trước hải tộc một vị tổ tiên tiên đoán. Trên đời này còn có như vậy nhân vật thần kỳ. Lão hắc Giang vận thiên tại cảm thấy được Diệp Thần Phong ý nghĩ sau đó hắn tức giận mở miệng nói tiểu tử. Này bói toán số tử vi chi thuật xác thực tồn tại, xem ra hải tộc vị kia tổ tiên bói toán số tử vi chi thuật đã vô cùng cao thâm. Đêm đông biển tại để Diệp Thần Phong suy tư một lúc sau, hắn lại nói, vị này bạn của nhân tộc, năm đó chúng ta hải tộc mấy vị tổ tiên hy sinh tính mạng, dùng đi rất nhiều linh thạch cùng thiên tài địa bảo, bọn hắn mới phong ấn ra vùng không gian này. Chúng ta bị vây ở chỗ này có mấy ngàn năm rồi, chúng ta cũng muốn rời khỏi nơi này lại thấy ánh mặt trời rồi, nếu bằng hữu ngươi là lão tổ trong dự ngôn người kia, người hẳn có thể giúp chúng ta phá tan trận pháp A. Diệp thần phong tuy rằng không hiểu trận pháp, thế nhưng lão bạch cùng lão hắc là phi thường tinh thông, hắn gật gật đầu, nói ra chúng ta trước tiên đi xem xem phong ấn suốt vùng không gian này trận pháp. Ước chừng sau một tiếng, mang theo đông hiểu Mỹ đêm đông biển, hắn trước tiên hướng xuống đất thượng hạ xuống. Sau đó, Diệp Thần Phong cùng Vu Phong Giang mấy người cũng nhanh đi theo sau. Diệp thần phong hàng rơi trên mặt đất, hắn đem sau lưng linh khí vũ dực thu sau khi thức dậy, hắn nhìn thấy chính mình xuất hiện tại một vùng thung lũng bên trong. Ở cái này to lớn sơn cốc trên mặt đất che kín từng cái từng cái phát ra ánh sáng nhạt hoa văn, đây chính là phong ấn suốt tiểu thế giới này trận pháp. Trận pháp này vô cùng phức tạp, chỉ là nhìn trên mặt đất vòng tới vòng lui hoa văn, vậy thì để diệp thần phong có phần choáng váng hoa mắt được rồi, xem ra yếu phá tan trận pháp này khẳng định không dễ dàng. Đêm đông biển mở miệng nói, vị này bạn của nhân tộc, trận pháp này chính là chúng ta hải tộc một mực truyền thừa xuống, chúng ta hải tộc chỉ ghi lại bố trí trận pháp này phương thức, cũng không hề ghi chép nên làm sao phá tan. Diệp thần phong gật gật đầu, hắn ở trong lòng hỏi, lão bạch, lão hắc, các người có phá tan trận pháp này phương pháp xử lý sao? Lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh nói ra, tiểu gia hỏa, trận pháp này dị thường phức tạp, hẳn là từ viễn cổ thời đại lưu truyền xuống, ta cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua loại trận pháp này, yếu phá tan trận pháp này, ta phải thật tốt nghiên cứu một phen. Bất quá, ta đoán chừng trong vòng nửa năm, ta hẳn có thể giúp người phá tan trận pháp này. Lão Hắc Giang Vận Thiên cũng nói, tiểu tử, ta cùng lão Bạch ý nghĩ tương đồng, nếu như chỉ là ta một người, như vậy ta tối thiểu cũng cần thời gian nửa năm. Thế nhưng, bây giờ có ta cùng lão bạch hai người, hai người chúng ta liên hợp lại nghiên cứu trận pháp này, hẳn là tại hai đến trong vòng ba tháng sẽ có kết quả. Diệp thần phong đang nghe lão bạch cùng lão hắc lời nói sau, hắn nhìn xem đêm đông biển nói ra, trận pháp này ta chắc chắn trong vòng nửa năm phá tan. Nghe được diệp thần phong lời nói sau, đêm đông biển hơi sững sờ, sát theo đó, trên mặt hắn lập tức bắn ra vẻ vui thích, hắn kích động mà hỏi, vị này bạn của nhân tộc, người nói là sự thật. Diệp Thần Phong gật đầu hồi đáp, ta không cần thiết nói dối. Ngược lại, Diệp Thần Phong nhìn thấy tại đây nơi sơn cốc bên phải góc chất đầy hơn 500 kiện vũ khí, Diệp Thần Phong không tự chủ được đi tới, hắn cẩn thận cảm ứng một thoáng, hắn phát hiện những vũ khí này bên trong có chính là pháp khí, có chính là linh khí, bất quá, cấp bậc cao nhất cũng chỉ là tại thượng phẩm linh khí, điểm trọng yếu nhất là những vũ khí này bên trong linh trận đồ cũng đã bị phá hỏng rồi phải biết coi như là tại mấy ngàn năm trước địa huyền giới, luyện khí sư cùng luyện dược sư đồng dạng là gấp vô cùng thiếu, thời điểm đó luyện khí sư cùng luyện dược sư cùng bây giờ địa huyền giới trình độ gần như. Những vũ khí này các ngươi còn cần không? Nếu như không cần lời nói liền đưa cho ta đi." Diệp Thần Phong đối với đêm Đông Biển nói ra. Đêm Đông Biển đám người một mặt cổ quái nhìn xem Diệp Thần Phong, ngược lại, đêm Đông Biển lại lập tức nói ra, "Vị này bạn của nhân tộc đây chỉ là một đống rác rưởi mà thôi, những vũ khí này bên trong linh trận đồ cũng đã bị phá hỏng rồi, nếu như ngươi muốn lời nói, như vậy ngươi liền cứ việc cầm đi đi. Đêm đông biển nhi tử đông thành phi hắn như quen thuộc cười nói, huynh đệ, ngươi sẽ không phải còn có thu thập rác rưởi thói quen chứ. Những này linh trận đồ bị hủy vũ khí, tại trong mắt người khác là rác rưởi nhưng ở diệp thần phong trong mắt chính là một kho báu, dù sao phá tan trận pháp sự tình giao cho lão Bạch cùng lão Hắc đi nghiên cứu, Diệp Thần Phong chẳng bằng mượn cơ hội này thật tốt tăng lên tăng lên thuật luyện khí cùng chế thuốc chi thuật. Diệp Thần Phong biết hắn yếu chữa trị những vũ khí này bên trong linh trận đồ, sự tình sớm muộn cũng sẽ được đêm đông biển các loại người biết, cho nên, hắn trực tiếp cầm lên một cái hạ phẩm pháp khí, hắn chuẩn bị bắt phẩm pháp khí linh trận đồ bắt đầu luyện tập, tại trong đầu hỏi lão Hắc làm sao khắc họa xuống phẩm pháp khí linh trận đồ sau diệp thần phong nhắm hai mắt lại hắn dù sao lúc trước khắc họa ra linh trận đồ đã tới trung phẩm linh khí rồi lần này phẩm pháp khí linh trận đồ đối với diệp thần phong tới nói hầu như không có khó khăn rồi chỉ là mấy phút đồng hồ sau đó diệp thần phong trong tay hạ phẩm pháp khí tránh qua một ánh hào quang diệp thần phong đem trong tay hạ phẩm pháp khí vung lên từ đó lập tức đã tuôn ra nhất cổ linh khí cái này hạ phẩm linh khí bên trong linh trận đồ bị hắn khắc họa thành công Đêm Đông Biển đám người nhìn thấy Diệp Thần phong tay bên trong nguyên bản phế bỏ hạ phẩm pháp khí khôi phục, con mắt của bọn họ trong nháy mắt trợn lên như chuông đồng một kích cỡ tương đương, mặc kệ tại lúc trước, vẫn là bây giờ, bất kể là tại nhân tộc, hải tộc vẫn là những chủng tộc khác bên trong, luyện khí sư cùng luyện dược sư từ trước đến giờ đều là được đến bất kỳ chủng tộc nào tôn kính. Đêm Đông Biển có phần không bình tĩnh hỏi, vị này bạn của nhân tộc, ngươi là luyện khí sư? Diệp Thần Phong tùy ý chút đầu nói, "Đúng, có vấn đề gì sao?" Kế tiếp một đoạn tháng ngày, ta sẽ ngủ ở chỗ này trong sơn cốc rồi. Chương 1506: Điên cuồng chữa trị, lần nữa khiếp sợ. Trong sơn cốc, đêm đông biển khi biết Diệp Thần Phong chính là luyện khí sư sau, hắn đối Diệp Thần Phong là càng thêm nhiệt tình, hắn cũng không hề lập tức đi hỏi Diệp Thần Phong chính là là cái gì cấp bậc luyện khí sư. Đêm Đông Biển dặn dò Đông Hiểu Mỹ cùng Đông Thành Phi ở lại trong Sơn Cốc chiếu cố Diệp Thần Phong, lại giúp Diệp Thần Phong tại trong Sơn Cốc xây dựng một tòa nhà gỗ, mà đêm Đông Biển cùng Vu Phong Giang ba người nhưng là rời khỏi Sơn Cốc. Rời đi Sơn Cốc sau, Đêm Đông Biển, Vu Phong Giang cùng Vu Phong chỉ ba người này, bọn hắn một đường tiếp tục hướng về đông, ước chừng ở phi hành nửa giờ sau, bọn hắn đã tới một chỗ cao sơn trên đỉnh ngọn núi tại trên đỉnh ngọn núi thình lình nằm hai con yêu thú thi thể cái này hai con yêu thú không phải là bạc thân biển mãng cùng hải vương cự hạt ma cái này hai con yêu thú chính là lúc trước hải tộc tổ tiên lưu lại chúng nó là phụ trách tiếp dẫn trong dự ngôn người kia thế nhưng mảnh này được phong ấn đi ra tiểu thế giới coi như là niết bàn cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong cao thủ cũng không cách nào tùy ý qua lại mà bạc thân biển mãng cùng hải vương cự hạt cái này hai con yêu thú chúng nó trước đó là lấy cái giá bằng cả mạng sống mới tạm thời rời khỏi nơi này. Đợi đến bạc thân biển mãng cùng hải vương cự hạt một lần nữa về tới đây sau, chúng nó trong cơ thể sinh cơ đã đã tiêu hao hết. Trước đó vu phong giang cùng vu phong chỉ không có trước tiên chạy tới lệ nghiêm sơn sân luận võ. Hai người bọn họ chính là nỗ lực tại cứu trị bạc thân biển mãng cùng hải vương cự hạt. Có thể bằng vào vu phong giang cùng vu phong chỉ hai cái này lão đầu năng lực, bọn hắn cuối cùng vẫn là chỉ có thể trơ mắt nhìn bạc thân biển mãng cùng hải vương cự hạt chết đi. Đêm đông biển nhìn xem bạc thân biển mãng cùng hải vương cự hạt thi thể, trong con người của hắn hiện lên một vệt đau thương. Hắn thở dài một hơi, nói ra ai, mấy ngàn năm trước chúng ta hải tộc một nhóm người chính là rất ưa thích giết chóc. Quá cản rỡ, cuối cùng mới sẽ đưa tới diệt tộc tai họa. Lệ nghiêm sơn người này tính cách độc ác, Năm đó tổ tiên phong ấn suốt tiểu thế giới này trước đó, tổ tiên sớm liền nhìn ra lệ nghiêm sơn không phải cái có thể phục hưng hải tộc người, cho nên rất nhiều chuyện tổ tiên đều không có đối lệ nghiêm sơn nhắc lên, tổ tiên thanh tất cả mọi chuyện đều nói cho ta biết. Đêm đông biển liếc mắt nhìn hơi nghi hoặc một chút vu phong giang cùng vu phong trì, hắn tiếp tục nói, năm đó tổ tiên từng tiên đoán. Vị kia tới chỗ này người, hắn không chỉ có thể dẫn dắt chúng ta hải tộc lại thấy ánh mặt trời, hơn nữa chỉ cần chúng ta hải tộc một lòng thần phục với hắn tương lai chúng ta hải tộc chắc chắn lần nữa cường thịnh lên vu phong giang cao mày nói ra tộc trưởng ý của ngươi là nói chúng ta hải tộc yếu thần phục với nhân loại kia người tu luyện vu phong chỉ cũng lập tức đón ý nói hùa nói tộc trưởng nhân loại kia người tu luyện mới thần niệm cảnh thực lực làm như vậy là không phải là không ổn đêm đông biển lông mày vi vi ngưng lại nói ra ta tin tưởng tổ tiên tiên đoán, lại nói các ngươi cũng không phải nhìn thấy ma. Nhân loại kia người tu luyện, hắn vẫn là một tên luyện khí sư, nói không chắc về sau hắn sẽ cho chúng ta càng nhiều hơn kinh nghỉ. Nếu như hắn có thể đủ dẫn dắt chúng ta hải tộc lại thấy ánh mặt trời, như vậy chúng ta hải tộc không ngại tới một lần đánh cược. Chúng ta hải tộc nhất định muốn toàn bộ đi theo vị kia nhân loại người tu luyện, dựa vào tự chúng ta yếu khôi phục hải tộc năm đó cường thịnh e sợ không có bách năm trở lên là không thể nào. Tại đêm đông biển cùng vu phong giang ba người trò chuyện với nhau hải tộc tương lai thời điểm. Trong sơn cốc, đông hiểu Mỹ cùng đông thành phi là xa xa đứng ở diệp thần phong bên trái. Mà diệp thần phong nhưng là một khắc đều không ngừng nghỉ khắc họa linh trận đồ, nơi này phế bỏ hơn 500 kiện vũ khí bên trong. Nguyên bản hạ phẩm pháp khí ước chừng có 100 kiện, trung phẩm pháp khí ước chừng hơn 50 kiện, thượng phẩm pháp khí ước chừng có hơn 200 kiện, hạ phẩm linh khí ước chừng có hơn 150 kiện, trung phẩm linh khí ước chừng có hơn 60 kiện, về phần thượng phẩm linh khí chỉ có vẻn vẹn hai cái mà thôi. Luyện khí bên trong trọng yếu nhất cũng là khó khăn nhất một cái phần đoạn chính là khắc họa linh trận đồ, chỉ cần đem linh trận đồ nắm giữ sau đó luyện khí những phương diện khác liền đơn giản rất nhiều. Diệp thần phong đầu tiên là chữa trị hạ phẩm pháp khí linh trận đồ, tại lão hắc đem hạ phẩm pháp khí các loại linh trận đồ nói cho hắn sau. Diệp thần phong trong tay là một cái lại một thanh hạ phẩm pháp khí tránh qua, lấy thần niệm lực lượng dẫn dắt trong cơ thể linh khí tiến vào pháp khí nội bộ, do đó tại pháp khí nội bộ một lần nữa khắc họa linh trận đồ. Vừa mới bắt đầu Diệp thần phong yêu cầu mấy phút đồng hồ, hắn mới có thể chữa trị một cái hạ phẩm pháp khí linh trận đồ. Bất quá, tại Diệp Thần Phong chữa trị hơn 50 thanh hạ phẩm pháp khí linh trận đồ sau, tốc độ của hắn từ từ bắt đầu tăng nhanh. Lấy thần niệm lực lượng dẫn dắt linh khí, tại từng thanh hạ phẩm pháp khí nội bộ buộc vòng quanh từng cái từng cái dây nhỏ, một điều này đầu dây nhỏ hội tụ thành lần lượt linh trận đồ. Bây giờ Diệp Thần Phong trong đầu chỉ có một ý nghĩ, cái kia chính là khắc họa linh trận đồ, khắc họa linh trận đồ. Diệp Thần Phong cái chán cùng trên gương mặt là mồ hôi rơi như mưa, hắn quần áo trên người đã sớm được mồ hôi cho thấm ướt. Thế nhưng, Diệp Thần Phong trả không có đình chỉ xuống ý tứ, chỉ có ngăn ngắn một ngày, hắn liền đem hết thảy hạ phẩm pháp khí nội bộ linh trận đồ toàn bộ chữa trị xong xuôi. Này làm cho đang cùng Lão Bạch nghiên cứu như thế nào phá mở trận pháp Lão Hắc cũng là một trận không nói gì, tuy nói có hắn vị này trí tôn luyện khí sư chỉ điểm, Diệp Thần Phong xác thực hội thiếu đi rất nhiều đường vòng, nhưng Diệp Thần Phong khắc họa linh trận đồ tốc độ cũng quá nhanh đi. Phải biết trước lúc này Diệp Thần Phong tổng cộng mới khắc họa qua hai lần linh trận đồ đây. Liền ngay cả trí tôn luyện khí sư lão Hắc Giang Vận Thiên đều kinh hãi, chớ nói chi là một mực đứng xa xa nhìn Diệp Thần Phong đông hiểu Mỹ cùng đông thành bay, bọn hắn nhìn thấy mới một ngày, Diệp Thần Phong liền chữa trị ước chừng 100 kiện hạ phẩm pháp khí, này để cho bọn họ này đôi tỷ đệ là trợn mắt hốc mồm. Quan trọng nhất là Đông Thành Phi trong con người đã sớm lộ ra kích động ánh sáng rồi. Hải tộc đã bị vây ở chỗ này mấy ngàn năm rồi. Hải tộc bên trong rất nhiều vũ khí cũng đã phế bỏ. Đan dược và linh thảo cũng đã sớm tiêu hao hết. Hiện tại liền ngay cả Đông Thành Phi cùng Đông Hiểu Mỹ người thân phận như vậy. Trong tay bọn họ đồng dạng liền một cái hạ phẩm pháp khí cũng không có. Có thể nói bây giờ hải tộc là nghèo đáng thương. Tỷ, người nói vị huynh đệ này là cái gì cấp bậc luyện khí sư, Đông Thành Phi tò mò hỏi. Diệp thần phong ngoại trừ khắc họa linh trận đồ, hắn chính là nhắm mắt dưỡng thần, này làm cho Đông Thành Phi căn bản không có cơ hội đi quấy rầy Diệp thần phong. Đông hiểu Mỹ đối Diệp thần phong chữa trị hạ phẩm pháp khí cũng có chút tâm động rồi, bất quá, người ngoài mặt vẫn là một bộ dáng vẻ lạnh như băng, nàng nói nói, thành bay, theo lý tới nói. Luyện khí sư yếu chữa trị vũ khí bên trong linh trận đồ, này yếu so với lần nữa luyện chế vũ khí đều phải hao tâm tốn sức, vậy luyện khí sư tuyệt đối sẽ không làm như thế, ta nghĩ hắn tối thiểu cũng nên là nhị phẩm luyện khí sư rồi. Bằng chừng ấy tuổi là có thể là nhị phẩm luyện khí sư, ta nghĩ hắn tại bây giờ địa huyền giới khẳng định cũng là thiên tài, dù sao tại chúng ta niên đại đó, cấp bậc cao nhất luyện khí sư cũng chỉ có lục phẩm. Nhưng kế tiếp trong 6 ngày, đông hiểu Mỹ cùng đông thành phi này đôi tỷ đệ, bọn hắn suýt chút nữa là bị khiếp sợ điên rồi. Mà đêm đông biển, Vu Phong Giang cùng Vu Phong chỉ ba người này, bọn hắn bắt đầu từ ngày thứ hai, bọn hắn cũng một mực lưu tại bên trong sơn cốc. Ngày thứ nhất, Diệp Thần Phong đem hết thảy hạ phẩm pháp khí khôi phục. Ngày thứ hai, Diệp Thần Phong đem chỗ có trung phẩm pháp khí khôi phục. Ngày thứ ba, ngày thứ tư, bởi thượng phẩm pháp khí là nhiều nhất, có tới hơn 200 kiện, cho nên Diệp Thần Phong dùng hai ngày chữa trị. Ngày thứ năm, ngày thứ sáu, hạ phẩm linh khí linh trận đồ bắt đầu phức tạp, lại mà hạ phẩm linh khí cũng có hơn 150 kiện, cho nên Diệp Thần Phong chỉ là dùng hai ngày chữa trị. Về phần ngày thứ bảy, có khắc họa hạ phẩm linh khí linh trận đồ kinh nghiệm sau đó khắc họa trung phẩm linh khí linh trận đồ cũng dễ dàng hơn, mà trung phẩm linh khí mới hơn 60 kiện, cho nên Diệp Thần Phong chỉ dùng một ngày chữa trị. Về phần duy nhất hai cái thượng phẩm linh khí, Diệp Thần Phong không có lựa chọn đi khắc họa rồi, lấy năng lực hiện tại của hắn, hắn muốn đi khắc hỏa thượng phẩm linh khí linh trận đồ trả là có chút miễn cưỡng. Tại trong 7 ngày này, lão Hắc Giang vận thiên suýt chút nữa liền nghiên cứu trận pháp tâm tư cũng không có, hắn thật không nghĩ ra Diệp Thần Phong đến cùng phải hay không người. Diệp Thần Phong rốt cuộc là ăn cái gì lớn lên, Diệp Thần Phong làm sao có thể như thế yêu nghiệt. Ngăn ngắn 7 ngày, Diệp Thần Phong liền đem hạ phẩm pháp khí đến trung phẩm linh khí linh trận đồ vận dụng thông hiểu đạo lý e sợ đây là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả được rồi chứ. Này làm cho lão hắc có loại muốn trực tiếp đi chết kích động, cuối cùng hắn chỉ có thể an ủi mình, là hắn giáo dục quá tốt rồi, cho nên Diệp Thần phong tại trong vòng 7 ngày liền đem hạ phẩm pháp khí đến trung phẩm linh khí linh trận đồ thông hiểu đạo lý. Về phần đêm đông biển đám người, bọn hắn đang nhìn đến Diệp Thần Phong đem hết thảy trung phẩm linh khí cũng chữa trị xong, bọn hắn đã sớm là bị khiếp sợ thương tích đầy mình rồi, bọn hắn nhìn ra được Diệp Thần Phong chỉ có hơn 20 tuổi, nhưng Diệp Thần Phong có thể chữa trị trung phẩm linh khí linh trận đồ. Cho nên, Diệp Thần Phong tối thiểu nhất là ngũ phẩm luyện khí sư. Một cái hơn 20 tuổi ngũ phẩm luyện khí sư. Đêm đông biển đám người nhưng chưa từng thấy trẻ tuổi như vậy ngũ phẩm luyện khí sư đây. Cho tới liền ngay cả niết bàn cảnh đêm đông biển, vu phong giang cùng vu phong chỉ cũng hoàn toàn thất thố, trong cổ họng bọn họ không hẹn mà cùng nuốt nước miếng chương 1507, luyện khí trong lịch sử thứ nhất người. Hô! Diệp thần phong mở u bàn tay xoa xoa trên trán mồ hôi, trong miệng hơi hơi hộc ra một ngụm chọc khí, ngăn ngắn 7 ngày thời gian, hắn liền ở hơn 500 kiện đồng nát sắt vụn bên trong khắc họa song linh trận đồ, này làm cho hắn quả thực cũng mệt đến ngất ngư rồi. Tại trong 7 ngày này, Diệp thần phong trong cơ thể linh khí phải không đoạn tiêu hao lại khôi phục, như thế không ngừng tuần hoàn, Hầu như một khắc cũng không có đình chỉ, này làm cho hắn trong gân mạch linh khí dòng sông trở nên càng lao nhanh rồi. Đột nhiên, từ trên người Diệp Thần Phong nổi lên liên tục hai lần sóng năng lượng, Diệp Thần Phong trong cơ thể thần niệm cảnh nhị trọng thiên trung kỳ thật khí thế cấp tốc tăng vọt, hắn thuận lợi khóa nhập nhị trọng thiên hậu kỳ, lại khóa nhập nhị trọng thiên đỉnh phong, cuối cùng thực lực của hắn vững vàng như ngừng lại thần niệm cảnh nhị trọng thiên đỉnh phong tầng thứ. Cảm giác được thực lực của mình tăng lên, Diệp thần phong khóe miệng cũng hiện lên một vệt nụ cười thỏa mãn, lão hắc giang vận thiên thanh âm ở trong đầu hắn vang lên, tiểu tử, thế nào? Cảm giác phải hay không rất tốt, tại luyện khí trong quá trình, trong cơ thể linh khí là tiêu hao cực kỳ kịch liệt, này bằng với cũng là một cái quá trình tu luyện. Ngươi liên tục 7 ngày ngoại trừ tiêu hao chính là khôi phục, tại trong 7 ngày này ngươi có thể đột phá hai cái tiểu tầng thứ, cái này cũng là chuyện đương nhiên. Lão Hắc Giang vận Thiên tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, thế nhưng trong lòng của hắn mắng to Diệp Thần Phong yêu nghiệt, tại bước vào thần niệm cảnh sau đó thực lực mỗi tăng lên một cái tiểu tầng thứ, này đều phải so trước đó khó hơn mấy chục lần, cho nên cũng chỉ có thể đủ nói rõ Diệp Thần Phong Thiên Phú thực sự quá kinh người rồi. Bởi bên trong tiểu thế giới này thiên địa linh khí thiếu thốn, Diệp Thần Phong trực tiếp là dựa vào hấp thu linh thạch thượng phẩm khôi phục giờ khắc này trên mặt đất chả có mấy chục khối hắn không có dùng hết linh thạch thượng phẩm. Diệp thần phong liếc nhìn đêm đông biển đám người, hắn và đêm đông biển mấy người cũng đều biết rồi. Hắn thuận miệng nói ra, đông tộc trưởng. Đêm đông biển nghe vậy, hắn vội vã thu hồi chính mình thất thố biểu lộ, hắn cực kỳ hữu thiện đi tới Diệp thần phong trước mặt, nói ra, Diệp huynh đệ, không nghĩ tới người vẫn là ngũ phẩm luyện khí sư. Bây giờ địa huyền giới luyện khí sư trình độ đến trình độ gì? Trên đất huyền giới đại biểu luyện khí sư trình độ cũng chỉ có luyện khí tông rồi, Diệp Thần Phong đối với luyện khí tông vẫn hơi hiểu biết, hắn nói ra tại bây giờ địa huyền giới, cấp bậc cao nhất giống như là lục phẩm luyện khí sư, tại toàn bộ địa huyền giới lục phẩm luyện khí sư cần phải cũng chỉ có một người. Đêm Đông biển đám người vốn cho là bây giờ địa huyền giới luyện khí sư trình độ đều tăng lên rất cao rồi, Diệp Thần Phong mới có thể bằng chừng ấy tuổi liền có ngũ phẩm luyện khí sư trình độ. Nhưng ai biết bây giờ địa huyền giới luyện khí sư trình độ, hầu như cùng bọn họ lúc trước chỗ ở địa huyền giới luyện khí sư trình độ như thế, đây cũng để đêm đông biển đám người sửng sốt mấy giây. Nếu để cho đêm đông biển các loại người biết, Diệp Thần Phong đến bây giờ liền một cái vũ khí đều không có luyện chế qua, thậm chí trước khi tới đây, chỉ khắc hỏa qua hai lần linh trận đồ, thật không biết bọn hắn lại sẽ là cái gì biểu lộ. Diệp Thần Phong nhìn thấy đêm đông biển nhi tử đông thành bay, chính mục quang lấp lánh nhìn chăm chú lấy mặt đất thượng một lần nữa khắc họa linh trận đồ vũ khí hắn thuận miệng nói ra nếu như các ngươi ưa thích lời nói như vậy các ngươi liền chọn một dạng vừa ý a à. coi như là ta đưa cho các ngươi rồi đông thành phi khi nghe đến diệp thần phong lời nói sau hắn lập tức vào tới diệp thần phong trước mặt nói ra huynh đệ không lão đại về sau ngươi chính là ta đông thành bay lão đại rồi sau đó Đông Thành bay ở một đống vũ khí trúng tuyển một cái trung phẩm linh khí, hắn vừa nhìn về phía trên mặt đất không dùng xong mấy chục khối linh thạch thượng phẩm, hắn ngượng ngùng hỏi, lão đại, những linh thạch này. Chưa kịp Đông Thành Phi nói xong, Diệp Thần Phong liền phất phất tay, nói ra, những này linh thạch thượng phẩm cũng đưa cho người đi. Diệp Thần Phong trong nhẫn chứa đồ chính là không bao giờ thiếu linh thạch. Còn có những này Diệp Thần Phong chứa trị vũ khí, Diệp Thần Phong chỉ là dùng để tăng lên chính mình luyện khí trình độ, đưa cái vài món cho Đông Thành Phi đám người cũng không sao cả. Diệp Thần Phong hiện tại bức thiết nhất chính là mình tự mình luyện chế một món vũ khí, bằng không cho dù hắn đem trung phẩm linh khí linh trận đồ vận dụng cực kỳ thuần thục rồi, hắn cũng không thể xưng là một tên ngũ phẩm luyện khí sư. Tại đây nơi trong sơn cốc, Đông Thành Phi đám người đã giúp Diệp Thần Phong xây dựng một tòa nhà gỗ, yếu chân chính bắt tay luyện khí, này nhất định muốn có một cái an tĩnh hoàn cảnh, hắn đối với đêm đông biển nói ra, đông tộc trưởng, phá tan nơi này trận pháp phương pháp xử lý, ta đây 7 ngày một bên đang khắc họa linh trận đồ, một bên đang nghiên cứu, điểm này ngươi yên tâm đi. Hiện tại ta muốn đi luyện khí một cái vũ khí, cho nên ta cần một cái an tĩnh hoàn cảnh, nếu như không có chuyện quan trọng gì, như vậy các ngươi cũng đừng có gọi ta rồi. Nói xong, Diệp Thần Phong liền hướng trong nhà gỗ đi đến. Tại Diệp Thần Phong đi vào nhà gỗ, sau đó nguyên bản trên mặt lạnh như băng Đông Hiểu Mỹ trong con người xinh đẹp của nàng cũng bắn ra dị thải đến người lập tức chọn một cái trường kiếm màu tím, thanh trường kiếm này cũng là trung phẩm linh khí. Ngược lại, Đông Hiểu Mỹ vừa nhìn về phía Đông Thành bay, mà Đông Thành Phi đang nhìn đến chính mình ánh mắt của tỷ tỷ sau, hắn lập tức đem mấy chục khối linh thạch thượng phẩm thật chặt ôm vào trong lòng, nói ra tỷ, đây là ta lão đại đưa cho ta. Người chẳng lẽ còn muốn đoạt sao Đông Hiểu Mỹ trên mặt lạnh lẽo toàn bộ tiêu tán Trên mặt nàng dĩ nhiên như kỳ thích lộ ra một vẻ ôn nhu Nói ra thành bay Tỷ thương lượng với người một chuyện Người xem có được hay không Này mấy ngàn năm bị vây ở nơi này Hải tộc thật sự là nghèo đến điên rồi Này làm cho Đông Hiểu Mỹ cũng không cách nào Chống đối linh thạch thượng phẩm đối với nàng hấp dẫn Bởi vì tại này mấy ngàn trong năm đêm đông biển nắm giữ một nửa hải tộc thiên tài địa bảo, vị yếu chống cự lệ nghiêm sơn chiếm đoạt, này một nửa thiên tài địa bảo cơ bản đều là đêm đông biển, vu phong giang cùng vu phong chỉ ba người dùng. Bây giờ liền ngay cả đêm đông biển tay cũng không có thiên tài địa bảo rồi, thậm chí là linh thạch hạ phẩm cũng không có một khối. Đêm đông biển nhìn thấy con trai của chính mình cùng con gái bộ dáng này, hắn là cười khổ lắc lắc đầu, hắn tốt xấu cũng là tộc trưởng một tộc, hắn ngược lại còn không đến mức như đông hiểu Mỹ cùng đông thành phi như vậy tiểu hài từ tính khí. Mà tiến vào trong nhà gỗ Diệp Thần Phong, hắn cũng không biết chuyện xảy ra bên ngoài rồi. Diệp Thần Phong hiện tại cần chính là luyện chế vũ khí tài liệu, lúc trước hắn rời chống huyết hồn tộc bảo khố, bất quá, tại huyết hồn tộc trong bảo khố nhiều nhất chính là linh thạch thượng phẩm, cùng với tăng cao thực lực các loại linh thảo rồi, về phần luyện khí dùng tài liệu hầu như là không có bây giờ Diệp Thần Phong trong nhẫn chứa đổ lấy ra được chỉ có hai loại tài liệu. Loại thứ nhất chính là lúc trước Diệp Thần Phong trên trời diệu thành thời điểm, hắn tại thần khí các trưởng quỹ Chu Minh Thiên trong tay, lấy được một khối tím vẫn huyền thiết rồi. Cũng chính là bởi vì lúc trước Diệp Thần Phong thắng được thần khí các trưởng quỹ tím vẫn huyền thiết cùng ghi chép linh khí vũ dực mảnh ngọc, thần khí các trưởng quỹ Chu Minh Thiên lúc trước mới sẽ đối Diệp Thần Phong động thủ, cuối cùng đưa đến Chu Minh Thiên đã bị chết ở tại Diệp Thần Phong trong tay. Điều này cũng cho Diệp Thần Phong cùng luyện khí tông ở giữa cửu hận trôn xuống một hạt giống, dù sao Chu Minh Thiên chính là luyện khí tông trưởng lão Chu Văn Thường Nhi Tử. Nhưng cuối cùng Chu Văn Thường cũng đã bị chết ở tại Diệp Thần Phong trong tay. Căn cứ Lão Bạch cùng Lão Hắc từng nói, tím vẫn huyền thiết chính là luyện chế tiên khí một loại tài liệu. Về phần loại thứ hai chính là Diệp Thần Phong tại viễn cổ thần ma trong mộ địa lấy được vạn năm hỏa vẫn. Này vạn năm hỏa vẫn chính là là một loại hỏa thuộc tính kim loại, có thể luyện chế ra hỏa thuộc tính pháp bảo đến. Bất quá, Diệp Thần Phong không có tu luyện hỏa thuộc tính công pháp và chiến kỹ, ngược lại Long tường cửu thiên chiêu này vẫn là băng thuộc tính. Cho nên, Diệp Thần Phong thanh ý nghĩ động đã đến tím vẫn huyền thiết bên trên. Diệp Thần Phong ở trong lòng hỏi, lão Bạch, lão Hắc, dù sao ta khoảng cách trí tôn luyện khí sư trả rất xa, tạm thời trả không cách nào luyện chế tiên khí, bằng không ta trước dùng tím vẫn huyền thiết thử nghiệm. Trước tiên luyện chế một cái trung phẩm linh khí. Lão Hắc Giang Vận Thiên nghe vậy, hắn là giờ khóc giờ cười, hắn nói ra tím vẫn huyền thiết ngươi có thể dùng, cho dù về sau ngươi muốn luyện chế tiên khí, ngươi còn có thể đem tím vẫn huyền thiết luyện chế ra vũ khí hòa vào trong đó chỉ bất quá, tiểu tử ngươi quả thực là luyện khí trong lịch sử đệ nhất nhân, ngươi liền hạ phẩm pháp khí đều không có luyện chế qua đây. Ngươi dĩ nhiên vừa tới liền luyện chế trung phẩm linh khí. Hơn nữa còn dùng luyện chế tiên khí tài liệu tím vẫn huyền thiết. E sợ rất nhiều luyện khí lão ngoan cố biết cử chỉ của ngươi sau, bọn hắn nhất định sẽ trực tiếp tức giận thổ huyết. Chấm chấm chấm, chấm chương 1508, chả nguyệt sinh ra. Tiểu tử, người sau này khả năng còn muốn đem tím vẫn huyền thiết cùng những tài liệu khác dung hợp luyện chế tiên khí, cho nên lần này ngươi tuy rằng có thể sử dụng tím vẫn huyền thiết, nhưng ngươi không thể đủ tại tím vẫn huyền thiết bên trong pha những tài liệu khác. ngươi vẻn vẹn chỉ có thể dùng được tím vẫn huyền thiết một loại kim loại đến luyện chế. Lão Hắc Giang Vận Thiên nhắc nhở Diệp Thần Phong. Diệp Thần Phong nhíu nhíu mày, nói ra, Lão Hắc, chỉ dùng tím vẫn huyền thiết một loại kim loại điều này có thể luyện chế ra cái gì linh khí đến lão hắc giang vận thiên hồi đáp tiểu tử một loại tím vẫn huyền thiết đầy đủ ngươi luyện chế một cái linh khí người muốn luyện chế cái gì bộ dáng trung phẩm linh khí diệp thần phong trầm ngâm một lát sau nói ra ta liền luyện chế một thanh kiếm đi nói xong diệp thần phong chữ vật giới chỉ lóe lên một khối dài một gạo rộng nửa mét tím vẫn huyền thiết liền xuất hiện tại trước mặt hắn Tại Diệp Thần Phong lấy ra tím vẫn huyền thiết sau, lão Hắc Giang Vận Thiên lại nói: "Tiểu tử, dùng ngươi bên trong đan điền thanh viêm đến luyện khí không thể thích hợp hơn rồi, đầu tiên ngươi phải dùng thanh viêm trừ đi tím vẫn huyền thiết bên trong tạp chất." Trước đó tại Diệp Thần Phong thực lực tăng lên sau đó hắn bên trong đan điền thiên địa chi hỏa thanh viêm đã sớm bỏ niêm phong rồi, hắn cũng sớm là có thể chịu đựng thanh viêm bây giờ nhiệt độ rồi. Diệp Thần Phong trong đầu thoáng hiện lão Hắc Giang Vận Thiên cho hắn biểu thị hình ảnh Kỳ thực phương pháp rất đơn giản, liền chỉ cần dùng thanh viêm đi đốt trái tím vẫn huyền thiết được rồi, thiên địa này chi hỏa cùng phổ thông hỏa diễm không giống, nếu như dùng còn lại hỏa diễm đi tới trừ tạp chất lời nói, này yếu phiền phức rất nhiều rất nhiều. Diệp Thần phong tay phải đem tím vẫn huyền thiết nâng lên, trong cơ thể hắn linh khí phóng ra ngoài, linh khí đem tím vẫn huyền thiết duy trì ở giữa không trung bên trong. Sau đó, Diệp Thần phong lật bàn tay một cái, một đóa ngọn lửa màu xanh sẫm từ trong lòng bàn tay của hắn trốn ra, ngón tay búng một cái, ngọn lửa màu xanh sẫm trong nháy mắt đem giữa không trung tím vẫn huyền thiết cho bao trùm rồi. Lão Hắc Giang Vận Thiên mở miệng nói, tiểu tử, ngươi không cần phải gấp, này tím vẫn huyền thiết cũng không bình thường, cái này trừ đi tạp chất quá trình tối thiểu yếu một ngày thời điểm, ngươi liền kiên nhẫn chờ đợi đi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, kèm theo thanh viêm không ngừng thiêu đốt, tím vẫn huyền thiết phía ngoài một tầng biểu bì đã hoàn toàn lui đi, cả khối tím vẫn huyền thiết lộ ra nó nguyên bản màu tím. Tại tím vẫn huyền thiết biểu bì được đốt cháy sạch sẽ bên trong. Từ tím vẫn huyền thiết bên trong toát ra một loại màu trắng vật chất, đây chính là tím vẫn huyền thiết bên trong tạp chất rồi. Theo, thanh viêm đốt cháy thời gian chuyển rời, cả khối tím vẫn huyền thiết bên trong màu trắng vật chất tại càng bốc lên càng nhiều, những này màu trắng vật chất tại từ tím vẫn huyền thiết bên trong bốc lên sau khi đi ra, chúng nó dồn rập là rơi vào trên mặt đất. Sau một ngày, khống chế thanh viêm đốt cháy, khống chế linh khí nâng đỡ tím vẫn huyền thiết. Cái này cũng là tương đương tiêu hao linh khí. Diệp thần phong trên trán toát ra đầy mồ hôi hột, mà trên mặt đất đã che kín một tầng màu trắng vật chất rồi, cả khối tím vẫn huyền thiết co lại nhỏ một vòng. Lão Hắc Giang vận thiên lại mở miệng, Tiểu tử, tím vẫn huyền thiết bên trong tạp chất trừ đi không sai biệt lắm. Hiện tại ngươi có thể động thủ đem tím vẫn huyền thiết rèn đúc thành kiếm bộ dáng. Ta chỗ này có một đạo thủ pháp gọi vạn lần rèn đúc pháp, ngươi phải trải qua một vạn lần liên tục rèn đúc, ngươi là có thể đem ngươi luyện chế kiếm mũi kiếm cùng cường độ đến đỉnh phong. Này vạn lần rèn đúc pháp năng đủ đem tài liệu ưu điểm phát huy đến mức tận cùng. Này vạn lần rèn đúc phát đồng dạng là luyện khí sư bên trong vô thượng bảo điển. Người trước xem ta tại ngươi trong đầu biểu thị một lần. Diệp thần phong nhìn thấy lão hắc ở trong đầu hắn biểu thị. Này cũng không có quá khó khăn, nhưng đợi được hắn bắt đầu rèn đúc tím vẫn huyền thiết thời điểm. Trong lòng của hắn là một trận cười khổ. Này vạn lần rèn đúc pháp đồng dạng là phải phối hợp hỏa diễm, Diệp thần phong một bên dùng thanh viêm tiếp tục thiêu đốt, hắn một bên lấy tay trực tiếp tại tím vẫn huyền thiết thượng rèn đúc lên, này rèn đúc lần thứ nhất liền muốn tiêu hao diệp thần phong một phần 50 linh khí. Hay là này một phần linh khí tiêu hao rất ít. Nhưng này vạn lần rèn đúc pháp chọn vẹn yếu rèn đúc một vạn lần nhiều, diệp thần phong trong cơ thể linh khí yếu tiêu hao đến mức độ nào. Liền ở diệp thần phong trầm tư thời khắc, lão hắc lại nói tiểu tử, vạn lần rèn đúc pháp một khi bắt đầu, người thì sẽ không thể trên đường đình chỉ, bằng không hội dã tràng xe cát. Nghe vậy, Diệp thần phong thật muốn yếu chửi ầm lên rồi, cũng còn tốt tại rèn đúc trong quá trình không có hấp thu linh thạch đến bổ sung linh khí. Lại qua sau một ngày, Diệp thần phong hai tay của trở nên máu thịt be bét, này vạn lần rèn đúc pháp nhưng thật không phải người bình thường có thể sử dụng. Diệp thần phong lại hấp thu một khối linh thạch thượng phẩm sau, hắn một bên khống chế thanh viêm, hai tay một bên lại rèn đúc lên, hắn đã đoán tạo 9999 lần, trước mặt tím vẫn huyền thiết đã tạo thành một thanh kiếm bộ dáng. Hơn nữa tại ngày hôm nay rèn đúc dưới, tím vẫn huyền thiết màu tím dĩ nhiên biến thành màu trắng bạc, có thể là thanh viêm thêm vào này vạn lần rèn đúc pháp để tím vẫn huyền thiết biến sắc. Diệp thần phong đoán tạo lần thứ một vạn sau. Hắn đem thanh viêm cho thu hồi bên trong đan điền, mà chỉnh thanh kiếm dáng dấp là hoàn toàn tạo thành, chỉ thấy chỉnh thanh trường kiếm màu bạc trôi nổi ở giữa không trung bên trong, từ trường kiếm màu bạc lưỡi kiếm bên trên truyền đến từng trận mũi kiếm thật khí thế. Lão Hắc Tại cảm giác được Diệp Thần Phong thi triển xong vạn lần rèn đúc pháp sau, hắn lại nói tiểu tử, kế tiếp chỉ cần khắc họa linh trận đồ, từ hạ phẩm pháp khí đến trung phẩm linh khí linh trận đồ, người đã vận dụng phi thường thuần thục rồi, ta nghĩ này đã không cần ta đến chỉ điểm chứ. Chính người khắc họa đi. Này vạn lần rèn đúc pháp, Diệp Thần Phong dĩ nhiên một lần liền thi triển xong rồi, dù sao lão Hắc đã là chết lặng, này vạn lần rèn đúc pháp nhưng không phải người bình thường có thể thi triển ra, lão Hắc cũng chỉ muốn để Diệp Thần Phong thử một lần mà thôi, bởi vì lão Hắc còn có thể ngàn lần rèn đúc pháp cùng trăm lần rèn đúc pháp. Diệp Thần Phong đem dùng tím vẫn huyền thiết rèn tạo nên trường kiếm màu bạc nắm trong tay, tại đem chuôi kiếm nắm trong tay thời điểm, Diệp Thần Phong cảm thấy nhất cổ lạnh lẽo. Tại trước đó, Diệp thần phong đem hạ phẩm pháp khí đến trung phẩm linh khí linh trận đồ nghiên cứu triệt để rồi, trong lòng của hắn toát ra một cái ý nghĩ, hắn cảm giác những này linh trận đồ chỉ là gia tăng rồi vũ khí lực công kích, nhưng Diệp thần phong muốn thử một lần hắn đột nhiên toát ra ý nghĩ này, hắn yếu chính mình cải tạo suốt một cái linh trận đồ đến. Diệp thần phong trong lòng nghĩ như vậy, hắn cũng là làm như vậy, yếu cải tạo linh trận đồ không phải là dễ dàng như vậy. Lấy thần niệm lực lượng dẫn dắt linh khí, tại trường kiếm màu bạc nội bộ phát hỏa ra từng cây từng cây dây nhỏ. Diệp thần phong hồi tưởng các loại linh trận đồ tác dụng, hắn bây giờ khắc họa linh trận đồ hẳn là trước nay chưa có, hắn khắc họa tốc độ chậm vô cùng. Theo lý tới nói, lấy diệp thần phong tốc độ, khắc họa trung phẩm linh khí linh trận đồ, hắn cũng không dùng được quá nhiều thời gian. Lão Hắc Giang vận thiên tại cảm giác được Diệp Thần Phong chậm chạp không có khắc họa xong, hắn cảm ứng một thoáng, hắn lập tức là lắc đầu cười khổ, hắn cảm ứng được Diệp Thần Phong là tại chính mình sáng tạo linh trận đồ, này làm cho hắn thật không biết nên nói cái gì cho phải. Hắn cũng không thể vào lúc này đi quấy rầy Diệp Thần Phong. Một ngày đi qua rồi, hai ngày trôi qua, thẳng đến ngày thứ ba, Diệp Thần Phong sắc mặt đã có chút tái nhợt rồi, nhưng hắn trong con người thần thái là càng ngày càng sáng, một cái nào đó trong nháy mắt, bạc trường kiếm màu trắng bên trong từng cây từng cây dây nhỏ trong nháy mắt buộc vòng quanh một cái linh trận đồ. Diệp thần phong khóe miệng hiện lên một vệt nụ cười, cái này linh trận đồ trọn vẹn khắc họa diệp thần phong ba ngày. Bất quá, yếu sáng tạo một cái hoàn toàn mới linh trận đồ, người khác hay là mấy chục năm đều làm không được, mà diệp thần phong lại chỉ dùng ba ngày, tốc độ như thế này, thiên phú và năng lực sáng tạo, quả thực là chưa bao giờ nghe. Diệp thần phong cầm trong tay hoàn toàn trở thành trung phẩm linh khí bạc trường kiếm màu trắng, hắn có một loại cùng thanh kiếm này huyết mạch liên kết cảm giác. Chỉnh thanh trường kiếm thượng tránh qua một vệt hào quang màu trắng bạc, Diệp thần phong chú ý tới tại trên chuôi kiếm, dĩ nhiên nhiều hơn một cái tương tự mặt trăng đổ án. Này hào quang màu trắng bạc lại giống như vậy Nguyệt Quang, thế là Diệp Thần Phong cười nói, thanh kiếm này tự kêu là chẳng Nguyệt Kiếm đi. Đây là ta Diệp Thần Phong luyện chế món vũ khí thứ nhất. Tiểu tử, không phải ta đã kích ngươi, trong thanh kiếm này linh trận đồ là chính ngươi sáng tạo. Ngươi quả thực là quá làm ẩu rồi, nói không chắc chính ngươi sáng tạo linh trận đồ, căn bản không thể đủ cho kiếm bản thân tăng cường lực công kích, năm đó ta điều nghiên thuật luyện khí hơn 200 năm, ta mới bắt đầu bắt tay sáng tạo linh trận đồ, hơn nữa ta cái thứ nhất chế tạo ra linh trận đồ chọn vẹn bỏ ra ta thời gian 10 năm. Lão Hắc mở miệng nói ra, Xem ra lão hắc đối với Diệp Thần Phong trong vòng 3 ngày sáng tạo linh trận đồ cũng không có quá nhiều chờ mong. Diệp Thần Phong tùy ý nhún vai một cái, nói ra, "Lão hắc, ta có thể cam đoan này Trảm Nguyệt Tuyệt Đối sẽ có không tưởng tượng được hiệu quả, được rồi, hiện tại chúng ta liền đi tìm một chỗ, ta cho ngươi cùng lão Bạch tới xem một chút, ta luyện chế Trảm Nguyệt khác với tất cả mọi người." Chương 1509, ghi vào sử sách thời khắc. Đem Trảm Nguyệt kiếm luyện chế ra đến sau, Diệp Thần Phong có thể xưng là thứ thiệt ngũ phẩm luyện khí sư rồi. Cũng có khả năng là luyện khí trong lịch sử độc nhất vô nhị luyện khí sư, bởi vì Diệp Thần Phong là không có trải qua nhất phẩm đến tứ phẩm luyện khí sư, hắn là trực tiếp vượt cấp đến ngũ phẩm luyện khí sư. Trong tay cầm màu trắng bạc Trảm Nguyệt kiếm Diệp Thần Phong, khi hắn đi ra sơn cốc nhà gỗ lúc, hắn nhìn thấy hải tộc đêm đông biển, Đông Hiểu Mỹ cùng Vu Phong Giang bọn người tại đêm đông biển đang nhìn đến diệp thần phong từ trong nhà gỗ sau khi đi ra hắn đi lên trước nói ra diệp huynh đệ trong tay ngươi thanh kiếm này chính là ngươi mấy ngày nay luyện chế đêm đông biển đưa mắt như ngừng lại diệp thần phong trong tay chảm nguyệt trên thân kiếm diệp thần phong vừa vặn cũng muốn thử một chút chảm nguyệt kiếm hiệu quả hắn yêu cầu có một người đến cùng hắn so so chiêu thế là diệp thần phong gật đầu cười nói đúng vậy đông tộc trưởng thanh kiếm này chính là ta luyện chế, thuộc về trung phẩm linh khí phạm trù, ta cho hắn đặt tên là Trảm Nguyệt Kiếm. Không biết đông tộc trưởng ngươi có thể hay không theo ta so so chiêu. Ta muốn thử xem này Trảm Nguyệt Kiếm hiệu quả, đương nhiên chúng ta chỉ là đơn thuần so chiêu, trong quá trình này không cần thi triển chiến kỹ. Diệp Thần Phong nhìn xem đêm đông biển. Này đêm đông biển chính là niết bàn cảnh tứ trọng thiên sơ kỳ cao thủ, Diệp Thần Phong cũng không có tìm tai và ham muốn, hắn chỉ là muốn thử xem trảm nguyệt kiếm, xem hắn sáng tạo ra cái thứ nhất linh trận đồ, đến cùng có thể hay không đạt đến hắn dự đoán hiệu quả. Đêm đông biển tự nhiên sẽ không cự tuyệt Diệp Thần Phong yêu cầu, hắn nói ra, được, Diệp huynh đệ, ta liền tạm thời đem thực lực áp chế đến tạo hóa cảnh nhất trọng thiên đỉnh phong tầng thứ, ta đến Diệp huynh đệ ngươi thử xem cái này trảm nguyệt kiếm. Vừa dứt lời. Đêm đông biển trên ngón tay chữ vật giới chỉ lóe lên, một cái toàn thân màu xanh ra trời bảo kiếm xuất hiện tại trong tay hắn. Tại đây thanh màu xanh lam bảo kiếm bên trên có khắc họa hai cái đan sen vào nhau long, cái này màu xanh lam bảo kiếm gọi là thủy long kiếm, này chính là thượng phẩm linh khí. Tại bây giờ hải tộc, các loại vũ khí trên căn bản đều báo hỏng, chỉ có đêm đông biển cùng lễ nghiêm sơn như vậy người dẫn đầu, trong tay bọn họ chả nắm giữ linh trận đồ hoàn chỉnh vũ khí được rồi, bằng không đông hiểu mỹ cùng đông thành phi thân vì đêm đông biển tử nữ bọn hắn nhìn thấy diệp thần phong chữa trị các loại vũ khí bọn hắn cũng sẽ không một bộ nghèo thật giống mấy ngàn năm bộ dáng thấy đêm đông biển cầm trong tay thủy long kiếm hắn đem thực lực của mình áp chế đến tạo hóa cảnh nhất trọng thiên đỉnh phong sau diệp thần phong tiện tay đem sau lưng hắc huyền kiếm cầm lên ầm uhm, một tiếng diệp thần phong đem hắc huyền kiếm cắm vào sơn cốc trong lòng đất Diệp Thần Phong phải cầm trong tay ngân bạch sắc trảm nguyệt kiếm, từ trên chuôi kiếm truyền đến từng tia từng tia cảm giác mát mẻ, chỉnh thanh trảm nguyệt kiếm trên thân kiếm tản ra dường như ánh trăng ánh sáng. Không biết có phải hay không là bởi vì chính mình luyện chế duyên cỡ, dù sao Diệp Thần Phong tổng cảm giác mình trong tay trảm nguyệt kiếm cùng hắn huyết mạch liên kết. Đông tộc trường, vậy ta cần phải công kích, Diệp Thần Phong trong thân thể thần niệm cảnh nhị trọng thiên đỉnh phong khí thế tuôn ra chuyển động. Đêm đông biển gật gật đầu, hắn ra hiệu Diệp Thần Phong có thể công kích. Đó cũng không phải sinh tử quyết đấu, đây chỉ là Diệp Thần Phong vì thí nghiệm trả nguyệt kiếm hiệu quả. Cho nên, Diệp Thần Phong đương nhiên sẽ không thi triển nhất kiếm phá thiên dưới cùng long tường cửu thiên được rồi. Diệp Thần Phong chân phải dưới lòng bàn chân linh khí phun trào, trong gân mạch hai cái linh khí dòng sông, trong đó một cái trong nháy mắt chạy vọt lên, nhất cổ linh khí sinh ra lực trùng kích, trong phút chốc từ Diệp Thần Phong dưới lòng bàn chân lao ra. Diệp Thần Phong thân ảnh trong nháy mắt hướng về đêm Đông Biển lướt tới. Tốc độ cực kỳ nhanh. Đêm Đông Biển tuy rằng đem thực lực tạm thời áp chế đã đến tạo hóa cảnh nhất trọng thiên đỉnh phong, thế nhưng Diệp Thần Phong thực lực chỉ có thần niệm cảnh nhị trọng thiên đỉnh phong, đêm Đông Biển tại thực lực trả là hoàn toàn nghiền ép Diệp Thần Phong. Lần sau, đêm Đông Biển trong tay cái này thượng phẩm linh khí thủy long kiếm này chính là mấy ngàn năm trước, địa huyền giới thượng một tên lục phẩm luyện khí sư luyện chế. Lần này Diệp Thần Phong là vì thí nghiệm trả nguyệt kiếm, nhưng này trả nguyệt kiếm dù sao mới đến trung phẩm linh khí, đêm đông biển tin tưởng chính mình trong tay thủy long kiếm power tuyệt đối tại trả nguyệt trên thân kiếm. Một bên xem cuộc chiến vu phong giang, vu phong trì, đông hiểu Mỹ cùng đông thành phi bốn người này. Trong đó đông thành phi nói ra, phụ thân cũng quá khi dễ người rồi, lão đại ta thực lực đối với hắn mạnh, hơn nữa lão đại ta luyện chế chảm nguyệt kiếm cũng chỉ là trung phẩm linh khí mà thôi, chảm nguyệt kiếm thì lại làm sao hơn được thượng phẩm linh khí thủy long kiếm đây. Đông hiểu Mỹ cũng gật gật đầu, nói ra, đúng vậy, cho dù phụ thân đem thực lực áp chế đã đến tạo hóa cảnh nhất trọng thiên đỉnh phong, đoán chừng diệp thần phong tại trong vòng 10 chiêu cũng sẽ bị thua. Vu phong giang cùng vu phong chỉ hai cái này niết bàn cảnh lão đầu, bọn hắn cũng gương mặt rất tán thành, trung phẩm linh khí bọn hắn lại không phải là không có từng thấy. Kỳ thực dưới cái nhìn của bọn họ Diệp Thần Phong luyện chế cũng không phải bảo khí, chỉ là này trung phẩm linh khí, này trung phẩm linh khí power căn bản không dùng tới thí nghiệm. Cheng, một tiếng kim loại tiếng va chạm vang lên. Diệp Thần Phong thân ảnh xuất hiện tại đêm đông biển trước mặt, tay phải hắn bên trong trảm nguyệt kiếm hướng về đêm đông biển quất tới. Trải qua ở đằng kia nơi thẳng tắp trong thông đạo trải qua kiếm khí cùng kiếm ý, Diệp Thần Phong cho dù không thi triển nhất kiếm phá thiên giới cùng hàn băng kiếm ý, hắn vung ra trong kiếm thật khí thế cũng khiến người không thể khinh thường. Đêm đông biển chỉ là đứng ngay tại chỗ, trong tay hắn Thủy Long kiếm cũng lập tức hướng về chảm nguyệt kiếm quất tới, chảm nguyệt kiếm cùng Thủy Long kiếm đụng vào nhau. Theo lý tới nói, thượng phẩm linh khí Thủy Long kiếm nhất định sẽ tăng thêm một bậc. Nhưng kết quả đây, hai cái trên thân kiếm đồng thời vang lên một trận ánh lửa, chảm nguyệt kiếm trình độ sắc bén cùng độ cứng rắn không kém chút nào thủy long kiếm. Bất quá, Diệp Thần Phong dưới chân bước chân vẫn là lui về phía sau ba bước, thực lực của hắn dù sao yếu hơn đêm đông biển không ít. Tại Diệp Thần Phong dưới chân bước chân lui về phía sau trong nháy mắt, trong đầu hắn vang lên lão hắc giang vận thiên thanh âm, tiểu tử, ngươi không cần quá đắc ý, ngươi cái này chảm nguyệt kiếm chính là dùng tím vẫn huyền thiết luyện chế mà thành, này tím vẫn huyền thiết nhưng là luyện chế tiên khí tài liệu một trong, lại tăng thêm người thi triển chính là vạn lần rèn đúc pháp. Cho nên, người cái này chảm nguyệt kiếm mặc dù chỉ là trung phẩm linh khí, nhưng nó trình độ sắc bén cùng độ cứng rắn tuyệt đối sẽ không bại bởi thượng phẩm linh khí. Nói thật, tiểu tử, người sáng tạo ra linh trận đồ, ta không nhìn ra có bất kỳ chỗ đặc thù, này cùng còn lại trung phẩm linh khí linh trận đồ thật giống không hề khác gì nhau chứ nếu như người khác hỏa còn lại trung phẩm linh khí linh trận đồ, người trảm nguyệt kiếm khẳng định cũng có thể đến cái trình độ này. Lão Hắc Giang Vận Thiên tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, thế nhưng trong lòng của hắn đã phi thường chấn kinh rồi, phải biết cái này linh trận đồ chính là Diệp Thần Phong ba ngày chế tạo ra, cái này linh trận đồ vẫn có thể đến trung phẩm linh khí trình độ, dưới cái nhìn của hắn đã là vô cùng bất khả tư nghị. Một bên vu phong giang cùng vu phong chỉ khẽ cao mày, bọn hắn cũng không biết Diệp Thần Phong trong tay chảm nguyệt là dùng tím vẫn huyền thiết luyện chế. Vu Phong Giang nói ra, vị này Diệp huynh đệ luyện khí trình độ không bình thường, chảm nguyệt kiếm trình độ sắc bén cùng độ cứng rắn không kém gì thủy long kiếm, có thể làm đến một điểm này, chuyện này quả thật có thể nói là kỳ tích. Đông Hiểu Mỹ cùng Đông Thành Phi cũng rất có chuyện lạ gật gật đầu, Đông Thành Phi trong con người đối Diệp Thần Phong lộ ra một loại nào đó sùng bái, mà Đông hiểu mỹ đôi mắt đẹp bên trong đối Diệp Thần Phong tràn ngập tò mò, chen, 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 trong không khí không ngừng quanh quẩn tiếng kim loại va chạm. Diệp Thần Phong đột nhiên nói ra, Đông Tộc trưởng, ngươi không cần một mực phòng thủ rồi, kế tiếp ngươi cũng công kích đi. Nhìn xem chúng ta hai cái ai có thể thành ai đánh bại. Nghe vậy, đêm Đông Biển thật sự không lại một mực phòng thủ rồi, thân ảnh của hắn lóe lên trong tay hắn thủy long kiếm liền hướng về Diệp Thần Phong huy tới. Diệp Thần Phong trước mắt hoa lên, bất quá, hắn nguy cơ năng lực phản ứng tốc độ cực nhanh. Lại là chen, một tiếng. Diệp Thần Phong tại thời điểm mấu chốt nhất chặn lại rồi đêm đông biển thủy long kiếm. Hai cái kiếm lẫn nhau giao nhau chống đỡ lại với nhau. Một bên đông hiểu Mỹ nói ra, Diệp Thần Phong đang suy nghĩ gì. Tuy rằng phụ thân đem thực lực áp chế đã đến tạo hóa cảnh nhất trọng thiên, nhưng hắn cũng không khả năng chiến thắng phụ thân. Vu Phong Giang cùng Vu Phong chỉ cũng phi thường tán thành Đông Hiểu Mỹ cách nói. Cầm trong tay thủy long kiếm đêm đông biển, hắn cười nói: "Diệp huynh đệ, kế tiếp ta liền thật sự không khách khí, Diệp huynh đệ ngươi thua ở trên tay của ta cũng không có cái gì tốt ủ rũ, nếu như Diệp huynh đệ thực lực của ngươi cùng ta bằng nhau, như vậy bại chỉ sợ là ta." Đêm đông hải tướng Thủy Long kiếm đặt ở trảm nguyệt trên thân kiếm, dùng sức mạnh đang không ngừng đem Diệp Thần Phong hướng về trên mặt đất ép đi. Mà Diệp Thần Phong khóe miệng cũng lộ ra một vệt nụ cười, hiện tại mới thật sự là thi triển trảm nguyệt kiếm hiệu quả thời điểm. Diệp Thần Phong trong thân thể linh khí điên cuồng trào vào trảm nguyệt kiếm bên trong. Trảm nguyệt trong kiếm linh trận đổ lóe lên ánh sáng. Xung kích đi, trảm nguyệt, chỉ thấy chảm nguyệt kiếm trên mũi kiếm tránh qua một đạo hào quang màu bạc, luồng hào quang màu bạc này tốc độ cực nhanh, chỉ là một giây tả hữu thời gian, hào quang màu bạc liền xung kích đã đến đêm đông biển bên trái ánh mắt trước. Đợi đến hào quang màu bạc tản đi sau. Chỉ thấy chảm nguyệt kiếm mũi kiếm cùng đêm đông biển mắt trái chỉ có 2 cm khoảng cách. Chảm nguyệt kiếm suýt chút nữa trực tiếp xuyên thấu đêm đông biển nửa bên đầu. Đêm đông biển nhìn xem cách mình mắt trái gần như thế mũi kiếm, hắn trên trán không khỏi toát ra tỉ mỉ mồ hôi lạnh. Đây chính là trảm nguyệt kiếm hiệu quả. Tại đem linh khí truyền vào trảm nguyệt kiếm linh trận đồ bên trong sau, trảm nguyệt kiếm sẽ trong nháy mắt hướng phía trước kéo dài cao chừng một thước độ dài, có thể cho người một trở tay không kịp. Vừa nãy Diệp Thần Phong là đúng lúc thu lại trảm nguyệt kiếm, bằng không trảm nguyệt kiếm còn thật sự hội xuyên thấu đêm đông biển đầu. Đây chính là Diệp Thần Phong sáng tạo linh trận đồ hiệu quả. Tại luyện khí trong lịch sử, luyện khí sư chú trọng đều là vũ khí bản thân lực công kích cùng trình độ sắc bén, chưa từng có luyện khí sư hội như Diệp Thần Phong như vậy thông qua cải tạo vũ khí hình thái đến đối địch. Có thể nói cái này thủ pháp, Diệp Thần Phong chính là là cái thứ nhất vận dụng đến luyện khí bên trong. Diệp Thần Phong nhìn xem khoảng cách đêm đông biển mắt trái chỉ có 2 cm mũi kiếm, hắn khuôn mặt lộ ra một vệt nụ cười, hắn đối trả nguyệt kiếm hiệu quả trả là vô cùng hài lòng. Diệp Thần Phong này chế tạo ra linh trận đồ. Đây không thể nghi ngờ là có thể làm cho hắn ghi vào sử sách rồi, ghi vào luyện khí sư sử sách rồi. Mà lão Hắc Giang Vận Thiên tại cảm thấy được Trảm Nguyệt kiếm hiệu quả sau đó hắn cũng là trong nháy mắt á khẩu không trả lời được, chỉ chốc lát sau, hắn mới du du thì thầm nói, tiểu tử ngươi, ngươi tiểu tử này, ta dùng trước tại sao không có nghĩ đến thay đổi vũ khí hình thái đâu này. Chương 1510, Mãnh Liệt Triệu Hoán đi tìm cái chết. Diệp thần phong đem truyền vào trảm nguyệt trong kiếm linh khí thu hồi sau. Trảm nguyệt trong kiếm linh trận đồ thượng ánh sáng lần nữa ảm đạm xuống. Trình thanh trảm nguyệt kiếm lại rút về bình thường độ dài. Đêm đông biển đang nhìn đến trảm nguyệt kiếm mũi kiếm rời đi mắt trái của chính mình trước sau, trong lòng của hắn này mới chậm rãi thở phào nhẹ nhõm. Đêm đông biển vừa vận đem thực lực áp chế đã đến tạo hóa cảnh nhất trọng thiên đỉnh phong hắn vừa vặn không có cố ý dùng linh khí đi bảo vệ đầu, nếu như chảm nguyệt kiếm lại kéo dài đi xuống, như vậy bên trái của hắn đầu trăm phần trăm sẽ bị đâm cái đối xuyên. Đêm đông biển đường đường nhiết bàn cảnh tứ trọng thiên sơ kỳ cao thủ, hắn giờ khắc này trong lòng bàn tay hoàn toàn bị mồ hôi cho thâm ướt. Vừa nãy chảm nguyệt kiếm kéo dài tốc độ quá nhanh rồi. Bất luận ai đều sẽ không nghĩ tới chảm nguyệt kiếm độ dài lại đột nhiên kéo dài, có thể nói tại toàn bộ địa huyền giới vẫn không có như vậy kiếm đây đêm đông biển thật có một loại tại bên bờ tử vong đi rồi một vòng cảm giác bất quá hắn cũng không có nổi giận dù sao diệp thần phong khắp mọi mặt biểu hiện càng ưu tú trong lòng của hắn cũng là càng hài lòng đêm đông biển tin tưởng hắn tổ tiên tiên đoán diệp thần phong chính là cái kia có thể dẫn dắt bọn hắn hải tộc lần nữa khôi phục năm đó cường thịnh người khổ khổ Đêm đông biển có phần lúng túng ho khan hai tiếng, nói ra, Diệp huynh đệ, ta thua rồi. Một bên vu phong giang, vu phong trì, đông hiểu Mỹ cùng đông thành phi bốn người này, bọn hắn đã sớm con mắt chừng lớn, vừa nãy chảm nguyệt kiếm mũi kiếm kéo dài tới đêm đông biển mắt trái trước, ước chừng chỉ có một giây. Nhưng lại tại này một giây đồng hồ bên trong, trận này cực kỳ không chính quy luận bàn, Diệp thần phong đã tới rồi một cái đại trở mình. Vô Phong giang cùng Đông Hiểu Mỹ đám người, bọn hắn ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Diệp Thần Phong trong tay Trảm Nguyệt kiếm, bọn hắn vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy như vậy trung phẩm linh khí đây. Hiện tại bọn hắn rõ ràng Diệp Thần Phong tại sao phải thí nghiệm Trảm Nguyệt kiếm hiệu quả. Đông Hiểu Mỹ đôi mắt đẹp cực kỳ không thôi nhìn chằm chằm Trảm Nguyệt kiếm, Đông Thành Phi thấy thế, hắn nói ra, lão đại, xem ra ta tỷ là vừa ý ngươi Trảm Nguyệt kiếm. Lúc này Diệp Thần Phong còn không có đợi Đông Thành Phi nói xong, hắn liền mở miệng nói, này chảm nguyệt trong kiếm linh trận đồ chính là ta vừa vặn sáng tạo, cái này chảm nguyệt kiếm ta muốn giữ lại làm kỷ niệm. Đùa giỡn, này chảm nguyệt kiếm nhưng là dùng tím vẫn huyền thiết luyện chế mà thành, này tím vẫn huyền thiết chính là luyện chế tiên khí tài liệu, Diệp Thần Phong sao có thể đem chảm nguyệt kiếm tiện tay đưa người. Lại nói này chảm nguyệt kiếm là Diệp Thần Phong tự tay luyện chế cái thứ nhất vũ khí, Hắn đối cái này chảm nguyệt kiếm cũng phi thường yêu thích. Đông Hiểu Mỹ nghe vậy, người trong lỗ mũi hử lạnh một tiếng, đôi mắt đẹp của nàng trừng mắt liếc diệp thần phong, trong miệng lầm bầm một câu ta mới không có vừa ý chảm nguyệt kiếm đây. Nói xong, Đông Hiểu Mỹ liền hướng bên ngoài sơn cốc đi đến. Mà đêm đông biển cùng vu phong giang đám người, bọn hắn nghe được diệp thần phong chính mình sáng tạo linh trận đồ này để cho bọn họ trong con người bắn ra hào quang đến theo bọn hắn biết phàm là có thể chính mình sáng tạo linh trận đồ người, tương lai rất có thể sẽ đến trí tôn luyện khí sư. Tỉnh hồn lại đêm đông biển, hắn một mặt áy náy nhìn xem Diệp thần phong, nói ra, Diệp huynh đệ, hiểu Mỹ nha đầu này tính khí chính là như vậy, người không lấy làm phiền lòng. Diệp thần phong khoát tay áo một cái, nói ra, đông tộc trưởng, các người cũng không cần tại trong sơn cốc theo ta rồi, các người đi làm chuyện của chính mình đi. Mấy ngày nay, Đêm Đông Biển mấy người cũng đều một mực tại trong sơn cốc, trên tay bọn họ quả thật có rất nhiều chuyện không có xử lý. Cho nên, Đêm Đông Biển đám người xin lỗi một tiếng sau đó bọn hắn liền rời đi sơn cốc. Về phần Đông Thành Phi cũng đi theo rời khỏi sơn cốc, hắn nói với Diệp Thần Phong là mình muốn đi tìm tỷ tỷ của hắn, Thanh tỷ tỷ của hắn gọi trở về sơn cốc bên trong đến. Tại trong sơn cốc chỉ còn dư lại Diệp Thần Phong một người sau. Diệp Thần Phong ở trong lòng nói ra, lão hắc, thế nào? Ta khắc họa linh trận đồ không sai chứ? Lão hắc giang vận thiên trong lòng là một trận uất ức, nói ra tiểu tử, người không nên đắc ý giờ dáng dạng hình rồi, ta nhưng là đường đường trí tôn luyện khí sư. Ngược lại, lão hắc lại thở dài một hơi, khí thế của hắn yếu mấy phần, nói ra tiểu tử, ta không phải không thừa nhận, người tại luyện khí thượng đã sáng tạo ra một cái lĩnh vực mới đến, Trước đó chúng ta hết thảy luyện khí sư đều hạn chế ở vũ khí lực công kích, sức phòng ngự cùng độ cứng rắn lên. Từ mỗ cái góc độ nhìn lên, tiểu tử ngươi cũng coi như là loại này phương pháp luyện khí người sáng lập rồi, về sau ngươi tốt nhất hướng về phương diện này nghiên cứu đi. Bất quá, ngươi chảm nguyệt kiếm tuy rằng có thể cho địch nhân suốt kỳ bất ý công kích, thế nhưng tại ngươi không đến tạo hóa cảnh trước đó, ngươi vẫn là cho ta dùng hắc huyền kiếm, trừ phi gặp phải cường địch thời điểm ngươi lại cho ta dùng trảm nguyệt kiếm. Dù sao hắc huyền kiếm cùng hắc huyền giáp đối tu luyện của ngươi có trợ giúp, dùng ngươi tăng cao thực lực tốc độ, ta nghĩ không tốn thời gian dài, ngươi là có thể bỏ đi trên người hắc huyền giáp rồi. Tại Diệp Thần Phong nghe lão hắc giang vận thiên căn dặn lúc, lông mày của hắn trong nháy mắt nhanh nhíu lại. Tại Diệp Thần Phong từ chỗ kia thẳng tắp trong thông đạo thanh lúc tỉnh lại, nguyên bản cái cỗ này đối Diệp Thần Phong triệu hoán sức mạnh liền biến mất rồi. Nhưng bây giờ, cái cỗ này Triệu Hoán sức mạnh dĩ nhiên lại không có dấu hiệu nào xông ra, hơn nữa này cỗ Triệu Hoán sức mạnh trở nên càng thêm mãnh liệt. Này làm cho Diệp Thần Phong thân thể lại hơi không khống chế được rồi, dưới chân hắn bước chân không kiềm hãm được hướng về ngoài thung lũng đi đến. Bên trong vùng thế giới này thời gian vô cùng đặc thù. Ở nơi này ban ngày có 20 tiếng, mà buổi tối chỉ có 4 tiếng. Giờ khắc này, sắc trời cũng vừa hay tối lại. Theo cái cỗ này triệu hoán lực lượng càng ngày càng mãnh liệt, Diệp Thần Phong vẫn là cự tuyệt không được cái cỗ này triệu hoán lực lượng, hắn chuẩn bị trước tiên hướng về triệu hoán lực lượng truyền tới địa phương đi xem xem. Này bên ngoài sơn cốc là từng tòa từng tòa cao sơn, Chu Vi cũng không hề ở người địa phương, đêm đông biển bọn hắn chỗ ở, hẳn là yếu cách sơn cốc có một khoảng cách. Diệp Thần Phong vốn là muốn báo cho một tiếng đêm đông biển, nhưng bây giờ hắn liền đêm đông biển bọn hắn chỗ ở ở nơi nào cũng không biết. Diệp thần phong là càng ngày càng chống cự không được cái cỗ này triệu hoán lực, cho nên thân ảnh của hắn nhanh chóng hướng về triệu hoán lực lượng truyền tới địa phương lao đi rồi. Ước chừng sau một tiếng, tại diệp thần phong nhanh chóng trong lúc chạy trốn, chính hắn cũng không biết, hắn đã đi tới lệ nghiêm sơn trên địa bàn rồi. Diệp thần phong nhìn xem phía trước cách đó không xa một tòa núi cao, hắn cảm giác triệu hoán lực lượng tựu đến từ chính cao sơn sau lưng. Diệp thần phong dừng lại một chút sau đó thân ảnh của hắn vẫn là hướng về cao sơn sau lưng lao đi rồi. Tại đây cao sơn sau lưng là một khối bình địa, tại đây khối to lớn trên đất bằng còn có một chút tu luyện dùng khí tài. Cái cỗ này triệu hoán lực lượng tựu đến từ chính mảnh này bình địa phía dưới. Diệp thần phong nhìn xem bình địa chung quanh tu luyện khí tài, hắn biết mình khả năng đã đi tới lệ nghiêm sơn địa bàn. Chính lúc thời điểm này, bình dưới mặt đất mãnh liệt triệu hoán lực lượng lại biến mất, này làm cho Diệp Thần Phong hai cái lông mày đều suýt chút nữa vặn lại với nhau. Nếu triệu hoán lực lượng biến mất rồi, như vậy Diệp Thần Phong biết nơi đây không thích hợp lâu, chờ lần sau để đêm đông biển đám người cùng hắn đến một chuyến đi. Đến lúc đó hắn lại tra xét cái cỗ này đối với hắn sinh ra triệu hoán lực lượng cũng không muộn. Nhưng tại diệp thần phong muốn rời khỏi mảnh này to lớn bình địa lúc. Hai lau người bóng xuất hiện tại bình trên mặt đất, này xuất hiện hai người chính là lệ nghiêm sơn con lớn nhất lệ bằng thiên hòa tiểu nhi tử lệ bằng vân. Này lệ bằng ngày thực lực tại thần niệm cảnh tứ trọng thiên sơ kỳ, lệ bằng vân thực lực tại thần niệm cảnh tam trọng thiên đỉnh phong. Mảnh này bình địa chính là lệ bằng thiên hòa lệ bằng vân bình lúc chỗ tu luyện, bọn hắn hầu như mỗi ngày đều sẽ đến nơi này tu luyện đi tới trên đất bằng lệ bằng thiên hòa lệ bằng vân nhìn thấy Diệp Thần Phong sau, hai người bọn họ trong con ngươi vẻ mặt hơi sững sờ, tiện đà hai người bọn họ trên mặt bắn ra vui mừng nụ cười đến. Tại sân luận võ thời điểm, Diệp Thần Phong một lần lại một lần xưng hô hai người bọn họ vì rác rưởi bọn họ là ngày nhớ đêm mong muốn giết chết Diệp Thần Phong, phụ thân của bọn họ lệ nghiêm sơn cũng bảo đảm, về sau nhất định sẽ để Diệp Thần Phong chết tại trong tay bọn họ, Hai người bọn họ huynh đệ trả từ Lệ Nghiêm Sơn trong tay đã nhận được một ít gì đó, có những thứ đồ này sau, bọn hắn hoàn toàn chắc chắn giết chết Diệp Thần Phong. Lệ Bằng Thiên hòa Lệ Bằng Vân không nghĩ tới Diệp Thần Phong hội xuất hiện tại bọn hắn bình thường chỗ tu luyện, Lệ Bằng Thiên cười nói, nhân tộc tiểu tử, ngươi là đi tìm cái chết đấy sao? Ta xem ngươi nhất định là đi tìm cái chết được rồi. Diệp Thần Phong đương nhiên sẽ không e ngại Lệ Bằng Thiên hòa Lệ Bằng Vân rồi chống chân hắn đan điền thanh viêm là có thể trực tiếp đốt cháy tử thần niệm cảnh tứ trọng thiên đỉnh phong cao thủ. Lệ bằng vân thấy diệp thần phong thong rong bình tĩnh, hắn cũng quát lên, tiểu tử, người không phải là ỷ vào linh khí vũ dực cùng tự thân sức chiến đấu sao. Tiếp đó, chúng ta sẽ để cho người triệt để hỏng mất, chúng ta làm cảm tạ người tự mình đưa tới cửa muốn chết. chương 1511, chết càng nhanh. Lệ Bằng Thiên hòa Lệ Bằng Vân một trước một sau đem Diệp Thần Phong cho vây lại rồi. Bọn hắn cũng không hề lại nói nhảm nhiều rồi, hai người bọn họ không chút do dự từ trong lòng lấy ra một chồng lá bùa. Hai người bọn họ trong tay phân biệt cầm 10 tấm lá bùa, tại mỗi một lá bùa thượng đều vẽ ra đồ án màu đỏ. Này Lệ Bằng Thiên hòa Lệ Bằng Vân thôi thúc lên trong gân mạch linh khí dòng sông, bọn hắn tấn mãnh đem linh khí truyền vào phù trong giấy. Sau đó hai người bọn họ đem trong tay lá bùa hướng về giữa bầu trời ném một cái. Này tổng cộng 20 tấm lá bùa, dừng hình ở giữa không chung, từ những lá bùa này bên trong bắn ra từng luồng từng luồng cấm chế sức mạnh. Này từng luồng từng luồng cấm chế sức mạnh đem Diệp Thần Phong, lệ bằng thiên hòa lệ bằng vân đều bao phủ ở trong đó. Được cấm chế sức mạnh bao phủ sau đó Diệp Thần Phong vẻ mặt có phần ngưng trọng lên, hắn cảm giác mình trên người thật giống được đè ép nhất cổ trọng lực, hắn trong gân mạch linh khí dòng sông cũng vận hành có phần không trôi chảy rồi diệp thần phong nỗ lực đem linh khí hướng về sau lưng rót vào nhưng linh khí vũ dực lại mở rộng không ra ngoài diệp thần phong lại thử đi điều động bên trong đan điền thanh viêm hắn phát hiện những cấm chế này sức mạnh đem đan điền của hắn tạm thời đã cách trở lên hiện tại diệp thần phong rõ ràng lệ bằng thiên hòa lệ bằng vân tự tin đến từ chỗ nào Lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh thanh âm tại Diệp Thần Phong trong đầu vang lên, tiểu gia hỏa, loại bùa chú này tên là tù linh phù, này chính là cấp 2 linh phù, một khi kích phát này tù linh phù, từ tù linh phù bên trong có thể sản sinh nhất cổ cấm chế sức mạnh, người linh khí vũ dực cùng đan điền của ngươi chính là được cấm chế sức mạnh tạm thời phong bế ở. Này 20 tấm tù linh phù, hẳn là còn chưa thể hoàn toàn hạn chế trụ ngươi, ta nghĩ cho dù không thể thi triển linh khí vũ dực cùng sử dụng thanh viêm, ngươi nên cũng có thể giải quyết hai người này chứ. Này 20 tấm tù linh phù chính là lệ bằng thiên hòa lệ bằng vân tòng phụ thân bọn hắn lệ nghiêm sơn tay ở bên trong lấy được, cái này cũng là lệ nghiêm sơn trong tay còn dư lại duy nhất 20 tấm linh phù. Phù sư mặc kệ tại bây giờ trên đất huyền giới, vẫn là ở mấy ngàn năm trước địa huyền giới, loại này người thậm chí so với luyện khí sư cùng luyện dược sư đều khan hiếm, cho nên Lệ Nghiêm Sơn nắm trong tay cũng chỉ có 20 tấm cấp 2 linh phù. Tại Lệ Nghiêm Sơn đem tù linh phù cho Lệ Bằng Thiên Hòa Lệ Bằng Vân thời điểm, hắn trả phân biệt cho Lệ Bằng Thiên Hòa Lệ Bằng Vân một khối ngọc bội, ngọc bội kia có thể trung hòa tù linh phù bên trong cấm chế sức mạnh. Cho nên, trên người có ngọc bội Lệ Bằng Thiên Hòa Lệ Bằng Vân, hai người bọn họ cũng không có bị cấm chế áp bức. Lệ Bằng Thiên Hòa Lệ Bằng Vân nhìn xem đứng bất động đứng nguyên tại chỗ Diệp Thần Phong, hai người bọn họ nụ cười trên mặt là càng ngày càng thịnh vượng. Lệ bằng vân cười lạnh nói, tiểu tử loài người, thế nào? Hiện tại ngươi hẳn phải biết ai là rác dưới chứ? Ngươi bây giờ có hối hận không? Lại dám chọc chúng ta, này đã chú định ngươi muốn chết vận mệnh rồi. Lệ bằng trời cũng lập tức quát lên, bằng vân, không nên cùng tiểu tử này nhiều lời. Lúc trước chúng ta phụ thân đã cho tiểu tử này thuần phục cơ hội rồi, đáng tiếc hắn lựa chọn đi theo đêm đông biển, thật là một vô tri gia hỏa. Lệ Bằng Vân nói ra ca, không thể để tiểu tử này nhanh như vậy chết, hắn hiện tại đã cơ bản bị hạn chế ở, ta một người đối phó hắn thừa sức rồi. Người trước ở một bên hãy chờ xem. Lệ Bằng Thiên do dự một chút sau đó hắn vẫn gật đầu một cái, hắn biết được tù linh phù hạn chế trụ diệp thần phong khẳng định không lật nổi bọt nước đến rồi. Lệ Bằng Vân từ bên hông rút ra một cái màu đen búa lớn, cái này màu đen búa lớn chỉ là phổ thông vũ khí mà thôi, liền hạ phẩm pháp khí cũng không bằng. Lệ bằng vân tại đem màu đen búa lớn nắm tại trong tay phải sau đó trong cơ thể hắn thần niệm cảnh tam trọng thiên đỉnh phong khí thế phun trào. Lệ bằng vân thân thể nhảy một cái, trong tay phải màu đen búa lớn hướng về diệp thần phong vai bổ xuống. Linh khí vũ dực cùng đan điền tạm thời bị hạn chế ở. Đây đối với Diệp Thần Phong tới nói ngược lại là không sao cả, hắn một mực tại điều chỉnh thân thể của mình, hắn tối thiểu yếu thích ứng cấm chế cho thân thể hắn mang tới trọng lực. Bởi trước đó cùng đêm đông he cây tha, Diệp Thần Phong hắc huyền kiếm cắm vào trong sơn cốc. Vừa nãy lại chịu đến triệu hoán lực lượng ảnh hưởng, Diệp Thần Phong vội vã rời khỏi sơn cốc, hắn hắc huyền kiếm còn tại trong sơn cốc. Bất quá, chảm nguyệt kiếm ngược lại là được Diệp Thần Phong thu nhập trong nhẫn chứa đồ. Mắt thấy lệ bằng vân màu đen búa lớn tại bổ xuống rồi, Diệp thần phong chữ vật giới chỉ lóe lên, chảm nguyệt kiếm lập tức xuất hiện tại trong tay phải của hắn. Diệp thần phong đem chảm nguyệt kiếm chắn bả vai của mình trước. Chen, một tiếng, đốm lửa tản ra. Màu đen búa lớn chém vào chảm nguyệt kiếm trên thân kiếm. Nếu như màu đen búa lớn chém vào chảm nguyệt kiếm lưới kiếm chi trên mà nói. E sợ cái này màu đen búa lớn sẽ trong nháy mắt báo phế. Bất quá, cho dù là chém vào trên thân kiếm, màu đen búa lớn lưỡi búa cũng biến thành lồi lõm lên. Lệ Bằng Vân cũng không hề chú ý tới màu đen búa lớn lưỡi búa biến hóa, hắn thấy Diệp Thần Phong dĩ nhiên đã ngăn được hắn một búa. Này làm cho Lệ Bằng Vân trong lòng là lửa giận bốc lên, hắn vốn lại yếu một lưỡi búa chặt bỏ Diệp Thần Phong một cánh tay. Mà Diệp Thần Phong vẫn cứ đang không ngừng thích ứng cấm chế mang đến cho hắn trọng lực. Tốt tại trước đó Diệp Thần Phong một mực dùng hắc huyền giáp cùng hắc huyền kiếm huấn luyện hắn dần dần bắt đầu thói quen cấm chế mang đến cho hắn trọng lực rồi. Lệ bằng vân lần nữa dơ lên màu đen búa lớn, hướng về diệp thần phong hông của giữa chém tới, trong miệng hắn kêu gào nói, tiểu tử, yên tâm, đem thân thể của ngươi chia ra làm hai, lấy thực lực của ngươi, ngươi sẽ không lập tức chết. Một bên lệ bằng thiên thấy cảnh này, khóe miệng hắn cũng hiện lên tia tia tiêu ý. Mà Diệp Thần Phong thân thể cũng đã cơ bản có thể hoạt động, hắn nhìn xem hướng về bên hông mình bổ tới màu đen búa lớn, trong tay hắn chảm nguyệt kiếm vung lên, chảm nguyệt kiếm lập tức cùng màu đen búa lớn va chạm vào nhau. Bạch, một tiếng, cơ hồ là không có chút hồi hộp nào. Đáng chém nguyệt kiếm lưỡi kiếm đụng vào búa lớn lưỡi búa thượng sau, chảm nguyệt kiếm trong nháy mắt xuyên qua màu đen búa lớn, chỉnh thanh màu đen búa lớn lập tức biến thành hai nửa. Mà lệ bằng vân thủ trong cơ bản thượng chỉ nắm lấy một thanh cán búa rồi một bên lệ bằng thiên thấy thế hắn sắc mặt khẽ thay đổi chính lúc diệp thần phong sẽ đối lệ bằng vân triển khai công kích thời điểm lệ bằng ngày tốc độ phản ứng cực nhanh thân ảnh của hắn xuất hiện tại lệ bằng vân phía sau bàn tay đáp ở lệ bằng vân vai dùng sức kéo về một cái hắn đem lệ bằng vân hướng phía sau kéo đi qua trảm nguyệt kiếm vừa vặn từ lệ bằng vân ngực sát qua làm cho lệ bằng vân ngực quần áo được phá vỡ thậm chí là ngực da thịt cũng bị vẽ ra một vết thương nếu như lệ bằng thiên chậm một giây đồng hồ kéo lệ bằng vân lời nói, như vậy lệ bằng vân đoán chừng đã đi gặp Diêm Vương ra rồi. Được lệ bằng thiên sau này kéo một cái lệ bằng vân, hắn nhìn xem ngực vết thương, trên mặt hắn trắng bệch một mảnh, hắn nuốt một ngụm nước bọt, trong con người huyết hồng một mảnh, hắn nhìn chằm chằm diệp thần phong trong tay chảm nguyệt kiếm, hắn nói ra ca, tiểu tử này kiếm trong tay không sai, vừa vặn là ta bất cẩn rồi, đã như vậy, ta liền một hơi đem tiểu tử này đưa đi thấy Diêm Vương ra. Lệ bằng vân điên cuồng khởi động trong gân mạch linh khí dòng sông, hắn trên trán từng cây từng cây tráng kiện nổi gân xanh, thân thể của hắn cũng vi vi phồng lên, hắn khí thế trên người tăng vọt, hải thần biến. Lệ bằng vân trên người bắt đầu được từng mảng từng mảng vảy cá bao trùm lại rồi. Rất nhanh, ngoại trừ đầu của hắn bên ngoài, thân thể của hắn toàn bộ được một loại màu xanh ra trời vảy cá bao trùm rồi. Này hải thần biến chính là hải tộc một loại bí thuật, chỉ có hải tộc người mới sẽ thi triển. Một khi thi triển hải thần biến, bất kể là thực lực, sức chiến đấu, vẫn là thân thể cường độ đều sẽ tăng lên rất cao. Thi triển hải thần biến lệ bằng vân, hắn trong con người mang theo tàn nhẫn vẻ, hắn miệng quát tiểu tử, người sẽ chờ chết đi. Lệ bằng thiên nhìn thấy lệ bằng vân thi triển hải thần biến, hắn lúc này mới lại yên tâm xuống mà cầm trong tay chảm nguyệt kiếm diệp thần phong, hắn trong gân mạch nhanh chóng vận chuyển không trôi chảy linh khí dòng sông, tại để linh khí dòng sông trở nên thông thuận một chút sau đó trong cơ thể hắn cấp ba hàn băng kiếm ý hơi động. Chỉnh thanh chảm nguyệt kiếm trong nháy mắt được một tầng xương mù màu trắng cho bao phủ lại rồi. Chảm nguyệt kiếm thân kiếm vi vi rung động. Ba tiếng rồng gầm từ chảm nguyệt trong kiếm chuyển ra, long tường cửu thiên ba cái màu trắng cự long từ trảm nguyệt trong kiếm bật đi ra, trong nháy mắt hướng về lệ bằng vân bao phủ tới. Dĩ vãng dùng hắc huyền kiếm thi triển long tường cửu thiên, hắc huyền kiếm là đối linh khí có ức chế lực. Nhưng bây giờ dùng trảm nguyệt kiếm thi triển, màu trắng cự long so với dùng hắc huyền kiếm thi triển hình thể đại suất không ít. Oanh, một tiếng, ba cái màu trắng cự long đem hướng về diệp thần phong vào tới lệ bằng vân nuốt mất rồi hàn băng kiếm ý không ngừng bừa bãi tàn phá này lệ bằng vân lệ bằng vân trên người vải màu xanh lam nhanh chóng rơi xuống từng đạo kiếm khí ở trên người hắn rạch ra vết thương đợi đến ba cái màu trắng cự long biến mất sau lệ bằng vân trên người đã che kín kiếm ngân rồi trên người hắn không có một khối da thịt là hoàn chỉnh rồi trong miệng hắn không ngừng phun ra tiên huyết đến ánh mắt của hắn hoảng sợ nhìn xem diệp thần phong trong miệng hư nhược nói ra này này không không. Vẫn không có nói hết lời, lệ bằng vân liền hướng xuống đất thượng đổ tới rồi. Vốn cho là thi triển hải thần biến, lệ bằng vân liền là có thể nhẹ nhõm giết chết diệp thần phong rồi. Nhưng kết quả lại là thi triển hải thần biến sau đó lệ bằng vân chết nhanh hơn. chương 1512, xung đột, chết không phải là ta. Tại lệ bằng vân chết ở diệp thần phong trên tay thời điểm. Nhiết bàn cảnh đêm đông biển, Vu Phong Giang cùng Vu Phong chỉ ba người này, bọn hắn đang nhanh chóng tiếp theo Diệp Thần Phong đám người vị trí. Nguyên bản Đông Thành Phi khi tìm thấy tỷ tỷ của hắn Đông Hiểu Mỹ trở về Sơn Cốc sau, bọn hắn liền lập tức phát hiện Diệp Thần Phong không thấy. Đang tìm một vòng đều không có tìm được Diệp Thần Phong sau, Đông Hiểu Mỹ cùng Đông Thành Phi lập tức đem chuyện này nói cho phụ thân của bọn họ đêm đông biển. Đêm đông biển, Vu Phong Giang cùng Vu Phong chỉ ba người này đi tới ngoài thung lũng sau, đêm đông biển lập tức thả ra trong cơ thể niết bàn cảnh tứ trọng thiên sơ kỳ thật khí thế, hắn ở trong không khí bắt đến một chút diệp thần phong khí tức. Cho nên, đêm đông biển, vu phong giang cùng vu phong chỉ ba người không nói lời gì liền hướng diệp thần phong vị trí tiến đến. Mà ở đêm đông biển ba người không ngừng tiếp theo diệp thần phong vị trí lúc. Một bên khác, lệ nghiêm sơn địa bàn. Một chỗ cực kỳ mờ tối trong mật thất. Tại đây nơi trong mật thất, nguyên bản dùng ba cái dây nhỏ treo 3 khối ngọc bài. Này ba khối ngọc bài chính là lệ nghiêm sơn, lệ bằng thiên hòa lệ bằng vân bản mệnh ngọc bài, nhưng lại tại vừa vặn thuộc về lệ bằng vân bản mệnh ngọc bài dĩ nhiên nổ tung rồi, điều này cũng liền mang ý nghĩa lệ bằng vân đã bị chết. Đứng ở trong mật thất lệ nghiêm sơn, hắn nhìn xem nổ tung ngọc bài, sắc mặt hắn âm trầm yếu tích thủy rồi, hắn cắn răng nghiến lợi quát lên, là ai? Rốt cuộc là ai giết con trai của ta? Lệ nghiêm sơn trên người mãnh liệt thật khí thế nhấp nhô, hắn không khí chung quanh bên trong khí lưu trở nên rối loạn lên, bạch. Một tiếng, thân ảnh của hắn trong nháy mắt biến mất ở chỗ này trong mật thất. Cùng lúc đó, diệp thần phong bọn hắn chỗ ở mảnh kia bình trên mặt đất. Lệ nghiêm sơn con lớn nhất lệ bằng thiên, hắn nhìn xem lệ bằng vân nằm tại thi thể trên mặt đất, trong con người của hắn vừa giận vừa sợ, hắn không nghĩ tới lệ bằng vân thi triển hải thần biến sau. Dĩ nhiên trực tiếp được Diệp Thần Phong cho đập phát chết luôn. Tu linh phù bên trong tản mát ra cấm chế trọng lực, này làm cho Diệp Thần Phong thân thể có phần khó chịu, hắn không ngừng khởi động trong gân mạch không quá thuận sướng linh khí dòng sông. Mà lệ bằng trời cũng chậm rãi hồi phục thần trí, trong ánh mắt của hắn đều dường như muốn bùng nổ ra lửa giận đến rồi, bên trong thân thể của hắn thần niệm cảnh tứ trọng thiên sơ kỳ thật khí thế bão tố được đưa lên. Hắn đem sau lưng một cái màu nâu đại đao rút ra. Lửa giận trong nháy mắt này làm cho hôn Mê Lệ bằng ngày đầu não, dưới chân hắn bước chân hơi động, bóng người hướng về Diệp Thần Phong lướt tới. Tại Lệ Bằng Thiên thân ảnh tới gần Diệp Thần Phong thời điểm, trong tay hắn đại đao bay thẳng đến Diệp Thần Phong đầu bổ xuống. Lệ Bằng Thiên trong tay đại đao cũng chỉ là phổ thông vũ khí mà thôi. Lệ Bằng Thiên trong cơ thể linh khí hướng về đại đao bên trong tuôn ra. Chỉnh thanh trên đại đao ngược lại cũng loáng thoáng tạo thành lưỡi đao, chỉnh cây đại đao ở trong không khí trong nháy mắt biến thành 10 bôi đao ảnh. Này 10 bôi đao ảnh toàn bộ hướng về diệp thần phong đầu bổ tới, quét ngang thiên hạ. Tại lệ bằng thiên thi triển quét ngang thiên hạ thời điểm. Diệp thần phong tuy rằng trong gân mạch linh khí dòng sông cực kỳ không trôi chảy, nhưng hắn vẫn là đang liều mạng khởi động, làm cho trong cơ thể hắn linh khí không ngừng rót vào đến trảm nguyệt kiếm bên trong, hắn không kịp thi triển long tường cửu thiên rồi, hắn chỉ có thể thi triển nhất kiếm phá thiên rơi xuống. Bất quá, nhất kiếm phá thiên dưới chính là trọng kiếm vô phong bên trong chiêu thức. Muốn dùng trọng kiếm mới có thể phát huy ra uy lực lớn nhất đến, nhưng giờ khắc này, Diệp Thần Phong cũng quản không được nhiều như vậy. Diệp Thần Phong truyền vào trảm nguyệt trong kiếm linh khí, đang không ngừng chuyển hóa thành trảm nguyệt kiếm mũi kiếm diệp thần phong cũng nhanh chóng đem chảm nguyệt kiếm vung ra ngoài nhất kiếm phá thiên dưới dùng chảm nguyệt kiếm thi triển nhất kiếm phá thiên dưới khí thế kia luôn cảm giác yếu mấy phần thế nhưng diệp thần phong ở đằng kia nơi thẳng tắp trong thông đạo hắn đối kiếm đạo có lĩnh ngộ sâu hơn rồi càng thêm kiếm khí bén nhọn đền bù khí thế không đủ chiêu kiếm này vung ra phảng phất đem thiên địa đều bao phủ ở trong đó cảnh giới đại thành nhất kiếm phá thiên dưới này muốn so lệ bằng ngày quét ngang thiên hạ cao minh hơn nhiều. Đại đao đao ảnh trong nháy mắt được Trảm Nguyệt kiếm kiếm khí cho phá tan rồi, trong không khí chỉ còn lại có đại đao bản thân rồi. Lệ Bằng Thiên thấy đao ảnh toàn bộ biến mất rồi, hắn sắc mặt kịch biến, nhưng hắn nhưng vẫn là không ngừng hướng về đại đao bên trong rót vào linh khí, miệng quát tiểu tử loài người, ta nhưng là thần niệm cảnh tứ trọng thiên sơ kỳ thực lực, ta không tin sẽ thua bởi ngươi. Chen, một tiếng tại trảm nguyệt kiếm cùng đại đao đụng vào nháy mắt. Trảm nguyệt trong kiếm mũi kiếm trào vào đại đao bên trong, tại đại đao bên trong để lại một ít mũi kiếm sau đó còn lại mũi kiếm thông qua chuôi đao toàn bộ được đẩy vào lệ bằng ngày bên trong thân thể. Nguyên bản cảnh giới đại thành nhất kiếm phá thiên dưới, mũi kiếm hẳn có thể che kín lệ bằng ngày thân thể. Có thể dùng trảm nguyệt kiếm thi triển nhất kiếm phá thiên dưới, trong đó mũi kiếm cũng nhược một chút. Mũi kiếm chỉ tràn đầy lệ bằng thiên phần lớn thân thể. Ở bên trong thân thể phần lớn địa phương được mũi kiếm cho tràn ngập sau. Lệ bằng thiên dưới chân bước chân nhanh chóng lùi về sau, hắn trong nháy mắt cách xa Diệp Thần Phong, hắn cảm giác thân thể của mình đang không ngừng bành trướng, hắn cảm giác da trên người cũng đang nứt ra đến. Còn tiếp tục như vậy, lệ bằng thiên biết mình thân thể nhất định sẽ nổ tung. Lệ bằng thiên điên cuồng khởi động trong gân mạch linh khí dòng sông biểu lộ trở nên dữ tợn lên, hải thần biến. Lệ bằng thiên trong cơ thể khí thế tăng vọt, ngoại trừ đầu của hắn bên ngoài, thân thể của hắn cũng trong nháy mắt được màu xanh ra trời vảy cá bao trùm lại rồi. Nhưng lệ bằng trời vẫn là cảm giác trong cơ thể phồng lên không có biến mất, hắn khuôn mặt lộ ra một vệt vẻ mặt thống khổ, quát lên tiểu tử loài người, ta muốn đem người chém thành muôn mảnh. Hải thần biến cấp 2 Lệ bằng thiên trong cơ thể khí thế lần thứ hai tăng vọt, hắn cả khuôn mặt cũng chậm chậm mà được một tầng lam sắc ngư vảy bao trùm lại rồi. Này hải thần biến tổng cộng chia làm làm một giai cùng cấp 2. Bình thường hải tộc người chỉ biết thi triển hải thần biến cấp thứ nhất. Bởi vì nếu như thi triển hải thần biến cấp thứ hai lời nói, khắp mọi mặt năng lực tuy rằng còn có thể đi lên tăng vọt, nhưng mà nếu như hải thần biến tác dụng biến mất, này sẽ đối người sử dụng tạo thành không thể xóa nhòa thương tổn. Đối người sử dụng Thiên Phú sẽ tạo thành thương tích, về sau tăng cao thực lực sẽ trở nên chậm chạp. Mà Hải Thần biến cấp thứ nhất thì là không có như vậy tác dụng phụ. Đang sử dụng Hải Thần biến cấp thứ hai, Lệ Bằng Thiên trong cơ thể khí thế lần thứ hai tăng vọt sau đó cả khuôn mặt cũng bị lam sắc ngư vảy bao trùm lại Lệ Bằng Thiên, trong cơ thể hắn phồng lên này mới chậm rãi biến mất rồi. Ầm, uhm, một tiếng. Nhưng Lệ Bằng Thiên trong tay đại đao lại bạo liệt ra hẳn là lưu lại tại đại đao bên trong mũi kiếm phát huy tác dụng. Chính lúc thời điểm này, một đạo minh mông khí thế đem trọn mảnh bình địa cho bao phủ lại rồi, Lệ Nghiêm Sơn thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện, hắn đang nhìn đến trên mặt đất lệ bằng vân thi thể, hắn đang nhìn đến thi triển Hải Thần biến cấp thứ hai lệ bằng thiên, tại hắn nhìn thấy Diệp Thần Phong cũng ở tại chỗ sau, hắn liền lập tức đã minh bạch là ai giết hắn tiểu nhi tử rồi. Lệ Nghiêm Sơn cách đây nơi bình địa tương đối gần, cho nên hắn là cái thứ nhất đến. Tại lệ nghiêm sơn vừa vặn đến bình địa, lại có ba cố cường hãn khí tức đang không ngừng tới gần, lệ nghiêm sơn biết là đêm đông biển đám người, hắn là không kịp tự tay giết chết diệp thần phong rồi, trong cơ thể hắn khí thế hướng về tù linh phủ cấm chế địa phương lao đi, làm cho tù linh phủ bên trong cấm chế cùng trọng lực lập tức tăng gấp đôi rồi. Này làm cho Diệp Thần Phong trong cơ thể linh khí dòng sông càng thêm không trôi chảy rồi, thân thể cũng biến thành càng thêm trầm trọng, hắn hiện tại thậm chí ngay cả long tường cửu thiên cũng không thi triển ra được rồi. Tại lễ nghiêm sơn cho tù linh phù cấm chế cùng trọng lực gia tăng thời điểm. Đêm đông biển, vu phong giang cùng vu phong chỉ ba người này cũng xuất hiện tại bình trên mặt đất. Làm đêm đông biển nhìn thấy hình ảnh trước mắt sau đó trong cơ thể hắn khí thế lập tức đề được đưa lên, quát lên, đêm đông biển, ta sẽ không để cho làm tổn thương đến diệp huynh đệ. Vu Phong Giang cùng Vu Phong chỉ cũng theo sát tướng khí thế tăng lên mà lên. Lệ nghiêm sơn nhưng là chặn lại rồi đêm đông biển đám người, hắn miệng quát, bằng thiên, lập tức giết cái kia tiểu tử loài người. Thi triển hải thần biến cấp thứ hai lệ bằng thiên, hắn khi nghe đến cha mình lời nói sau, thân ảnh của hắn lần thứ hai hướng về Diệp Thần Phong lao đi rồi. Diệp Thần Phong liều mạng vận chuyển linh khí dòng sông, hắn mới hướng về lệ bằng thiên đâm ra nhìn như mềm yếu vô lực một kiếm, Lệ bằng thiên khóe môi nhếch lên nụ cười khinh thường, tay phải hắn ngón tay trực tiếp đem chảm nguyệt kiếm kẹp lấy. Chảm nguyệt kiếm mũi kiếm vừa vặn nhắm ngay lệ bằng thiên trái tim. Lệ bằng chăn trời lam sắc ngư vảy che kín bàn tay trái hướng về diệp thần phong cổ trừ đi rồi, quát lên tiểu tử loài người, ta muốn vặn gãy cổ của ngươi, ta muốn vặn gãy cổ của ngươi. Diệp thần phong khóe miệng không khỏi xẹt qua một vệt nụ cười. Lệ Nghiêm Sơn nhìn thấy Diệp Thần Phong lập tức muốn chết rồi, hắn cười nói: "Đêm Đông Biển, tiểu tử này là chết chắc rồi, lúc này liền các ngươi cũng không làm được bất cứ chuyện gì rồi." Đêm Đông Biển đám người nhìn thấy Lệ Bằng Thiên kẹp lấy chảm Nguyệt kiếm, ba người bọn hắn suốt kỳ bình tĩnh lại, bọn hắn biết Diệp Thần Phong sẽ không có chuyện. Lệ Nghiêm Sơn thấy Đêm Đông Biển đám người không động thủ nữa, hắn nói ra: "Đêm Đông Biển, các ngươi là buông tha cho sao?" con trai của ta chết đi, ta sẽ cho các ngươi trả giá thật lớn. Tiểu tử loài người, người chết đi cho ta, người chết đi cho ta, lệ bằng thiên gầm hét lên. Tại lệ bằng ngày bàn tay không ngừng tiếp cận Diệp Thần Phong của lúc, Diệp Thần Phong liều mạng đem một chút linh khí truyền vào trảm nguyệt kiếm linh trận đồ bên trong. Theo trảm nguyệt kiếm linh trận đồ thượng lóe lên ánh sáng, Diệp Thần Phong khóe miệng khẽ mỉm cười, chết không phải là ta, mà là người cái này rác rưởi xung kích đi, chảm nguyệt. Chảm nguyệt kiếm trên mũi kiếm đột nhiên tránh qua một đạo hào quang màu trắng bạc, đạo này hào quang màu trắng bạc trong nháy mắt hướng về lệ bằng ngày ngực mạn duyên nhi đi, cực kỳ thuận lợi xuyên thấu lệ bằng thiên trái tim. Đợi đến hào quang màu trắng bạc tản đi thời điểm. Chảm nguyệt kiếm mũi kiếm đã từ lệ bằng ngày sau lưng đâm đi ra. Trong nháy mắt thành dài chảm nguyệt kiếm tướng lệ bằng thiên ngực trái tim vị trí cho đâm một cái đối xuyên khắp toàn thân từ trên xuống dưới được lam sắc ngư vảy bao trùm lại lệ bằng thiên, hắn vươn hướng Diệp Thần Phong cái cổ thủ trưởng như ngừng lại trong không khí, hắn cúi đầu nhìn xem xuyên thấu chính mình trái tim trảm nguyệt kiếm, trong con người của hắn mang theo một vệt mê man, hắn có chút không phản ứng kịp đây rốt cuộc là đầu đuôi câu chuyện ra sao rồi. Ngược lại, lệ bằng thiên lại trợn mắt lên nhìn chằm chằm Diệp Thần Phong, hắn không thể tin được đây là sự thực. Sử dụng 20 tấm tù linh phù, Chả thi triển hải thần biến cấp thứ hai, nhưng hắn như nào đây sẽ chết tại Diệp Thần Phong trên tay. Diệp Thần Phong thực lực chỉ có thần niệm cảnh nhị trọng thiên đỉnh Phong A Hát. Trường 1513, Thịnh Hội. cc si -si, một tiếng. Tại Diệp Thần Phong đem truyền vào trả nguyệt kiếm linh trận đồ bên trong linh khí thu hồi trong cơ thể sau. Nguyên bản đem lệ bằng thiên ngực đâm một cái đối xuyên trả nguyệt kiếm. Trả nguyệt kiếm thân kiếm nhanh chóng thu rụt trở về, chỉ là một cái chớp mắt thời gian, chảm nguyệt kiếm lại biến trở về thì ra là độ dài. Tại chảm nguyệt kiếm từ lệ bằng ngày ngực co rút lại sau khi đi ra, khắp toàn thân từ trên xuống dưới được lam sắc ngư vảy bao trùm lên lệ bằng thiên, ngực của hắn không ngừng đã tuôn ra ấm áp tiên huyết. Sợ hãi tử vong che kín lệ bằng thiên cả khuôn mặt, con mắt của hắn không cam lòng chừng lên diệp thần phong, miệng của hắn cùng trong lỗ mũi khí thức càng ngày càng gấp rút rồi, bàn tay của hắn không ngừng che ngực, hắn nỗ lực muốn đem vết thương lấp kín, nhưng tiên huyết hay là từ ngón tay của hắn khe trong không ngừng chảy ra. Lệ bằng thiên không ngừng lắc nao dài, trong miệng hắn đứt quãng nói ra ta, ta còn không muốn chết, ta còn, còn không muốn. Lệ bằng thiên trong cổ họng thanh âm đột nhiên im bặt đi, hắn không ngừng lắc nao dài cũng trong nháy mắt đông lại rồi, một đôi con mắt bên trong hào quang đang trở nên tan dã lên, miệng vi vi mở ra, trong lỗ mũi đã tắt thở, thi thể của hắn chậm rãi hướng xuống đất thượng ngã xuống. Tại lệ bằng thiên hòa lệ bằng vân cái này hai ông đế đều sau khi chết, trôi nổi ở giữa không chung 20 tấm tù linh phù, ở giữa không chung lay động một chút sau đó này 20 tấm tù linh phù toàn bộ phiêu đã rơi vào trên mặt đất. 20 tấm tù linh phù tác dụng biến mất rồi. Tại không có cấm chế áp bức sau đó Diệp Thần Phong trên người áp lực đột nhiên một phép trừ. Diệp thần phong đối tại mặt đất thượng lệ bằng thiên hòa lệ bằng vân thi thể không có nửa điểm thương hại, đối xử địch nhân nhân từ kích hù thì đối đối chính mình tàn nhẫn. Cho nên, Diệp thần phong đối xử kẻ địch từ trước đến giờ là sẽ không lưu tình. Cách đó không xa, nguyên bản trên mặt hiện lên nụ cười lệ nghiêm sơn, hắn đang nhìn đến của mình con lớn nhất lệ bằng trời cũng đã bị chết ở tại Diệp thần phong trên tay. Nụ cười trên mặt hắn nhất thời cứng ngắc ở, trong đầu hắn tư duy dừng lại hai giây đồng hồ. Dù sao tại lễ nghiêm sơn trong mắt người chết hẳn là Diệp Thần Phong, nhưng cuối cùng chết người làm sao hội là con trai của hắn lệ bằng thiên. Bây giờ lễ nghiêm sơn con lớn nhất cùng tiểu nhi tử toàn bộ chết rồi, mất con nỗi đau nhất thời lấp đầy lệ nghiêm sơn cả quả tim. Bất quá, lễ nghiêm sơn cũng không suy nghĩ thật kỹ, nếu như lúc trước hắn không một lòng muốn giết chết Diệp Thần Phong, nếu như vừa nãy lệ bằng thiên hòa lệ bằng vân không đúng diệp thần phong động thủ, như vậy hay là hai người bọn họ cũng sẽ không chết rồi. Cho nên, tất cả những thứ này đều là Lệ Nghiêm Sơn bọn hắn tự làm tự chịu. A à hát Lệ Nghiêm Sơn trong cổ họng gào thét một tiếng, bên trong thân thể niết bàn cảnh tứ trọng thiên hậu kỳ thật khí thế phóng lên trời. Hắn tức giận gầm hét lên, nhân tộc tiểu rác rưởi, ta muốn cho ngươi chết không có chỗ chôn chính lúc lệ nghiêm sơn thân ảnh yếu hướng về diệp thần phong lao đi thời điểm. Niết bàn cảnh tứ trọng thiên sơ kỳ đêm đông biển, niết bàn cảnh nhất trọng thiên hậu kỳ vu phong giang cùng vu phong trì. Này thân ảnh của ba người trong nháy mắt chặn lại rồi lễ nghiêm sơn đường đi, đêm đông biển hướng về phía diệp thần phong nói ra, diệp ong đế. Người lập tức đến phía sau chúng ta đến, cầm trong tay chảm nguyệt kiếm diệp thần phong. Hắn biết mình cũng không phải lệ nghiêm sơn đối thủ, thế là, thân ảnh của hắn lóe lên, hắn nhất thời đi tới đêm đông biển đám người phía sau. Lệ nghiêm sơn thấy đứng ở đêm đông biển ba người sau lưng diệp thần phong, hai tay của hắn bỗng nhiên nắm thành quyền đầu, hắn trong cặp mắt che kín từng cái từng cái tơ máu, quát lên, đêm đông biển, ba người các người thật cùng ta đối nghịch. Hiện tại con trai của ta đều chết hết, xét hết sắc sắc nhân tộc tiểu giác rưởi hắn nhất định phải chết, các người cút ngay cho ta. Đêm Đông Biển trong cơ thể khí thế đồng dạng phun trào. Hắn mặt không thay đổi quát lên, "Lệ Nghiêm Sơn, sự tình đều là ngươi bốc lên, vị này Diệp Ong đế chính là là tổ tiên trong dự ngôn người, mà ngươi lại muốn vi phạm tổ tiên tiên đoán, ngươi là ta nhóm hải tộc tội nhân, ngươi hai đứa con trai chết rồi cũng xứng đáng." Đêm Đông Biển dừng lại một chút sau đó hắn đúng mực quát lên, "Lệ Nghiêm Sơn, chỉ cần ta Đêm Đông Biển có một hơi tại." ngươi liền đừng hòng muốn thương tổn đến vị này diệp ong đế tốt tốt đêm đông biển ngươi rất tốt a à hát vậy chúng ta so tài xem hư thực đi cách đêm đông biển có xa 20 mươi mét lệ nghiêm sơn hắn hai bàn tay hướng phía trước tìm tòi hắn khí thế trên người đột nhiên tăng vọt trừ hắn ra nao dài bên ngoài toàn thân của hắn đang chậm rãi được lam sắc ngư vảy bao trùm lại hải thần biến lệ nghiêm sơn không nói lời gì thi triển ra hải thần biến cấp thứ nhất sau đó, lệ nghiêm sơn dò xét xuất trên cánh tay bạo khởi từng cái từng cái tráng kiện gân xanh, một điều này đầu gân xanh dường như con run bình thường bò đầy hai cánh tay của hắn. Oanh, một tiếng, từ lệ nghiêm sơn trong cơ thể bạo phát ra nhất cổ như thủy triều khí thế, hắn hai bàn tay bên trong nhanh chóng thị hàng ra nhất cổ nước năng lượng, vô số giọt nước ở trước mặt hắn nhanh chóng ngưng tụ thành 10 con hình thể khổng lồ châu hoang, từ nơi này trúc châu hoang trong cơ thể mơ hồ tản ra khí thế đáng sợ. Trung quanh công trì trở nên vặn vẹo lên, lệ nghiêm sơn hai tay đẩy về phía trước châu hoang cơn giận. Này 10 con hình thể khổng lồ châu hoang nhất thời hướng về đêm đông biển đám người chạy hết tốc lực tới. Tại lệ nghiêm sơn sử dụng tới châu hoang cơn giận thời điểm. Hải thần biến, đêm đông biển, vu phong giang cùng vu phong chỉ ba người này, bọn hắn ngoại trừ nao dài bên ngoài, thân thể của bọn họ cũng bị màu xanh ra trời vảy cá bao trùm lên, ba người bọn họ đồng dạng thi triển ra hải thần biến cấp thứ nhất. Đêm đông biển hai con mắt ngưng trọng liếc mắt nhìn vu phong giang cùng vu phong trì. Vu phong giang cùng vu phong trì không hẹn mà cùng gật gật đầu. Đêm đông biển trong cổ họng bạo quát một tiếng, hai tay của hắn nâng qua đỉnh đầu, trong cơ thể khí thế bạo phát, phong quyển tàn vân tại đêm đông biển trên đỉnh đầu trong nháy mắt tạo thành một cái do thủy ngưng tụ mà thành vòng xoáy khổng lồ. Xét ít sắc sắc vòng xoáy khổng lồ dường như lốc xoáy bình thường nhanh chóng hướng về 10 con trâu hoang xung kích tới. ầm um, một tiếng, vòng xoáy khổng lồ tiêu tán. Thế nhưng do vô số giọt nước ngưng tụ mà thành trâu hoang còn sót lại hai đầu. Vu phong giang cùng vu phong chỉ hai cái này lão đầu, bọn hắn cũng lập tức đưa tay nâng qua đỉnh đầu, phong quyển tàn vân lại có hai cái vòng xoáy khổng lồ hướng về châu hoang đánh tới. Oanh, một tiếng. Lúc này, hai cái vòng xoáy khổng lồ đem còn dư lại hai đầu châu hoang cũng cho tách ra rồi. Đêm đông biển đám người và lệ nghiêm sơn, bọn hắn song phương dưới chân bước chân không hẹn mà cùng từng người lui về phía sau hai bước. Lệ nghiêm sơn trong con người vẻ mặt trở nên càng thêm âm trầm. Bất quá, lệ nghiêm sơn biết nếu như lại chiến đấu tiếp, rất có thể là lưỡng bại câu thương, hắn hiện tại không riêng yếu Diệp Thần Phong chết, hắn còn muốn đêm đông biển, vu phong giang cùng vu phong trì, cùng với đêm đông biển tử nữ đông hiểu Mỹ cùng đông thành phi đều phải chết. Lệ nghiêm sơn một tay tóm lấy lệ bằng thiên hòa lệ bằng vân thi thể, hắn quát lên, đêm đông biển, đừng tưởng rằng sự tình hội cứ tính như vậy, chúng ta liền để cho các ngươi lại sống thêm mấy ngày, chờ đến hải tộc thịnh hội thời điểm, chúng ta đang chậm chậm tính sổ đêm đông biển thấy lệ nghiêm sơn không chu nghiêu bê sa chi động thủ nữa hắn đối với sau lưng diệp thần phong nói ra diệp ong đế chúng ta đi tại đêm đông biển đám người mang theo diệp thần phong rời đi lệ nghiêm sơn địa bàn sau bọn hắn lại ngừng lại mà diệp thần phong đối tại đất bằng phía dưới cái cỗ này chịu hoán lực lượng hắn cũng chỉ có thể đủ chờ đợi cơ hội thích hợp lại đi tra xét một phen đêm đông biển nhíu nhíu mày Nói ra, xem ra Lệ Nghiêm Sơn muốn vào lần này Hải tộc thịnh hội thượng nháo sự, lần này Hải tộc thịnh hội, chúng ta nhất định muốn càng thêm cẩn thận mới được rồi. Tại Hải tộc, mỗi 100 năm đều sẽ tổ chức một lần thịnh hội. Cho dù Hải tộc bị vây ở nơi này, ZS sắc sắc truyền thống vẫn không có bị bỏ hoang. Mỗi 100 năm tổ chức thịnh hội thời điểm, đêm Đông Biển bên này Hải tộc nhân hòa Lệ Nghiêm Sơn bên kia Hải tộc người này song phương tụ vào đồng thời một lần. Bất quá, mỗi lần hầu như đều sẽ phát sinh xung đột. Này hải tộc trăm năm thịnh hội liền ở sau 20 ngày, căn cứ vừa nãy lệ nghiêm sơn giọng diệu, xem ra hắn là muốn tại thịnh hội thượng nháo sự. Đêm đông biển đối với Diệp Thần Phong nói đơn giản một lần liên quan với hải tộc thịnh hội sự tình, này làm cho Diệp Thần Phong cảm thấy là một cái cơ hội tốt. Hải tộc thịnh hội, từng cái biển tộc nhân đều nhất định phải tham gia, đến lúc đó lệ nghiêm sơn trên địa bàn hẳn là sẽ không có người rồi. Cho nên, Diệp Thần Phong nếu như tại hải tộc cử hành thịnh hội thời điểm, hắn lại đi một chuyến chỗ kia bình địa, như vậy hắn liền sẽ không có nguy hiểm gì. Tộc trưởng, chúng ta bây giờ chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó rồi, ta nghĩ tại thịnh hội sự tình. Lệ nghiêm sơn cũng không khả năng đem sự tình náo động đến quá đáng quá mức, khoảng thời gian này tự chúng ta cẩn thận một chút là được rồi. Vu Phong Giang mở miệng nói ra. Đêm đông biển gật gật đầu, hắn đối với Diệp Thần Phong nói ra, Diệp ông đế, khoảng thời gian này ngươi không cần khắp nơi đi loạn rồi, chúng ta về núi trước trong cốc đi thôi. chương 1514, lên cấp 2 phẩm luyện dược sư. Trong sơn cốc, tại Đông Hiểu Mỹ cùng Đông Thành Phi lo lắng chờ đợi lúc. Đêm đông biển ba người mang theo Diệp Thần Phong đi vào trong sơn cốc. Đông hiểu Mỹ hiển nhiên trong lòng còn tại sinh Diệp Thần Phong khí, thứ nhất là Diệp Thần Phong không có đem trả nguyệt kiếm đưa cho người, thứ hai là Diệp Thần Phong khắp nơi đi loạn làm hại phụ thân của nàng chả muốn đi ra ngoài tìm. Đêm đông biển tại đem Diệp Thần Phong đuổi về Sơn Cốc sau đó hắn đối với đông hiểu Mỹ nói ra, hiểu Mỹ, ngươi và Thành Phi ở nơi này chiếu cố Diệp huynh đệ, chúng ta muốn vì sau 20 ngày hải tộc thịnh hội làm chuẩn bị. Tại phân phó xong đông hiểu Mỹ, Đêm đông biển lại cùng Diệp Thần Phong hàn huyên vài câu sau đó hắn mới cùng Vu Phong Giang, Vu Phong chỉ rời khỏi Sơn Cốc. Dù sao lệ nghiêm Sơn hai đứa con trai đều chết hết, lần này hải tộc thịnh hội, đêm đông biển bọn hắn nhất định muốn làm tốt chuẩn bị toàn diện. Tại đỉnh điểm tiểu thuyết bản điện thoại di động đêm đông biển ba người sau khi rời đi, đông hiểu Mỹ chừng mắt liếc Diệp Thần Phong, sau đó, người rồi hướng đông thành bay, nói ra, người chả đứng ở chỗ này làm gì. Người cùng ta cùng đi ra ngoài." Đông Hiểu Mỹ tại hướng về bên ngoài sơn cốc lúc rời đi đợi, người cũng đúng Diệp Thần Phong tức giận nói một câu, "Chúng ta liền ở bên ngoài, có chuyện gì ngươi kêu ta nhóm." Làm hiển nhiên Đông Hiểu Mỹ trong lòng khí vẫn không có tiêu tan, nàng là không muốn gặp lại Diệp Thần Phong rồi. Đông Thành phi thấp giọng với Diệp Thần Phong, nói ra, "Lão đại, có chuyện ngươi liền gọi ta, ta tỉ chính là cái này tính khí, các loại qua mấy ngày là khỏe." nói xong đông thành phi cũng theo sát đông hiểu mỹ đi ra khỏi sơn cốc duy nữ tử cùng tiểu nhân nan dưỡng dã diệp thần phong cười khổ nhún nhún vai xem ra cổ nhân theo như lời nói là một chút cũng không sai diệp thần phong đem trảm nguyệt kiếm thu hồi trong nhẫn chứa đồ đem nguyên bản cắm ở sơn cốc trong lòng đất hắc huyền kiếm thả lại sau lưng chính như lão hắc từng nói tại không có đột phá đến tạo hóa cảnh trước đó hắn vẫn là muốn dùng hắc huyền kiếm đến đối địch. Lần sau, trọng kiếm vô phong tam thức kiếm chiêu, này chính là phải phối hợp trọng kiếm mới có thể phát huy power. Trên lưng treo hắc huyền kiếm diệp thần phong, hắn hướng về bên trong sơn cốc nhà gỗ đi đến, bây giờ hắn chính là thứ thiệt ngũ phẩm luyện khí sư rồi, mà lão bạch cùng lão hắc vẫn cứ đang suy tư phá tan trận pháp phương thức. Hiện tại Diệp Thần Phong cũng có thể muốn tăng lên mình một chút luyện khí trình độ. Đi vào nhà gỗ Diệp Thần Phong hắn không câu nệ tiểu tiết trực tiếp ngồi ở trên mặt đất hắn chữ vật giới chỉ lóe lên một tôn màu đen lò thuốc nhất thời xuất hiện tại trước mặt hắn ngồi xếp bằng ngồi ở trên mặt đất diệp thần phong hắn cũng có lập tức bắt đầu chế thuốc trong lòng của hắn không khỏi nhớ tới vừa nãy lệ bằng thiên hòa lệ bằng vân sử dụng tù linh phù diệp thần phong cũng biết trên đất huyền giới có thể luyện chế linh phù nhân xưng chi vì phù sư bùa này sư cùng luyện dược sư Luyện khí sư là cùng một cái tính chất. Ban đầu ở thế tục dưới đáy biển có một chỗ cung điện. Lúc đó Diệp Thần Phong cùng Lâm Hân Di được truyền tống đến cung điện bên trong một chỗ kỳ quái trong phòng. Cũng chính là ở đằng kia nơi trong phòng, Âm Minh tông tống Xuân Mi bắt đi Lâm Hân Di. Hơn nữa còn đem Diệp Thần Phong xương cốt toàn thân cùng gân mạch đều làm cho đứt từng khúc rồi. May là ở đằng kia nơi trong phòng còn có một bình đan dược này mới khiến Diệp Thần Phong khôi phục lại. Ở đằng kia nơi cung điện trong phòng, ngoại trừ có một bình đan dược bên ngoài, còn có một khối thiết bài cùng một quyển tên là Bùa Chú Điển Tịch. Lão Bạch cùng Lão Hắc đã nói qua thế tục giới đáy biển chỗ kia cung điện lai lịch. Tại Lão Bạch cùng Lão Hắc thời đại kia, âm minh tông là cực kỳ nhân vật cường hán, lúc trước có một người thanh niên bị trục xuất âm minh tông, sau đó tên kia người trẻ tuổi dựa vào cố gắng của mình không ngừng tăng lên thực lực, hơn nữa tại phù sư lĩnh vực trả đã tới cảnh giới tối cao trí tôn phù sư. Căn cứ Lão Bạch cùng Lão Hắc từng nói, thế tục giới đáy biển cung điện chính là âm minh tông bí bảo. Loại này bí bảo cấp bậc đã tới nửa bước tiên khí, này nửa bước tiên khí cũng là tên kia được âm minh tông trục xuất đi tới người trẻ tuổi đánh cắp. Mà khối này thiết bài nhưng là khống chế cung điện chìa khóa. Đợi được Diệp Thần Phong có nhất định thực lực sau, là hắn có thể đủ thông qua thiết bài triệu hoán thế tục giới chỗ kia đáy biển cung điện rồi về phần quyền kia tên là bùa chú điển tịch này chính là tên kia đến chí tôn phù sư người tâm huyết cả đời ở đằng kia bản bùa chú trong biển tịch ghi lại các loại linh phù phương pháp luyện chế đồng thời trả ghi lại các loại kinh nghiệm hiện tại diệp thần phong đối phù sư là càng ngày càng cảm thấy hứng thú hắn nhớ rõ lão bạch cùng lão hắc đã nói yếu đến thần niệm cảnh mới có thể bước lên phù sư con đường, bởi vì linh phù là muốn lấy thần niệm lực lượng chế luyện. Diệp thần phong hiện tại đã là có thần niệm cảnh nhị trọng thiên đỉnh phong thực lực, hắn ở trong lòng hỏi, lão bạch, lão hắc, ta hiện tại có thể chính mình học khắc họa linh phù sao? Lão hắc giang vận thiên trực tiếp cự tuyệt nói, bây giờ còn chưa được. Lão bạch ngô phong dối rảnh nhưng là giải thích, tiểu gia hỏa, Ngươi hiện nay đã đồng thời bước lên luyện khí sư cùng luyện dược sư con đường rồi, nếu như ngươi bây giờ lập tức lại bước lên phù sư con đường, chuyện này đối với ngươi vô cùng bất lợi. Bất quá, chúng ta cũng không phản đối ngươi bước lên phù sư con đường, thế nhưng phải chờ ngươi đem luyện khí cùng chế thuốc chi thuật đều tăng lên tới lục phẩm thời điểm, ngươi mới có thể bắt đầu bước lên phù sư con đường rồi. Hiện tại ngươi nên thanh tinh lực đặt ở luyện khí cùng chế thuốc bên trên. Diệp Thần Phong cũng rõ ràng tham thì thâm đạo lý, hắn đang nghe lão Bạch mấy câu nói sau đó hắn từ từ thu hồi tâm thần, hắn trước mắt hay là trước trở thành lục phẩm luyện dược sư cùng lục phẩm luyện khí sư rồi hãy nói. Diệp Thần Phong đã có một quãng thời gian không có chế thuốc, hắn muốn trước tiên quen thuộc cảm giác quen thuộc cảm giác. Diệp Thần Phong bây giờ mới nhất phẩm luyện dược sư đẳng cấp, hắn muốn trước tiên luyện chế một ít nhất phẩm dưỡng linh đan cùng bổ linh đan đến hoạt động chỉnh trạng thái dưỡng linh đan chính là trợ giúp người tu luyện tăng cao tu vi bổ linh đan chính là bổ sung trong cơ thể linh khí diệp thần phong trong nhẫn chứa đồ nhiều nhất chính là linh thạch thượng phẩm cùng các loại linh thảo rồi hắn lúc trước nhưng là rời chống huyết hồn tộc bảo khố luyện chế dưỡng linh đan yêu cầu huyết tâm hoa ngàn linh thảo thiên mộc cỏ cùng hồi linh quả diệp thần phong chữ vật giới chỉ lóe lên một đống lớn luyện chế dưỡng linh đan linh thảo liền chất đầy bên cạnh hắn không gian diệp thần phong lật bàn tay một cái thanh viêm liền xuất hiện tại trong tay hắn sau đó ngón tay búng một cái thanh viêm nhất thời bay vào màu đen lò thuốc bên trong rồi diệp thần phong thuần thục đem luyện chế dưỡng linh đan linh thảo lần lượt ném vào màu đen trong dược đỉnh hắn không ngừng khống chế thanh viêm nhiệt độ diệp thần phong trước đó đã luyện chế qua rất nhiều lần dưỡng linh đan cùng bổ linh đan rồi hắn chỉ là nhờ vào đó luyện chế hai loại đan dược tìm đến cảm giác sau một ngày sơn cốc bên trong nhà gỗ trên mặt đất bày đầy trên trăm cái bình xứ tại đây chút bình xứ bên trong chứa đều là dưỡng linh đan cùng bổ linh đan mỗi một bình có sáu viên thuốc diệp thần phong chọn vẹn luyện chế ra một ngày một đêm hắn mới luyện chế được hơn trăm bình dưỡng linh đan cùng bổ linh đan toàn bộ bên trong nhà gỗ được đan hương vị cho tràn ngập đầy đang luyện chế xong hơn trăm bình dưỡng linh đan cùng bổ linh đan sau đó Diệp Thần Phong điều chỉnh đã đến chế thuốc trạng thái tốt nhất. Hắn nghỉ ngơi một lát sau, hắn ở trong lòng nói ra, Lão Bạch, ta có thể luyện chế nhị phẩm đan dược. Lão Bạch mở miệng nói, nhị phẩm đan dược bên trong khó khăn nhất luyện chế chính là dưỡng thần đan rồi. Này dưỡng thần đan chính là chuyên môn tăng lên thần niệm lực lược. Nếu như ngươi có thể luyện chế ra nhị phẩm đan dược bên trong khó khăn nhất luyện chế dưỡng thần đan, như vậy ngươi luyện chế còn lại nhị phẩm đan dược sẽ không có vấn đề, đến lúc đó ngươi cũng có thể có thể xưng là nhị phẩm luyện dược sư rồi. Tiểu gia hỏa, ta trước tiên ở ngươi trong đầu biểu diễn cho ngươi một lần, ngươi cho ta nhìn kỹ tốt mỗi một bước. Tại lão bạch biểu thị xong sau, diệp thần phong hít sâu một hơi, lại từ trong miệng chậm rãi phun ra ngoài, hắn yếu để cho mình tận lực tiến vào một loại không linh trạng thái, tại nhắm mắt điều chỉnh 10 giây đồng hồ sau, Diệp thần phong chậm rãi mở mắt ra, giờ khắc này, hai con mắt của hắn bên trong yên tĩnh một mảnh. Luyện chế nhị phẩm đan dược dưỡng thần đan yêu cầu kim mộc thảo, lưu thông máu hoa, thần hồn quả, ô lan cỏ cùng thiết xâm căn. Những linh thảo này diệp thần phong trong nhẫn chứa đổ đều có. Tại trong đầu quá rồi một lần luyện chế dưỡng thần đan quá trình sau đó diệp thần phong đem kim mộc có các loại năm loại linh thảo, lần lượt ném vào màu đen trong dược đỉnh, hắn thận trọng khống chế trong dược đỉnh thanh viêm thiêu đốt. Xì xì, một tiếng. Nhưng là cũng không lâu lắm sau đó trong dược đỉnh linh thảo trong nháy mắt biến thành cho tàn. Diệp thần phong lần thứ nhất luyện chế dưỡng thần đan cuối cùng đều là thất bại. Bất quá, Diệp thần phong cũng không phải một cái yêu thích người nhận thua. Hắn suy tư một chút vừa vặn phạm sai lầm ở nơi nào sau đó hắn lại bắt đầu lần thứ hai luyện chế. Theo thời gian trôi đi, này lần thứ hai luyện chế muốn so lần thứ nhất thuận lợi hơn nhiều, Diệp Thần Phong cẩn thận khống chế thanh viêm, trong dược đỉnh linh thảo đang chậm rãi dung hợp lại cùng nhau. Đại ước sau 20 phút, trong dược đỉnh bay ra khỏi một trận đan hương vị, trong dược đỉnh đan dược đã sơ cụ sổ hình. Nhưng Diệp Thần Phong vẫn là không dám khinh thường. Lại qua sau 5 phút, lò thuốc bên trong hào quang màu tím tránh qua, đan hương nước mũi diệp thần phong đem thanh viêm sau khi thu trở về chỉ thấy bên trong dược đỉnh an tĩnh nằm sáu viên màu tím đan dược đây chính là dưỡng thần đan rồi diệp thần phong luyện chế lần thứ hai liền luyện chế thành đây chính là nhị phẩm đan dược bên trong khó khăn nhất luyện chế một loại lão bạch ngô phong dỗi rảnh đối với cái này chỉ có thể cười khổ không thôi rồi diệp thần phong thiên phú khiến hắn cùng lão hắc đều líu lưỡi mấy ngày trước là lão hắc không ngừng bị đả kích Hiện tại bắt đầu lão bạch cũng bị Diệp Thần Phong đả kích. Dưỡng thần đan luyện chế thành công. Diệp Thần Phong thuận lợi thành là chân chính nhị phẩm luyện dược sư rồi. Chương 1515, trợn tròn mắt, không thể. Sau 3 ngày. Sơn cốc bên trong nhà gỗ. Trên mặt đất đã bày đầy hơn 200 bình sứ rồi, trừ đi hơn 100 cái bình sứ nội trang chính là dưỡng linh đan cùng bổ linh đan bên ngoài. Còn dư lại trên trăm cái bình xứ bên trong chứa đều là nhị phẩm đan dược dưỡng thần đan. Này nhị phẩm đan dược dưỡng thần đan muốn so nhất phẩm đan dược dưỡng linh đan cùng bổ linh đan khó mà luyện chế hơn nhiều. Luyện chế nhị phẩm đan dược tiêu hao linh khí, tinh lực cùng thần niệm lực lượng này đều phải so luyện chế nhất phẩm đan dược nhiều hơn mấy lần, huống chi dưỡng thần đan vẫn là nhị phẩm đỉnh cấp đan dược. Cho nên, Diệp Thần Phong chọn vẹn bỏ ra ba ngày. Hắn mới luyện chế được hơn trăm bình dưỡng thần đan Trải qua ba ngày nay không ngừng luyện chế Có thể nói hiện tại coi như là Diệp Thần Phong nhắm mắt lại Hắn hầu như đều có thể đem dưỡng thần đan thuần thuộc luyện chế ra đến rồi Diệp Thần Phong nuốt mấy viên dưỡng thần đan Hắn nhắm mắt nghỉ ngơi chốc lát Này dưỡng thần đan chính là tẩm bổ thần nghiệp Tại đem dưỡng thần đan nuốt vào bụng bên trong Sau đó lập tức có mấy cỗ dòng nước ấm hướng về Diệp Thần Phong nghi tâm thức hải hội tụ Diệp Thần Phong tiêu hao thần niệm lực lượng đang nhanh chóng khôi phục. Tại nuốt mấy viên dưỡng thần đan sau đó Diệp Thần Phong lại nuốt mấy viên bổ linh đan, trong cơ thể hắn tiêu hao linh khí cũng đang nhanh chóng được bổ sung. Không trách luyện dược sư loại này người địa vị cực kỳ cao thượng, có đan dược sau đó người tu luyện tại trong quá trình tu luyện liền biến được dễ dàng rất nhiều rất nhiều. Đợi đến Diệp Thần Phong mở mắt lần nữa sau, Diệp Thần Phong trải qua mấy ngày chế thuốc y phục trên người hắn tuy rằng trở nên bẩn thỉu rồi nhưng là tinh thần của hắn hoàn toàn khôi phục lại hắn chuẩn bị một hơi xung kích tam phẩm luyện dược sư rồi diệp thần phong trong miệng chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí sau hắn ở trong lòng hỏi lão bạch tam phẩm đan dược bên trong khó khăn nhất luyện chế là cái gì lão bạch ngô phong dỗi rảnh bất đắc dĩ lắc đầu nói ra tiểu ra hỏa Người vẫn đúng là dự định một hơi xung kích tam phẩm luyện dược sư à cũng được, người tên tiểu tử này thiên phú không thể dùng lẽ thường để phán đoán rồi, mấy ngày trước ngươi nhưng là một lần trở thành ngũ phẩm luyện khí sư. Lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh điều chỉnh một cái tâm tình sau đó hắn nói ra, tiểu gia hỏa, tam phẩm đan dược bên trong nhân vật hàng đầu chính là ngưng mạch đan. Nếu như ngươi có thể thành công luyện chế ra ngưng mạch đan, như vậy ngươi là có thể xưng là tam phẩm luyện dược sư rồi này ngưng mạch đan chính là là có thể cứng cỏi cùng mở rộng người tu luyện gân mạch coi như là niết bàn cảnh cường giả này ngưng mạch đan đối với bọn hắn cũng là có cực kỳ mạnh mẽ tác dụng bất quá theo ta được biết bây giờ địa huyền giới ngưng mạch đan đan phương đã sớm thất truyền địa huyền giới luyện dược sư căn bản luyện chế không ra ngưng mạch đan đến rồi mà ta nắm giữ ngưng mạch đan đan phương ta có thể cam đoan là đứng trên tất cả tiếp đó ta còn là đem luyện chế ngưng mạch đan phương pháp tại ngươi trong đầu biểu thị một lần, ngưng mạch đan muốn so dưỡng thần đan càng thêm khó mà luyện chế mấy lần, cho nên. Tiểu gia hỏa, ngươi nhất định phải cẩn thận xem trọng mỗi một bước, tại chế thuốc trong quá trình liền chút nào tranh lệch cũng không có thể có. Nói xong, lão bạch ngô phong dỗi rảnh liền ở diệp thần phong trong đầu biểu thị lên ngưng mạch đan phương pháp luyện chế diệp thần phong nhắm mắt lại đem lão bạch mỗi một cái động tác đều ghi vào trong đầu đợi được lão bạch biểu thị xong ngưng mạch đan phương pháp luyện chế sau diệp thần phong này mới mở hai mắt ra đến diệp thần phong tại trong đầu một lần lại một lần nhớ lại lão bạch thủ pháp thẳng đến đem một bộ này thủ pháp thông hiểu đạo lý sau đó hắn mới chuẩn bị bắt đầu luyện chế ngưng mạch đan này luyện chế ngưng mạch đan yêu cầu liên tai diệp xuyên tim thảo lam thảo đằng cùng quả chám hoa này bốn loại linh thảo theo luyện chế đan dược cấp bậc tăng lên, cần linh thảo đem càng ngày càng quý giá, tỉ như này bốn loại linh thảo bên trong quả chám hoa. Tại trình mảnh đất huyền giới cũng là cực kỳ hiếm thấy, đem quả chám hoa thả đang đấu giá chẳng bán đấu giá. Tuyệt đối sẽ đánh ra một cái kinh người giá trên trời tới. Bất quá, những này đối với Diệp Thần Phong tới nói căn bản cũng không phải là vấn đề, hắn trong nhẫn chứa đồ nhưng là nắm giữ toàn bộ huyết hồn tộc bảo khố, chỉ ít trước mắt mà nói huyết hồn tộc trong bảo khố thiên tài địa bảo đầy đủ diệp thần phong dùng. Luyện chế ngưng mạch đan bốn loại linh thảo, diệp thần phong trong nhẫn chứa đồ cũng đều có. Diệp thần phong trên ngón tay chữ vật giới chỉ lóe lên, một đại đầy luyện chế ngưng mạch đan linh thảo chỉnh tề chất đầy diệp thần phong bên cạnh. Ngón tay búng một cái, thanh viêm lần thứ hai bay vào màu đen lò thuốc bên trong. Căn cứ vừa vặn lão bạch ngô phong dỗi rảnh biểu thị, Diệp Thần Phong biết tại đây bốn loại linh thảo trong, lam thảo đằng cùng quả chám hoa nhất là khó mà xử lý. Nếu như thanh viêm nhiệt độ hơi có một tia một hào sai lệch, này lam thảo đằng cùng quả chám hoa liền sẽ lập tức hóa thành cho tàn. Diệp Thần Phong từ từ hít một hơi, hắn để cho mình tiến vào không linh trạng thái. Này không linh trạng thái chính là là một loại phảng phất cùng thiên nhiên hòa làm một thể trạng thái đặc thù. Cũng không biết Diệp Thần Phong tại khi nào thì bắt đầu hắn có thể tự do khống chế chính mình tiến vào không linh trạng thái rồi. Này không linh trạng thái bất kể là đối với luyện dược sư, vẫn là luyện khí sư cùng phù sư, đây đều là cực kỳ đáng quý. Tiến vào không linh trạng thái liền mang ý nghĩa, trong lòng đem lại không nửa điểm tạp niệm sẽ không bị chung quanh bất cứ sự vật gì ảnh hưởng đến, đang luyện chế đan dược, luyện chế vũ khí hoặc là chế tác linh phù thời điểm, tỷ lệ thành công đem tăng lên trên diện rộng. Tiến vào không linh trạng thái diệp thần phong, hắn liền trong đầu lão bạch cùng lão hắc trò chuyện thanh âm cũng không để ý đến. Lão hắc giang vận thiên thở dài nói, lão bạch, người nói tiểu tử này là đi cái gì số chó ngáp phải ruồi. Nhớ năm đó ta muốn tự do tiến vào không linh trạng thái, ta nhưng là bỏ ra thời gian mấy năm lĩnh ngộ mới có thể làm được. Lão bạch ngô phong dối rảnh cười nói, lão hắc, tên tiểu tử này càng là thiên tài, này đối với chúng ta mà nói càng có hy vọng. Hiện tại ta càng ngày càng khẳng định tương lai tên tiểu tử này sẽ giúp ta nhóm đạt thành tâm nguyện. Diệp Thần Phong căn bản không có nghe được lão Bạch cùng lão Hắc trò chuyện, giờ khắc này ở trong lòng hắn chỉ có hai chữ, cái kia chính là chế thuốc. Diệp Thần Phong không ngừng khống chế thanh viêm nhiệt độ. Hắn đầu tiên đem liên tai diệp hòa xuyên tim cỏ ném vào màu đen trong dược đỉnh. Này liên tai diệp hòa xuyên tim cỏ so sánh dễ dàng luyện chế, tại Diệp Thần Phong dưới sự khống chế, hai loại linh thảo rất nhanh đã hòa tan. Sau đó, Diệp Thần Phong lại đem lam thảo đằng cùng quả chám hoa ném vào trong dược đỉnh. Tại Diệp Thần Phong thận trọng dưới sự khống chế. Khởi điểm lam thảo đằng cùng quả chám hoa cũng thuận lợi đã hòa tan, khi này bốn loại linh thảo yếu dung hợp lại cùng nhau thời điểm. Hòa tan sau lam thảo đằng cùng quả chám hoa trở nên không ổn định lên. Diệp thần phong khống chế thanh viêm hơi chút sinh ra một tia cơ hồ có thể không cần tính sai lệch nhưng chính là như vậy một tia sai lệch. Xì xì, một tiếng. Màu đen trong dược đỉnh hòa tan sau linh thảo trong nháy mắt biến thành cho tàn. Lần thứ nhất luyện chế ngưng mạch đan thất bại. Sau đó, Diệp Thần Phong lại bắt đầu lần thứ hai luyện chế. Nhưng lần thứ hai luyện chế hay là bởi vì một tia sai lệch, màu đen trong dược đỉnh linh thảo biến thành cho tàn. Thẳng đến lần thứ bốn thời điểm, trải qua ba lần trước thất bại sau đó Diệp Thần Phong đem thanh viêm khống chế chính xác vạn phần. Bốn loại hóa thành chất lỏng linh thảo rốt cuộc đang chậm rãi dung hợp. Theo thời gian không ngừng chuyển rời. Bốn loại linh thảo sáp nhập thành một loại chất lỏng màu xanh. Diệp thần phong biết cửa ải khó khăn nhất đi qua, nhưng hắn hay là không dám thả lỏng. Ước chừng là sau 20 phút, màu đen trong dược đỉnh chất lỏng đã tạo thành đan dược hình dạng, từng luồng đan hương vị chậm rãi từ bên trong dược đỉnh bay ra. Hào quang màu xanh lấp lánh. Diệp thần phong đem thanh viêm thu hồi đan điền. Tại trong dược đỉnh lập tức hiện ra 6 viên tam phẩm ngưng mạch đan. Ngưng mạch đan luyện chế thành công, Diệp thần phong lại một lần thuận lợi thăng cấp thành tam phẩm luyện dược sư rồi. Về sau trong 5 ngày, Diệp thần phong lại luyện chế ra hơn trăm bình ngưng mạch đan, hắn đem ngưng mạch đan thủ pháp luyện chế cũng vận dụng thông thạo vô cùng. Tại thăng cấp thành tam phẩm luyện dược sư sau, Diệp Thần Phong không vội bắn vào tứ phẩm luyện dược sư rồi, hắn chuẩn bị nghỉ ngơi cho khỏe mấy ngày. Bởi trước đây không lâu tại luyện khí thời điểm mới vừa vặn đột phá, lần này Diệp Thần Phong linh khí tuy rằng cũng rất có tiêu hao, thế nhưng không có thể để thực lực của hắn lại tăng lên nữa. Bất quá, Diệp Thần Phong rõ ràng cảm giác được, hắn hẳn là không tốn thời gian dài liền có thể bước vào thần niệm cảnh tam trọng thiên tầng thứ. Ở bên ngoài thung lũng một mực trông coi đông hiểu Mỹ cùng đông thành phi. Hai người bọn họ tại đây mấy ngày bên trong, bọn hắn một mực ở bên ngoài thung lũng, bọn hắn đột nhiên nghe thấy được đan hương vị từ trong sơn cốc bay ra. Đông Thành Phi nói ra, tỷ, người nghe thấy đã tới chưa? Trong sơn cốc có một loại hương vị, ta muốn vào xem một chút lão đại ta đang làm gì tại đông thành bay đi vào sơn cốc thời điểm đông hiểu mỹ cũng đi vào sơn cốc trải qua diệp thần phong mấy ngày không ngừng chế thuốc trong sơn cốc cũng mơ hồ lượn lờ đan hương mùi loại này đan hương vị để đông hiểu mỹ cùng đông thành phi đều cực kỳ ngóng trông bọn hắn không tự chủ hướng về nhà gỗ đi đến khi bọn họ đi vào nhà gỗ nhìn thấy lò thuốc cùng với trên mặt đất mấy trăm bình đan dược lúc đông hiểu mỹ cùng đông thành phi hoàn toàn trợn tròn mắt Đông Thành Phi ấp a ấp úng nói ra, lão, lão đại, ngươi, ngươi vẫn là luyện dược sư. Đông hiểu Mỹ đôi mắt đẹp bên trong bắn ra ánh sáng khiếp sợ, người một mặt không dám tin tự nói, điều này sao có thể. Ngươi không chỉ là luyện khí sư, ngươi vẫn là luyện dược sư. Ở trên thế giới này như nào đây hội tồn tại người như ngươi. Chế thuốc cùng luyện khí đồng thời tu luyện, thuốc khí đồng tu. chương 1516, thiếu chủ vô địch sơn cốc bên trong nhà gỗ trong không khí an tĩnh chỉ còn dư lại tiếng hít thở rồi đông hiểu mỹ cùng đông thành phi dùng sức nháy mắt bọn hắn nỗ lực đi xác nhận trước mặt tình cảnh này có thể là ảo giác bởi vì trên đất huyền giới trong lịch sử căn bản cũng không có người có thể thuốc khí đồng tu thậm chí là từ viễn cổ thời đại cho tới bây giờ cái thời đại này cũng không ai có thể đồng thời chế thuốc cùng luyện khí dù sao luyện dược sư cùng luyện khí sư đều là cực kỳ tôn quý tồn tại, bất kể là yếu tại chế thuốc vẫn là luyện khí thượng đạt được thành tựu, này đều phải tốn phí to lớn tinh lực cùng thời gian. Chống trơn là nghiên cứu chế thuốc cùng luyện khí trong đó như thế, này nên muốn dùng suốt đời tinh lực đầu nhập vào, cho nên tại người bình thường mắt bên trong căn bản không ai có thể thuốc khí đồng tu. Nếu như Diệp Thần Phong vừa là luyện dược sư, lại là luyện khí sư sự tình trên đất huyền giới truyền ra lời nói hay là trên đất huyền giới người tu luyện trong mắt bọn hắn căn bản sẽ không tin tưởng chuyện này bọn hắn ngược lại sẽ cho rằng đây chính là một chuyện cười một cái cực kỳ buồn cười chuyện cười diệp thần phong từ trên mặt đất đứng lên hắn uốn éo nhúc nhích một chút cổ và eo hắn không nghĩ tới đông hiểu mỹ cùng đông thành phi sẽ đi tiến nhà gỗ đến dĩ nhiên đã bị phát hiện rồi như vậy diệp thần phong cũng không có cái gì tốt giấu giếm rồi hắn thuận miệng nói ra có cái gì kỳ quái đâu không sai ta còn là luyện dược sư khi nghe đến diệp thần phong chính mồm trả lời sau đó nguyên bản nằm ở trong khiếp sợ đông thành phi cùng đông hiểu mỹ hai người bọn họ trong cổ họng không hẹn mà cùng nuốt một cái nước bọt đông thành phi một mặt khích động nhìn chằm chằm diệp thần phong hỏi lão đại ngài là mấy phẩm luyện dược sư đông thành phi không tự chủ đối diệp thần phong dùng tới ngài cái này tôn kính gọi hô diệp thần phong có phần bất đắc dĩ nói của ta cấp bậc trả quá thấp mới tam phẩm luyện dược sư. Nghe được nửa câu đầu, Đông Hiểu Mỹ cùng Đông Thành Phi không khỏi thở phào nhẹ nhõm, mà nghe được nửa câu nói sau sau. Bọn hắn này đôi tỷ đệ suýt chút nữa được nước miếng của mình cho sặc chết. Tam phẩm luyện dược sư cấp bậc trả quá thấp. Cho dù Đông Hiểu Mỹ bọn hắn trô ở mấy ngàn năm địa huyền giới, thời điểm đó luyện dược sư trình độ hầu như cùng bây giờ địa huyền giới luyện dược sư trình độ như thế, khi đó cấp bậc cao nhất luyện dược sư cũng chỉ có tứ phẩm đông thành phi chậm trì hoãn thần hắn đang suy nghĩ phải hay không bây giờ địa huyền giới luyện dược sư trình độ tăng lên trên diện rộng thế là đông thành phi lại hỏi lão đại bây giờ địa huyền giới cấp bậc cao nhất luyện dược sư đến cái gì cấp bậc tại bây giờ địa huyền giới có thể đại biểu luyện khí sư trình độ phải là linh dược cốc rồi diệp thần phong đối linh dược cốc cũng là có chút hiểu rõ Hắn nói ra, bây giờ địa huyền giới cấp bậc cao nhất luyện dược sư hẳn là đã tới tứ phẩm đi. Bây giờ địa huyền giới luyện dược sư cao nhất trình độ cùng mấy ngàn năm trước địa huyền giới như thế. Nói cách khác tam phẩm luyện dược sư đã là cực kỳ nhân vật cường hãn rồi. Này làm cho Đông Thành Phi cùng Đông Hiểu Mỹ sắc mặt có phần đỏ lên, cổ họng của bọn hắn bên trong thật giống bị kẹt một cái xương cá như thế, sắc mặt lạnh lẽo Đông Hiểu Mỹ. Người không vui nói, Diệp Thần Phong ngươi là đang trêu chúng ta. Diệp thần phong tùy ý nhún nhún vai, hắn nhìn xem khí chất lạnh lẽo đông hiểu Mỹ, bình thản nói ra ta cũng không có cái này thời gian rảnh rỗi. Mục tiêu của ta là đến trí tôn luyện dược sư, tam phẩm này phẩm cấp dưới cái nhìn của ta vẫn là quá thấp rồi. Diệp thần phong, ngươi có phải hay không? Đông hiểu Mỹ vừa định muốn nói Diệp thần phong phải hay không quá tự đại. Nhưng nàng trong cổ họng lời nói nhất thời im bặt đi. Bởi vì đông hiểu Mỹ biết Diệp Thần Phong mới hơn 20 tuổi, nhưng hôm nay Diệp Thần Phong đã là ngũ phẩm luyện khí sư cùng tam phẩm luyện dược sư rồi. Cứ theo đà này, Diệp Thần Phong không chỉ có có thể trở thành trí tôn luyện dược sư, hắn còn có thể trở thành trí tôn luyện khí sư, đây là một cái khái niệm gì? Đông hiểu Mỹ cũng thực được chính mình trong đầu đột nhiên nhô ra ý nghĩ này sợ hết hồn, người đôi mắt đẹp kinh nghi bất định nhìn xem Diệp Thần Phong. Đông Thành Phi đã là một mặt sùng bái nhìn chầm chầm Diệp Thần Phong rồi. Hắn cảm giác Diệp Thần Phong quá châu tách ra rồi, kiểu như châu bò khiến hắn tâm cam tình nguyện trở thành Diệp Thần Phong tiểu đệ. Đông Thành Phi không có đông hiểu Mỹ nghĩ tới nhiều như vậy. Hắn có chút ngượng ngùng nói ra, lão đại, ngài, ngài có thể hay không cho ta mấy bình đan dược nếm thử. Đông Thành Phi cùng đông hiểu Mỹ này đôi tỷ đệ, bọn hắn đã nắm chắc ngàn năm không có dùng qua đan dược đừng nói là đan dược, tại bên trong tiểu thế giới này, tại này mấy ngàn năm bên trong, thân thể của bọn họ tuy rằng sẽ không giả nua, nhưng là bọn hắn thậm chí ngay cả một khối linh thạch hạ phẩm đều không có hấp thu quá rồi. Diệp thần phong lần này luyện chế ra mấy trăm bình đan dược, đưa cho đông thành phi hai bình cũng không sao cả, hắn chỉ vào nhất phẩm dưỡng linh đan cùng bổ linh đan, nói ra hai loại đan dược, người từng người nắm hai bình đi. Nghe vậy, Đông Thành Phi lập tức hung hăng nói, tạ ơn lão đại nhiều, tạ ơn lão đại nhiều. Đông Thành bay viền mắt đều có chút đỏ lên. Xem ra tại này mấy ngàn năm bên trong, Đông Thành Phi là thật sự sợ nghèo. Đông hiểu Mỹ mím môi thật chặt thủy nhuận môi, người ánh mắt nhìn Diệp Thần Phong, trên mặt nàng là một bộ muốn nói lại thôi biểu lộ. Đông hiểu Mỹ trong lòng cũng khát vọng đan dược, thế nhưng người trước đó thái độ đối với Diệp Thần Phong có phần không tốt. Lần sau, đông hiểu Mỹ tính cách trời sinh chính là lạnh lẽo loại hình. Diệp thần phong tự nhiên nhìn ra đông hiểu Mỹ tâm tư rồi, trong lòng của hắn đột nhiên sinh ra một cái trêu đùa đông hiểu Mỹ phương pháp xử lý, hắn nói ra, làm sao? Người cũng muốn đan dược, tiếng kêu tốt, ca ca tới nghe một chút, người là có thể lấy đi một bình đan dược. Đông hiểu Mỹ khi nghe đến Diệp Thần Phong lời nói sau, sắc mặt của nàng trở nên càng thêm lạnh như băng. Mà khi đông hiểu Mỹ xem đến mặt đất thượng từng bình đan dược sau, trên mặt nàng lại lộ ra do dự không quyết định biểu lộ đến. Mấy ngàn năm không có dùng qua đan dược, đan dược này sức hấp dẫn, liền ngay cả đông hiểu Mỹ như vậy núi băng Mỹ nhân cũng không cách nào chống đỡ. Đông hiểu Mỹ nội tâm đang giấy ruộ chỉ chốc lát sau, người lạnh như băng hô, được. KK, xem ra đông hiểu Mỹ cũng là sợ nghèo. Tại hô xong Diệp Thần Phong sau đó Đông Hiểu Mỹ lập tức từ trên mặt đất cầm lên một bình dưỡng linh đan. Đông Hiểu Mỹ con người đột nhiên sáng ngời, người lại hô, được, ca ca. Sau đó, nàng nói nói, người cũng không có quy định ta chỉ có thể hô một tiếng, cho nên, ta hô một tiếng, ta là có thể nắm một bình đan dược. Được, ca ca. Được, ca ca. Đông Hiểu Mỹ một tiếng một tiếng hô hơn nữa hồ hồ thanh âm của nàng cũng không lại lạnh như băng, người khuôn mặt lộ ra cực kỳ nụ cười vui vẻ đến. Diệp thần phong là trợn to hai mắt. Đây là núi băng Mỹ nhân đông hiểu Mỹ sao? Này đông hiểu Mỹ có còn hay không tiết? Thao, chuyện này quả thật quá thảo đản nữa à? Tại đông hiểu Mỹ nhìn thấy Diệp thần phong cùng đông thành phi đều nhìn của nàng thời điểm, người lạnh lẽo trên mặt hiện lên hai bôi đỏ ửng người tại cầm năm bình dưỡng linh đan cùng năm bình bổ linh đan sau đó người cuối cùng là có chút ngượng ngùng dừng tay đêm đông biển vu phong giang cùng vu phong chỉ ba người này bọn hắn cũng có trả mấy ngày chưa có tới sơn cốc giờ khắc này đêm đông biển các loại ba người đi tới bên ngoài sơn cốc đêm đông biển nói ra nếu diệp huynh đệ chính là là tổ tiên trong dự ngôn người kia như vậy chúng ta hải tộc về sau liền muốn trung thành với hắn hắn chính là của chúng ta hải tộc thiếu chủ rồi phu phong giang gật đầu nói tộc trưởng người nói rất đúng bất quá chúng ta chả nhất định muốn quan sát quan sát diệp huynh đệ nhân phẩm cùng những phương diện khác đến lúc đó chúng ta lại hướng hắn cho thấy thái độ phu phong chỉ cũng nói đúng vậy tộc trưởng dẫn dắt chúng ta hải tộc người tuyệt đối không thể mã hổ việc vừa nói đêm đông biển đám người vừa đi tiến vào sơn cốc khi bọn họ đi vào sơn cốc thời điểm ba người bọn họ cũng nghe thấy được nhất cổ đan hương vị đêm đông biển đám người lập tức đi vào sơn cốc nhà gỗ làm ba người bọn họ nhìn thấy bên trong nhà gỗ màu đen lò thuốc xem đến mặt đất thượng từng bình đan dược lúc ba người bọn họ cũng hoàn toàn bị dại ra đông thành phi lập tức đối đêm đông biển ba người giải thích lên làm đêm đông biển ba người nghe được diệp thần phong vẫn là tam phẩm luyện dược sư hơn nữa bây giờ địa huyền giới cấp bậc cao nhất luyện dược sư cũng chỉ là tứ phẩm thời điểm đêm đông biển ba người cũng hoàn toàn không bình tĩnh rồi Đêm đông biển ba người hiểu thêm ngũ phẩm luyện khí sư cùng tam phẩm luyện dược sư đều hội tụ tại diệp thần phong trên người, này trong đó ý vị như thế nào? Tại đêm đông biển ba người trong mắt, hơn 20 tuổi diệp thần phong, tương lai tuyệt đối có hy vọng trở thành song tôn. Chí tôn luyện dược sư cùng chí tôn luyện khí sư, vừa vặn ở bên ngoài thung lũng đêm đông biển ba người chả đang suy nghĩ yếu qua một thời gian ngắn mới đối diệp thần phong tỏ thái độ nhưng hiện tại bọn hắn là triệt để tán đồng Diệp Thần Phong rồi, không riêng gì hải tộc tổ tiên tiên đoán, còn có Diệp Thần Phong là thuốc khí đồng tu. Này làm cho đêm đông biển đám người nhận thức Diệp Thần Phong vì thiếu chủ, bọn hắn cũng cảm thấy không có gì mất mặt, bọn hắn tin tưởng tương lai Diệp Thần Phong tuyệt đối có thể trưởng thành đến một cái cực kỳ đáng sợ độ cao. Tại Diệp Thần Phong chưa hề hoàn toàn trưởng thành lúc thức dậy, đêm đông biển đám người liền theo Diệp Thần Phong, đây là thời cơ tốt nhất. Đêm đông biển, vu phong giang cùng vu phong chỉ ba người này liếc nhau một cái sau, bọn hắn không hẹn mà cùng hướng về diệp thần phong không người chào, hô thiếu chủ vô địch. Này làm cho một bên đông hiểu Mỹ cùng đông thành phi sững sở rồi. Mà Diệp Thần Phong cũng một mặt nghi hoặc nhìn đêm đông biển ba người. chương 1517, Trung phẩm bảo khí. Đêm đông biển đang nhìn đến Diệp Thần Phong nghi ngờ trên mặt sau đó hắn lập tức giải thích, thiếu chủ, căn cứ ta hải tộc tổ tiên tiên đoán, tên kia có thể dẫn dắt chúng ta lại thấy ánh mặt trời người. Hắn đồng dạng có thể làm cho chúng ta hải tộc một lần nữa cường thịnh lên, chỉ cần chúng ta hải tộc nguyện ý theo hắn. Mà thiếu chủ ngươi chính là chúng ta tổ tiên tiên đoán người kia, mà ta cũng xưa nay chưa từng nghe nói có ai có thể thuốc khí đồng tu, ta hiện tại 10.000 cái tin tưởng. Thiếu chủ hội giống chúng ta tổ tiên tiên đoán như vậy, chỉ cần chúng ta đi theo thiếu chủ ngươi, Thiếu chủ ngươi tại tương lai nhất định có thể để cho chúng ta hải tộc khôi phục năm đó phồn vinh. Đây chính là chúng ta xưng hô ngươi vì thiếu chủ nguyên nhân, chúng ta nguyện ý đi theo thiếu chủ ngươi, không biết thiếu chủ ngươi có nguyện ý hay không tiếp nhận chúng ta. Diệp Thần Phong khi nghe đến đêm Đông Biển giải thích sau đó hắn trầm tư chốc lát, có lão Bạch cùng lão Hắc tại, nơi này trận pháp sớm muộn hội phá vỡ, nơi này hải tộc người cũng sớm muộn hội lại thấy ánh mặt trời. Hiện tại Diệp Thần Phong trong tay thiếu hụt nhất liền là thế lực của mình, hắn khai sáng Diệp Môn bây giờ còn quá yếu, này hải tộc ngược lại là nhất cổ không kém thế lực, tối thiểu đêm đông biển, vu phong giang cùng vu phong chỉ đều là nhất bàn cảnh cao thủ. Đã trầm mặc chỉ chốc lát sau, Diệp Thần Phong nhìn chầm chầm đêm đông biển đám người, hỏi các người thật sự nguyện ý đi theo ta. Đêm đông biển thấy Diệp Thần Phong tùng khẩu, hắn lập tức nói ra, thiếu chủ, chúng ta nguyện ý đi theo ngươi, cái này cũng là chúng ta tổ tiên ý tứ, mà chúng ta cũng đã được kiến thức thiếu chủ năng lực của ngươi, thiếu chủ ngươi đủ tư cách dẫn dắt chúng ta thần hải tộc rồi." Vu Phong Giang cùng Vu Phong chỉ hai cái này lão đầu, bọn hắn cũng dồn dập gật đầu, nói ra, "Thiếu chủ, chúng ta đều nguyện ý đi theo ngươi." Diệp Thần Phong thấy đêm đông biển đám người thái độ thành khẩn, hắn biết đây cũng là đêm đông biển đám người phát ra từ nội tâm ý nguyện. Thế là, Diệp Thần Phong liền khoát tay áo một cái, nói ra được các ngươi đã nguyện ý đi theo ta như vậy ta cũng không làm kiêu thấy diệp thần phong đồng ý đêm đông biển lập tức đối với một bên đông hiểu mỹ cùng đông thành bay nói ra hai người các ngươi còn không mau tới bái kiến thiếu chủ không nghĩ tới mới một hồi thời gian diệp thần phong liền biến thành hải tộc thiếu chủ này làm cho đông hiểu mỹ cùng đông thành phi có phần phản ứng không kịp đông thành phi không dám vi phạm chính mình mệnh lệnh của phụ thân hắn cung kính đối với Diệp Thần Phong, nói ra, thiếu chủ, về sau ta có thể hay không đủ vẫn cứ gọi lão đại ngươi. Diệp Thần Phong đối với xưng hô ngược lại là không sao cả. Hắn nói ra, cái này tùy ngươi, ta không có ý kiến. Ngược lại, Diệp Thần Phong lại nhìn xem có phần xứng sở đông hiểu Mỹ, cười nói, ngươi về sau cũng có thể không cần gọi thiếu chủ của ta. Ngươi vẫn cứ có thể gọi ta tốt, ca ca. Đông hiểu Mỹ nghe vậy, người trắng nón lạnh lẽo trên mặt một trận đỏ bừng. Diệp thần phong cũng không lại đi trêu đùa đông hiểu Mỹ rồi, hắn đem tam phẩm ngưng mạch đan phân biệt cho đêm đông biển, vu phong giang cùng vu phong chỉ năm bình. Này ngưng mạch đan đối niết bàn cảnh cường giả cũng là có phi thường trợ giúp cực lớn, này ngưng mạch đan tác dụng là cứng cỏi cùng mở rộng gân mạch. Gân mạch càng cứng cỏi, càng trắng kiện, linh khí dòng sông tại trong gân mạch liền lưu thông càng nhanh chóng hơn. Linh khí dòng sông vận chuyển tốc độ, điều này đại biểu thực lực tăng lên tốc độ. Tại trong quá trình tu luyện, linh khí dòng sông vận chuyển càng nhanh, thực lực tự nhiên tăng lên càng nhanh rồi. Cho nên, này ngưng mạch đan đối với Niết Bàn cảnh cường giả sức hấp dẫn cũng là cực lớn. Đêm Đông Biển ba người khi biết Diệp Thần Phong đưa cho bọn họ chính là ngưng mạch đan, sau đó bọn hắn rồi hướng Diệp Thần Phong là một trận cảm tạ bọn hắn càng ngày càng tin tưởng chính mình lựa chọn tuyệt đối là chính xác rồi. Thời gian nhanh chóng trôi qua. Rất nhanh, hải tộc trăm năm thịnh hội tháng ngày liền đi tới rồi. Trong những ngày qua, Lão Bạch cùng Lão Hắc đang không ngừng nghiên cứu phá tan trận pháp phương thức mà Diệp Thần Phong cũng đang củng cố của mình luyện khí cùng chế thuốc trình độ. Diệp Thần Phong đã từ Lão Bạch nơi đó hầu như hiểu được hết thảy nhất phẩm đến tam phẩm đan dược đan phương rồi, những này đan phương hiện tại Diệp Thần Phong gần như có thể đọc lau lau rồi. Hải tộc trăm năm thịnh hội cử hành địa phương tại tiểu thế giới này mặt phía bắc. Tại mặt phía bắc có một mảnh to lớn quảng trường, nơi đó chính là cử hành mỗi một lần trăm năm thịnh hội địa phương. Hải tộc trăm năm thịnh hội, mỗi một gã hải tộc thành viên đều phải yếu tham gia, nguyên bản đêm đông biển cũng mời Diệp Thần Phong. Bất quá, cuối cùng được Diệp Thần Phong thoái thác rồi diệp thần phong còn muốn mượn cơ hội này đi một chuyến lúc trước giết chết lệ bằng thiên hòa lệ bằng vân mảnh kia bình địa hắn muốn hảo hảo đi dò xét cha một chút cái cỗ này đối với hắn sinh ra triệu hoán lực lượng đến cùng phải hay không đến từ chính mảnh kia bình địa phía dưới thời gian cũng không còn nhiều lắm rồi diệp thần phong tính toán hiện tại hải tộc thịnh hội hẳn là bắt đầu tại lệ nghiêm sơn trên địa bàn hẳn là cũng không có ai rồi thế là diệp thần phong liền đi ra sơn cốc bên trong thân thể linh khí hướng về trên lưng hội tụ. Hai con màu xanh ra trời linh khí vũ rực nhất thời từ Diệp Thần Phong sau lưng mở rộng ra, hắn lập tức hướng về mảnh kia bình địa bay đi. Một đường bay nhanh, Diệp Thần Phong tại đến mảnh kia bình địa bầu trời sau, thân thể của hắn một cái lao xuống, tại sắp tới gần mặt đất thời điểm, sau lưng của hắn linh khí vũ rực thu hồi trong cơ thể, hai chân vững vàng đứng ở bình trên mặt đất trên lưng treo hắc huyền kiếm Diệp Thần Phong, hắn ngồi xổm người xuống, dùng bàn tay đặt tại bình trên mặt đất, hắn tập trung cao độ cảm ứng, nhưng lúc trước cái cỗ này triệu hoán lực lượng thật giống căn bản không tồn tại như thế. Chính lúc Diệp Thần Phong khẽ cao mày thời điểm, cái cỗ này đối với Diệp Thần Phong có ảnh hưởng triệu hoán lực lượng, trong khoảnh khắc từ trong lòng đất dâng lên ầm ầm. Này làm cho Diệp Thần Phong một cái không đứng vững, suýt chút nữa thân thể trực tiếp nằm nhòi tại bình trên mặt đất khoảng cách gần như vậy cảm nhận được cái cỗ này triệu hoán lực lượng này triệu hoán lực lượng cường độ càng phát lợi hại hầu như muốn đem diệp thần phong trực tiếp kéo vào trong lòng đất diệp thần phong ổn ổn tâm thần từ vừa mới bắt đầu hắn có thể đủ đi tới nơi này mảnh hải tộc bên trong tiểu thế giới phần lớn nguyên nhân phải là này cỗ triệu hoán lực lượng trước mắt triệu hoán lực lượng đáp án liền muốn mở ra diệp thần phong đương nhiên muốn tìm tòi hư thực được rồi bên trong thân thể khí thế phun trào. Song quyền bên trên được một tầng linh khí cho bao trùm rồi. Âm, 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 âm. Diệp thần phong từng quyền từng quyền đánh vào bình trên mặt đất, hắn yếu hướng về bình địa phía dưới đập ra một con đường đến. Bụi bắm tứ tán, vang trầm âm thanh không dứt bên tai. Bình địa đang nhanh chóng đi xuống ao hám, ước chừng nện có sau 10 phút. Tại bình dưới mặt đất lại bị đập ra một cái đen ngòm lối vào, loáng thoáng vẫn có thể nhìn thấy từng cái từng cái cầu thang. Diệp thần phong do dự hai giây sau đó hắn vẫn là đi vào vào trong miệng. Này cầu thang là một đường đi xuống, chu vi hết sức đen nhánh. Diệp thần phong một bên tăng cao cảnh giác, một bên theo cầu thang đi xuống, càng đi xuống, cái cỗ này đối diệp thần phong triệu hoán lực lượng liền càng thêm cường hãn. Đi ước chừng sau 5 phút, cái cỗ này triệu hoán lực lượng đột nhiên mấy chục lần tăng lên bất thình lình biến hóa để diệp thần phong liền một điểm chuẩn bị tâm tư cũng không có diệp thần phong thân thể bay lơ lửng lên trời hắn được này cố triệu hoán lực lượng không ngừng hướng về dưới đất nắm kéo lỗ tai bên là trói tai vù vù tiếng gió triệu hoán lực lượng lôi kéo diệp thần phong cực kỳ nhanh chóng từng đợt kình phong khiến hắn không mở mắt ra được đến âm uhm, một tiếng diệp thần phong thân thể ăn một lần đau nhức hắn cảm giác mình mất rơi đến trên mặt đất. Làm Diệp Thần Phong chậm rãi mở mắt thời điểm, hắn phát hiện mình đang ở một chỗ dưới nền đất trong hang động. Sau lưng của hắn là một cái đi lên thông. Nói, hắn phải là từ cái lối đi này bên trong được lôi kéo tới đây. Diệp Thần Phong đứng lên, ánh mắt của hắn như ngừng lại phía trước xa 20 mét địa phương. Chỉ thấy nơi đó có một cái ao nước to lớn. Trong ao nước tràn đầy màu xanh ra trời nước biển, tại cái ao chính giữa giữa có một cây cột, tại cây cột đỉnh cao nhất nâng một viên hạt châu màu xanh lam. Trong ao nước biển không ngừng theo cây cột một mực kéo dài hướng về hạt châu màu xanh lam, sau đó, nước biển lại từ hạt châu màu xanh lam một bên khác lướt xuống tiến trong hồ. Như thế tạo thành một cái tuần hoàn. Diệp thần phong bây giờ có thể khẳng định đối với hắn sinh ra triệu hoán lực lượng, chính là viên này hạt châu màu xanh lam. Tiểu gia hỏa, số người cũng may, căn cứ ta cùng lão hắc cảm ứng, viên này hạt châu màu xanh lam hẳn là trung phẩm bảo khí. Lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh thanh âm tại Diệp Thần Phong trong đầu vang lên. Nghe vậy, Diệp Thần Phong hơi sững sờ. Trung phẩm bảo khí yếu bát phẩm luyện khí sư mới có thể luyện chế ra tới, hơn nữa luyện chế tỷ lệ thành công cũng không phải là 100%. Trên đất huyền giới cấp bậc cao nhất luyện khí sư cũng chỉ có lục phẩm, rất bao lớn trong tông môn đều không có bảo khí, chỉ có một số ít đỉnh cấp trong tông môn, bọn hắn mới đưa tổ tiên lưu lại bảo khí truyền thừa xuống. Bất quá, địa huyền giới những kia nắm giữ bảo khí đỉnh cấp tông môn, bọn hắn đại thể cũng chỉ là nắm giữ hạ phẩm bảo khí mà thôi. Nếu có một cái trung phẩm bảo khí trên đất huyền giới xuất hiện, như vậy hầu như khẳng định có thể gây nên một hồi tinh phong huyết vũ rồi. Chương 1518, luyện hóa đột phá, dưới nền đất hang động bên trong. Bốn phía có vẻ cực kỳ u tính. Tại Diệp Thần Phong từ Lão Bạch trong miệng biết được viên kia hạt châu màu xanh lam chính là trung phẩm bảo khí sau. Diệp Thần Phong ánh mắt liền cẩn thận quan sát này viên hạt châu màu xanh lam. Chỉ thấy viên kia hạt châu màu xanh lam có người trưởng thành to bằng nắm tay, chỉnh hạt châu tản ra nhàn nhạt ánh sáng màu lam tại hạt châu chi bên trên có khắc họa một đầu trông rất sống động thủy kỳ lân, phảng phất đầu kia thủy kỳ lân bất cứ lúc nào cũng sẽ từ trong hạt châu nhảy ra đến. Viên này hạt châu màu xanh lam mặc dù là trung phẩm bảo khí, nhưng Diệp Thần Phong chả là có chút nghĩ không ra, cho dù là trung phẩm bảo khí, cũng không nên nhưng có thể chủ động đối Diệp Thần Phong sản sinh triệu hoán lực lượng. Chính lúc Diệp Thần Phong trầm tư thời khắc, viên kia hạt châu màu xanh lam thượng ánh sáng tăng mạnh, cực kỳ chói mắt ánh sáng màu lam đem toàn bộ hang động đều lấp đầy. Đợi đến ánh sáng màu lam tản đi sau. Tại hạt châu màu xanh lam phía trên nổi lơ lửng một tia tàn ảnh. Một cái sợi tàn ảnh chính là một cái đã có tuổi lão đầu, hắn mặc trên người một kiện trường sam màu trắng, một mặt hòa ái nhìn xem Diệp Thần Phong, âm thanh có phần khản giọng nói ta cuối cùng là chờ được ngươi a hát. Diệp Thần Phong đang nhìn đến một cái sợi tàn ảnh sau đó hắn trong nháy mắt đề cao cảnh giác, bên trong thân thể bất cứ lúc nào đều chuẩn bị tướng khí thế tăng lên. Cái kia một tia tàn hồn lão đầu, trên mặt hắn khẽ mỉm cười nói, người trẻ tuổi, không dùng tới như thế phòng bị lão đầu tử ta, ta hiện tại chỉ là một sợi yếu ớt tàn hồn mà thôi, tại đem một ít chuyện nói cho người biết sau đó ta đây một tia tàn hồn cũng sẽ biến mất ở trong thiên địa. Cái kia một tia tàn hồn lão đầu, hắn cũng không hề cho diệp thần phong nói chuyện thời gian hắn tiếp tục nói người trẻ tuổi ta chính là hải tộc tổ tiên năm đó ta tinh thông bói toán cùng số tử vi chi thuật mấy ngàn năm trước tại hải tộc đối mặt diệt phong thời điểm ta cùng còn lại mấy vị hải tộc tổ tiên dưới đáy biển phong ấn ra một vùng không gian hơn nữa ta lợi dụng bói toán cùng số tử vi chi thuật đoán được tại mấy ngàn năm về sau hội có một người đến giải cứu chúng ta hải tộc người này phải là ngươi rồi ta đối với mình bói toán cùng số tử vi chi thuật phi thường có tự tin thực lực của ngươi bây giờ tuy rằng trả rất yếu nhưng tương lai ngươi tuyệt đối có thể làm cho chúng ta hải tộc tái hiện phồn vinh mà làm một cái giá lớn chúng ta hải tộc cũng sẽ vĩnh viễn đi theo ngươi ta nghĩ ngươi khẳng định sẽ không thua thiệt diệp thần phong nghe thế tản hồn lời của lão đầu sau hắn hơi chút đã thả lỏng một chút chính lúc hắn cần nói hỏi thời điểm cái kia tàn hồn lão đầu, hắn lại một lần dành nói trước, người trẻ tuổi, thời gian của ta không nhiều lắm. Người trước hãy nghe ta nói nói hết lời đi, tại ta đem tất cả mọi chuyện sau khi nói xong, người tự nhiên sẽ đã minh bạch. Trước người cảm nhận được cái cỗ này triệu hoán lực lượng, xác thực đến từ chính ta, ta là lợi dụng viên này Thủy Linh Châu mới có thể đối với người sản sinh triệu hoán. Viên này Thủy Linh Châu chính là trung phẩm bảo khí, đồng dạng cũng là mỗi một nhiệm thân phận của hải tộc tộc trưởng tượng trưng. Phàm là tại hải tộc ra đời người, bọn hắn một tia tinh hồn cũng sẽ bị Thủy Linh Châu cho hấp thu, này mấy ngàn năm Thủy Linh Châu một mực nơi này, nhưng ở này mấy ngàn trong năm ra đời người, bọn hắn một tia tinh hồn vẫn là sẽ chủ động phiêu tới nơi này. Có viên này Thủy Linh Châu sau, ngươi là có thể hoàn toàn nắm giữ hải tộc mỗi người tánh mạng, hải tộc tất cả mọi người một tia tinh hồn đều bị giam cầm ở Thủy Linh Châu bên trong chỉ cần ngươi đem thủy linh châu đã luyện hóa được sau. Chỉ cần ngươi một ý nghĩ, ngươi là có thể để bất luận cái nào hải tộc người linh hồn hủy diệt, bao quát niết bàn cảnh hải tộc cường giả cũng là như thế. Diệp thần phong khi nghe đến thủy linh châu tác dụng sau, hắn sắc mặt khẽ thay đổi, hỏi hắn, ta cũng không phải hải tộc người, ngươi đem thủy linh châu giao cho ta, lẽ nào ngươi sẽ không sợ hải tộc hủy ở trên tay của ta sao? Cái kia tàn hồn lão đầu, hắn cực kỳ tự tin gật gật đầu, nói ra, người trẻ tuổi, ta đã nói qua, ta đối với mình bói toán cùng số tử vi chi thuật cực kỳ có lòng tin, hiện tại ta lại nhìn thấy bản thân ngươi rồi, vậy ta thì càng thêm yên tâm. Lão đầu ta vẫn còn có chút nhãn lực, từ gương mặt ngươi cùng với ngươi hết thảy nhất cử nhất động trong, ta lại cho ngươi bói toán một lần, ngươi cũng không phải một cái vòng ân phụ nghĩa người. Cái kia tàn hồn lão đầu thân ảnh đang trở nên càng ngày càng mơ hồ, tiếng nói của hắn cũng biến thành thấp xuống người trẻ tuổi, ta muốn không có thời gian rồi, kỳ thực này Thủy Linh Châu tổng cộng có bốn viên, mặt khác ba viên Thủy Linh Châu đã mất tích mấy vạn năm rồi, nếu như ngươi có thể tìm tới mặt khác ba viên Thủy Linh Châu, đem bốn viên Thủy Linh Châu cùng tiến tới lời nói. Cái kia bốn viên Thủy Linh Châu hội hợp cũng thành một viên Thiên Linh Châu, này Thiên Linh Châu đủ để xưng là nửa bước tiên khí rồi. Người trẻ tuổi, người trẻ tuổi. Cái kia tàn hồn lão đầu thân ảnh trở nên càng ngày càng bạc nhược, thẳng đến cuối cùng hoàn toàn biến mất ở trong không khí. Tập hợp 4 viên thủy linh châu. Nửa bước tiên khí thiên linh châu. Nếu như có thể tập hợp 4 viên thủy linh châu sáp nhập thành thiên linh châu, như vậy này thiên linh châu cấp bậc, chẳng phải là cùng thế tục giới chỗ kia đáy biển cung điện cấp bậc giống nhau. Cái kia đáy biển cung điện đồng dạng cũng là nửa bước tiên khí. Tiểu gia hỏa, người hay là trước đã luyện hóa được viên này thủy linh châu rồi hãy nói lão bạch ngô phong dỗi rảnh nhắc nhở nghe vậy diệp thần phong trước tiên những chuyện khác tạm thời ném ra sau đầu rồi ánh mắt của hắn lần thứ hai tập trung đến thủy linh châu bên trên bàn tay phải hướng về thủy linh châu vươn ra ngoài từ diệp thần phong bàn tay phải bên trong nhất thời tạo thành nhất cổ sức hút được cây cột nắm ở giữa không trung thủy linh châu nhận được sức hút ảnh hưởng sau đó viên kia nắm tay lớn nhỏ thủy linh châu hướng về diệp thần phong bay qua cuối cùng được Diệp Thần Phong cho vững vàng nâng ở trong bàn tay. Tại bàn tay phải nâng đỡ Thủy Linh Châu sau. Nhất cổ Thủy Nhuận sức mạnh nhanh chóng tại Diệp Thần Phong trên bàn tay khuếch tán ra, này cổ Thủy Nhuận sức mạnh trong nháy mắt xâm nhập Diệp Thần Phong trong cơ thể, nỗ lực muốn đem Diệp Thần Phong ngũ tạng lục phủ cho chấn vỡ. Lão Bạch vội vàng nói, tiểu gia hỏa, hiện tại lập tức bắt đầu luyện hóa Thủy Linh Châu, bằng không ngươi sẽ bị Thủy Linh Châu cho đã luyện hóa được, dùng bên trong cơ thể ngươi linh khí cùng thần niệm lực lượng đi bao vây lấy thủy linh châu khi nghe đến lão bạch ngô phong dỗi rảnh nhắc nhở sau đó diệp thần phong không chút do dự đã vận hành lên trong gân mạch linh khí dòng sông tinh khiết linh khí từ diệp thần phong trong cơ thể tuôn ra trong nháy mắt đem chọn viên thủy linh châu cho bao trùm rồi tại linh khí đem thủy linh châu bao vây sau diệp thần phong nghi tâm thức hải hơi động hắn cái kia màu trắng cùng màu đen thức hải lập tức bắt đầu lăn lộn từng luồng thần niệm lực lượng từ mi tâm lộ ra giống như linh khí đem thủy linh châu cho bao vây lại tại linh khí cùng thần niệm lực lượng bao vây lấy thủy linh châu sau cả viên thủy linh châu rung động chuyển động nó nỗ lực muốn muốn xông ra linh khí cùng thần niệm lực lượng bao vây diệp thần phong cũng tăng nhanh linh khí cùng thần niệm lực lượng tỏa ra Thủy Linh Châu tại phát hiện không cách nào phá tan linh khí cùng thần niệm lực lượng bao vây sau, nó đem cuồn cuộn không đoạn nước năng lượng trùng kích Diệp Thần Phong thân thể. Cảnh này khiến Diệp Thần Phong lông mày chăm chú nhân lại, trong miệng hàm răng cũng lập tức cắn đóng lại. Nước này năng lượng không ngừng xung kích, để Diệp Thần Phong cảm giác cả người xương cốt cùng nội tạng đều phải bị hướng nát. Từng đợt đau đớn kích thích Diệp Thần Phong mỗi một cái thần kinh não bộ, coi như diệp thần phong yếu không thể chịu đựng nước năng lượng xung kích lúc. Hắn trong gân mạch hai cái linh khí dòng sông đồng thời vận chuyển, trong đó một cái linh khí dòng sông là thuộc về thần huyết quyết rồi, một. Khác đầu linh khí dòng sông là thuộc về ma thiên quyết. Theo, trong gân mạch hai cái linh khí dòng sông đồng thời vận chuyển. Từng trận cực kỳ đau đớn kịch liệt giảm bớt không ít, hơn nữa diệp thần phong thân thể lại có thể hấp thu nước này năng lượng rồi. Hai cái linh khí dòng sông lao nhanh vạn phần. Thủy linh châu nhảy vào Diệp Thần Phong trong cơ thể nước năng lượng, đang nhanh chóng bị Diệp Thần Phong cắn nuốt. Diệp Thần Phong trong cơ thể khí thế trong nháy mắt đi lên kéo lên. Nguyên bản vốn đã có đột phá đến thần niệm cảnh tam trọng thiên dấu hiệu rồi. Đang hấp thu nước này năng lượng sau, Diệp Thần Phong trong nháy mắt phá tan thần niệm cảnh nhị trọng thiên đỉnh phong lá chắn, thực lực thuận lợi khóa nhập thần niệm cảnh tam trọng thiên sơ kỳ. Thủy Linh Châu phảng phất cảm thấy Diệp Thần Phong đang hấp thu nước của nó năng lượng. Này làm cho Thủy Linh Châu rung động càng thêm lợi hại rồi, nhảy vào Diệp Thần Phong trong cơ thể nước năng lượng trong nháy mắt tăng lên gấp 4 nhiều. Nước năng lượng đột nhiên tăng lên trên diện rộng. Diệp Thần Phong thân thể nhất thời chịu không được, phốc. Một tiếng, từ miệng hắn bên trong phun suốt một ngụm máu tươi đến. Tại tiên huyết phun suốt sau. Diệp Thần Phong trong gân mạch hai cái linh khí dòng sông vận chuyển tốc độ cũng trong nháy mắt tăng lên. Hai cái linh khí dòng sông một lần lại một lần ma sát, này làm cho Diệp Thần Phong cảm giác gân mạch là như hỏa thiêu đâm nhói. Bất quá, theo hai cái linh khí dòng sông vận chuyển tốc độ đi theo tăng lên, nước năng lượng lần nữa bắt đầu được Diệp Thần Phong điên cuồng cắn nuốt. Chương 1519, làm phản. Diệp Thần Phong ngồi xếp bằng ở trên mặt đất, trong tay phải của hắn nâng thủy linh châu, linh khí cùng thần niệm lực lượng đem thủy linh châu cho thật chặt bọc lại. Diệp Thần Phong thân thể được nước năng lượng cho vây lại rồi, cả người hắn dường như được ngâm ở trong nước biển bình thường. Hai cái linh khí dòng sông điên cuồng tại trong gân mạch vận chuyển, Diệp Thần Phong thỏa thích cắn nuốt nước năng lượng. Tuy rằng được nước năng lượng xung kích thân thể cực kỳ khó chịu, thế nhưng tại Diệp Thần Phong trong lòng càng khát vọng là sức mạnh hắn yếu siêu thoát luân hồi, đến sống mãi. Hắn phải giúp bên người người thân cùng nữ nhân tất cả đều siêu thoát luân hồi, đến sống mãi. Diệp thần phong hai mắt nhắm nghiền, trong cơ thể hắn thần niệm cảnh tam trọng thiên sơ kỳ thật khí thế không ngừng kéo lên, kéo lên, lại kéo lên. Mỗ trong nháy mắt, từ diệp thần phong trong cơ thể truyền ra một tiếng tế vi vang lên giòn giã, trên người hắn đột nhiên nổi lên một trận sóng năng lượng thần niệm cảnh tam trọng thiên sơ kỳ lá chắn trong nháy mắt được sông nát rồi, Diệp Thần Phong thực lực lại lập tức khóa nhập thần niệm cảnh tam trọng thiên trung kỳ. Lại qua sau 20 phút, điên cuồng cắn nuốt nước năng lượng Diệp Thần Phong, trong cơ thể hắn khí thế một lần nữa kéo lên. Hầu như thế như trẻ che liền lại khóa nhập thần niệm cảnh tam trọng thiên hậu kỳ tầng thứ. Được Diệp Thần Phong nâng ở trong tay phải Thủy Linh Châu, nó cũng tựa hồ cảm thấy Diệp Thần Phong tại mượn nhờ năng lượng của nó đột phá. Thủy Linh Châu Đình chỉ hướng về Diệp Thần Phong trong cơ thể xung kích nước năng lượng rồi, nó phảng phất là nhận mệnh, ngốc trong tay Diệp Thần Phong không nhúc nhích. Lần này đến phiên Diệp Thần Phong buồn bực, trong lòng của hắn hy vọng Thủy Linh Châu nước năng lượng đừng có ngừng, dù sao vừa mới một hồi thời gian. Hắn liền từ thần niệm cảnh nhị trọng thiên đỉnh phong tầng thứ, một đường thuận lợi khóa nhập thần niệm cảnh tam trọng thiên hậu kỳ tầng thứ. Thế nhưng, Thủy Linh Châu không lại hướng về Diệp Thần Phong trong cơ thể xung kích nước năng lượng. Này làm cho hắn cũng là không có bất kỳ biện pháp nào. Diệp Thần Phong chỉ có thể chuyên tâm bắt đầu luyện hóa Thủy Linh Châu rồi. Tại Thủy Linh Châu Đình chỉ phản kháng sau đó Diệp Thần Phong linh khí cùng thần niệm lực lượng là trào vào trong Thủy Linh Châu Bộ, tại trong Thủy Linh Châu Bộ khắc họa Diệp Thần Phong dấu ấn diệp thần phong từ từ cảm giác mình cùng thủy linh châu có một chút vi diệu liên hệ diệp thần phong bàn tay phải bên trong đột nhiên ánh sáng màu lam lóe lên bao vây lấy thủy linh châu linh khí cùng thần niệm lực lượng trong nháy mắt tán loạn cả viên thủy linh châu không có dấu hiệu nào liền tiến vào diệp thần phong bên trong thân thể này làm cho diệp thần phong trong dây lát cả kinh Thủy Linh Châu khi tiến vào Diệp Thần Phong bên trong thân thể, sau đó Thủy Linh Châu bên trong nước năng lượng trong nháy mắt lan tràn Diệp Thần Phong toàn thân. Diệp Thần Phong trong gân mạch hai cái linh khí dòng sông cũng chấm dứt vận chuyển rồi, hắn nỗ lực muốn đi hấp thu trong cơ thể nước năng lượng. Nhưng hắn căn bản không làm nổi. Từ trong Thủy Linh Châu lan tràn đi ra ngoài nước năng lượng trùng kích Diệp Thần Phong xương, huyết nhục, gân mạch cùng ngũ tạng lục phủ, từ diệp thần phong lỗ chân lông bên trong đang không ngừng tràn ra từng tia từng tia tiên huyết đến. Này từ khắp toàn thân từ trên xuống dưới trong lỗ chân lông không ngừng tràn ra tới tiên huyết, từ từ, từ từ. Đem diệp thần phong cả người đều bao trùm lên rồi. Từ trong lỗ chân lông tràn ra tới tiên huyết, tại diệp thần phong mặt ngoài thân thể dần dần kết thành một tầng vết máu. Diệp thần phong đau đớn trong thân thể là không cần nói cũng biết, trong đầu hắn ý thức đã bắt đầu mơ hồ ước chừng sau một tiếng. Diệp thần phong trong cơ thể đau đớn từ từ biến mất rồi, thay vào đó là nhất cổ thoải mái dễ chịu cảm giác. Này cổ thoải mái dễ chịu cảm giác trong nháy mắt bao phủ diệp thần phong toàn thân. Diệp thần phong khắp toàn thân từ trên xuống dưới một tầng vết máu chậm rãi bóc ra. Đợi đến vết máu hoàn toàn bóc ra sau, diệp thần phong quả thực hoàn toàn như biến thành người khác. Hắn ra trên người quả thực so với trẻ con còn trắng tích rồi, Hiện ra một loại nhàn nhạt lộng lẫy. Diệp Thần Phong từ trên mặt đất đứng lên. Trong đầu suy nghĩ khẽ động, bên trong thân thể của hắn Thủy Linh Châu trong nháy mắt xuất hiện tại trong lòng bàn tay của hắn. Hiện tại Diệp Thần Phong thật sự có loại cùng Thủy Linh Châu huyết mạch liên kết cảm giác, hắn biết mình là hoàn toàn đã luyện hóa được Thủy Linh Châu. Trong đầu suy nghĩ lần thứ hai hơi động, Thủy Linh Châu lại trở về Diệp Thần Phong trong cơ thể. Diệp Thần Phong biết vừa vặn là thủy linh châu nước năng lượng tại cường hóa thân thể của hắn, hắn nhìn xem trong ao nước giữa cái kia nguyên bản nâng thủy linh châu cây cột. Diệp Thần Phong đi tới cây cột trước, bên trong thân thể của hắn cũng không hề vận chuyển linh khí dòng sông, hắn bàn tay phải nắm thành quyền đầu. Một quyền bay thẳng đến cây cột oanh kích mà đi. Trong không khí mơ hồ vang lên tiếng cọ sát chói tai. Ầm, uhm, một tiếng chỉnh cây cột trong nháy mắt ở trong không khí biến thành vô số bột phấn này cây cột là dùng đặc thù tài liệu chế tác mà thành không phải là tùy tùy tiện tiện có thể đánh nứt huống chi diệp thần phong trực tiếp một quyền đem cây cột biến thành vô số bột phấn thậm chí diệp thần phong trả căn bản không có sử dụng linh khí trải qua thủy linh châu cường hóa sau đó diệp thần phong nhục thân cường độ lần nữa tăng lên e sợ bây giờ Diệp Thần Phong nhục thân cường độ đủ để so với tạo hóa cảnh tứ trọng thiên đỉnh phong cao thủ. Tại đem thủy linh châu hoàn toàn đã luyện hóa được sau, Diệp Thần Phong cũng không cần thiết lưu lại nơi này nơi dưới nền đất trong hang động rồi, hắn làm nhanh liền trở về trên mặt đất. Lần này đã luyện hóa được thủy linh châu, không chỉ có để thực lực của hắn tăng lên tới thần niệm cảnh tam trọng thiên hậu kỳ, Chả để cơ thể hắn cường độ tăng lên tới so với tạo hóa cảnh tứ trọng thiên đỉnh phong cao thủ tầng thứ. Mà thủy linh châu lại là nắm trong tay hải tộc tính mạng của tất cả mọi người, bây giờ Diệp Thần Phong cũng không tiếp tục cần lo lắng niết bàn cảnh tứ trọng thiên hậu kỳ lệ nghiêm sơn rồi, hắn cũng là thời điểm tìm lệ nghiêm sơn đòi lại một ít lợi tức, dù sao lúc trước Diệp Thần Phong mới vừa vừa đến nơi đây, lệ nghiêm sơn nhưng là không chút lưu tình muốn đem Diệp Thần Phong đưa đi thấy Diêm Vương ra. Chính là đến mà không trả lễ thì không hay. Diệp thần phong biết hải tộc trăm năm thịnh hội đại khái phương vị. Bên trong thân thể linh khí dâng lên phía sau lưng, đợi đến hai con màu xanh ra trời linh khí vũ rực mở rộng đi ra sau. Diệp thần phong thân ảnh trong nháy mắt hướng về cử hành hải tộc thịnh hội địa phương bay đi. Mà lúc này, tổ chức hải tộc trăm năm thịnh hội trên quảng trường. Đêm đông biển cùng lễ nghiêm sơn ngồi ở quảng trường chính giữa giữa, các loại hải tộc dường già nghi thức đã kết thúc một hồi lâu tại trình mảnh trên quảng trường bày đầy bàn cùng cái ghế mà ở từng cái từng cái trên bàn cũng đổ đầy các loại mỹ vị món ngon ở đây hết thảy hải tộc người đã bắt đầu ăn xong trưởng một đoạn thời gian ngồi ở đêm đông biển đối diện lệ nghiêm sơn hắn ở trong lòng ước lượng một chốc thời gian hắn con ngươi lạnh lẽo nhìn xem đêm đông biển hắn cười lạnh nói đêm đông biển ngươi còn nhớ trước đó lời ta từng nói sao? Vào lần này chúng ta hải tộc thịnh hội thượng, ta sẽ hảo hảo cùng ngươi tính sổ. Lệ nghiêm sơn đột nhiên từ trên ghế đứng lên. Đêm đông biển theo sát đứng lên, mà ngồi ở đêm đông biển bên người vu phong giang cùng vu phong trì, hai người bọn họ cũng lập tức đứng lên. Đêm đông biển ánh mắt nhìn chằm chằm lệ nghiêm sơn, hắn nói ra, hôm nay là hải tộc trăm năm thịnh hội, lệ nghiêm sơn, Ngươi lẽ nào muốn tại trăm năm thịnh hội thượng gây sự sao ha 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 lệ nghiêm sơn cản dỡ bắt đầu cười lớn hắn nói ra đêm đông biển của ta hai đứa con trai đều chết hết ta còn có cái gì tốt kiêng kỳ. người hung hăng không được bao lâu hôm nay qua đi tại hải tộc đem chỉ biết còn lại ta lệ nghiêm sơn một cái tộc trường tất cả những thứ này đều là ngươi đêm đông biển gieo gió gặt báo lệ nghiêm sơn chú ý ngươi nói chuyện thái độ Vu phong giang trợn mắt trừng trừng quát lên. Lệ nghiêm sơn, chúng ta cũng sẽ không sợ ngươi, lẽ nào ngươi cho rằng có thể chiến đã thắng được chúng ta. Vu phong chỉ cũng sát theo đó quát lên. Đi theo lệ nghiêm sơn một đám hải tộc người toàn bộ đứng lên. Mà đi theo đêm đông biển hết thảy hải tộc người cũng đứng lên. Chính lúc bầu không khí động một cái liền bùng nổ thời điểm. Phu phu, phu phu, phu phu đêm đông biển bên này hải tộc người, dĩ nhiên từng cái từng cái lần lượt ngã xuống trên mặt đất, hơn nữa còn là gương mặt thống khổ. Đêm đông biển ba người sắc mặt cũng đột nhiên kịch biến, bọn hắn cũng cảm thấy thân biến hóa trong cơ thể, đêm đông biển một mặt không dám tin nói ra cửu thiên toi mạng tán. Không thể, chúng ta bên này rượu rõ ràng toàn bộ đều là tự chúng ta người chuẩn bị, người căn bản không có hạ độc khả năng. Lệ Nghiêm Sơn nỡ nụ cười nói ra, đích thật là chính các ngươi người chuẩn bị. Trước mắt đêm Đông Biển bên này, ngoại trừ đêm Đông Biển, Vu Phong Giang cùng Vu Phong chỉ vẫn có thể đứng đấy bên ngoài, tại bọn hắn bên này chỉ còn dư lại cái cuối cùng nam nhân vẫn có thể đứng. Thực lực của người đàn ông này tại tạo hóa cảnh Tam Trọng Thiên đỉnh phong tầng thứ, tên của hắn gọi là Diêu Thiên, hắn cũng là đêm Đông Biển, Vu Phong Giang cùng Vu Phong chỉ cực kỳ tín nhiệm một người trước mắt Diêu Thiên vẫn có thể đứng đấy. Thế nhưng lấy Diêu Thiên thực lực, nếu như hắn trúng rồi cửu thiên toi mạng tán, như vậy hắn tuyệt đối không cách nào đứng đấy được rồi. Cho nên, đáp án rất rõ ràng rồi, Diêu Thiên phản bội đêm đông biển bọn hắn. Trường 1520, người muốn chết như thế nào? Ngày kế, làm mặt trời mới mọc vừa vặn mọc lên từ phương đông thời điểm. Diệp thần phong liền từ trong phòng của hắn đi ra, trải qua một buổi tối vĩnh viễn chế thuốc, hắn thuận lợi luyện chế được 10 viên lạnh thanh đan, này đầy đủ giúp thương lang đoàn lính đánh thuê bên trong thành viên thanh trừ trong cơ thể nóng độc rồi. Thần Phong huynh đệ, người hôm nay làm sao dậy sớm như vậy? Nhìn thấy Diệp Thần Phong đi vào đại sảnh, Triệu Hồng Lực cười hỏi. Diệp Thần Phong đem trong tay cầm một cái màu nâu hộp gỗ đưa cho Triệu Hồng Lực, nói ra, Triệu Đại ca, này cái hộp gỗ người cầm trước, nếu như Linh Dược cốc ngũ trưởng lão có thể luyện chế ra Lạnh Thanh đan, như vậy này cái hộp gỗ ngươi liền không dùng tới mở ra. Thế nhưng, nếu như ngay cả Linh Dược cốc ngũ trưởng lão cũng không cách nào luyện chế ra Lạnh Thanh đan, như vậy ngươi không ngại mở ra này cái hộp gỗ nhìn xem, có lẽ sẽ có không tưởng tượng được kinh hỉ. Diệp Thần Phong tạm thời còn không muốn tiết lộ chính mình thân phận của luyện dược sư, cho nên hắn mới dùng phương thức như thế đem tự mình luyện chế Lạnh Thanh đan giao cho Triệu Hồng Lực. Hắn tính toán đợi Linh Dược cốc ngũ trưởng lão đến Bắc Vân Thành sau, hắn liền tìm một cơ hội lén lút rời đi Bắc Vân Thành rồi. Diệp Thần Phong hiện nay thật sự không có chút nào muốn gia nhập Linh Dược cốc, bất quá, hắn ngược lại là đối Linh Dược cốc Thiên Địa Chi Hỏa cảm thấy hứng thú vô cùng, từ hắn bên trong đan điền hình thành ba viên màu xanh lam hỏa trùng, này là có thể suy đoán ra Linh Dược cốc nội Thiên Địa Chi Hỏa chỉ sợ cũng không đơn giản, hắn về sau nhất định sẽ đi Linh Dược cốc đi một chuyến triệu hồng lực tính cách từ trước đến giờ là trực lai trực khứ hắn cũng sẽ không đoán được trong hộp gỗ chính là lạnh thanh đan hắn trực tiếp đem hộp gỗ thu nhập trong nhẫn chứa đồ chính lúc hắn muốn mở miệng hỏi một chút trong hộp gỗ đến cùng là cái gì thời điểm chỉ thấy linh dược cốc ở hải phong vội vội vàng vàng đi vào đối với diệp thần phong nói ra tiểu huynh đệ chúng ta linh dược cốc ngũ trưởng lão vương vĩnh tinh tối ngày hôm qua cũng đã đến bắc vân thành rồi hiện tại ngũ trưởng lão điểm danh muốn gặp ngươi người cùng ta cùng đi một chuyến đi. Diệp thần phong thu rồi linh dược cốc linh thảo cùng lò thuốc, hắn ngược lại là không tiện cự tuyệt ở Hải Phong rồi, trong lòng của hắn quyết định tại thấy xong linh dược cốc ngũ trưởng lão sau, hắn liền lập tức rời đi Bắc Vân Thành. Vương Vĩnh Tinh tạm thời ở tại Bắc Vân Thành mặt đông một tòa trong nhà. Bởi vì triệu hồng lực cùng tưởng Vân Đình Yếu mời Vương Vĩnh Tinh luyện chế lạnh thanh đan, cho nên hai người bọn họ cũng cùng một chỗ cùng đi theo rồi. Ở chỗ Hải Phong dẫn Diệp Thần Phong đám người đi tới Vương Vĩnh Tinh chỗ ở tòa nhà cửa vào lúc, ở Hải Phong nói ra, ngũ trưởng lão chỉ muốn thấy tiểu huynh đệ một người, chúng ta liền trước ở chỗ này chờ một hồi đi. Triệu Hồng Lực cùng Tưởng Vân Đình đương nhiên không có bất kỳ ý kiến gì được rồi, bọn hắn nhìn xem Diệp Thần Phong từng bước từng bước hướng về tòa nhà đại sảnh phương hướng đi đến. Nếu Diệp Thần Phong không muốn gia nhập linh dược cốc, như vậy hôm nay hắn chỉ là đến đi một cái đi ngang qua sân khấu mà thôi. Khi hắn đi vào tòa nhà đại sảnh lúc, hắn nhìn thấy một người mặc trường sam màu đen, ngực quần áo có một cái lò thuốc đồ án lão đầu, đang ngồi ở một tấm màu đen chất gỗ trên ghế, trong tay cầm một con chén trà, chính ung dung thong thả thưởng thức trà. Tại linh dược cốc ngũ trưởng lão vương vĩnh tinh, hắn nhìn thấy Diệp Thần Phong đi vào đại sảnh sau đó còn không có đợi Diệp Thần Phong mở miệng nói chuyện, Vương Vĩnh Tinh lại hỏi, người chính là Diệp Thần Phong. Người và tự thân hỏa diễm độ phù hợp đạt đến trăm phần trăm. Nghe được Vương Vĩnh Tinh lời nói sau, làm Diệp Thần Phong muốn khiêm tốn đôi câu thời điểm, chỉ thấy Vương Vĩnh Tinh câu chuyện đột nhiên nhất chuyển, nói ra, người trẻ tuổi, người không cảm giác mình quá cuồng ngạo sao. Đừng tưởng rằng có một ít luyện dược sư thiên phú, người là có thể coi trời bằng vung rồi, cái này cũng là người tự tìm hôm nay ngươi không cần sống sót rời đi nơi này rồi. Diệp thần phong sắc mặt đột nhiên biến đổi, lông mày đột nhiên nhíu lại, ánh mắt của hắn gắt gao nhìn chăm chú vào Vương Vĩnh Tinh. Hắn dám khẳng định đã biết là lần đầu tiên nhìn thấy Vương Vĩnh Tinh, hắn hỏi dò, ngươi đây là ý gì? Thật giống tại trước hôm nay, ta căn bản không nhận thức ngươi. Có biết hay không cũng không muốn nhanh, dù sao hôm nay ngươi nhất định phải chết, ai cho ngươi yếu cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga đâu này. Không đợi Vương Vĩnh Tinh trả lời, một tên ăn mặc trường sa màu trắng thanh niên, hắn khóe môi nhếch lên một vệt nụ cười, ung dung tự tại từ cửa đại sảnh đi vào, nhìn về phía Diệp Thần Phong ánh mắt chính là tràn đầy khinh thường, tên thanh niên này chính là Nam Nguyên Vương Triều Hộ Quốc Tướng Quân Nhi Tử Trương Văn Hiên rồi. Thấy Diệp Thần Phong trong con người tràn đầy nghi hoặc, Trương Văn Hiên nói ra, đã quên tự giới thiệu mình, tên của ta gọi là Trương Văn Hiên, cha của ta chính là Nam Nguyên Vương Triều Hộ Quốc Tướng Quân, có thể nói ta từ nhỏ là cùng Vân Đình cùng nhau lớn lên, như ngươi loại rác rưởi này căn bản không xứng với Vân Đình. Tại Trương Văn Hiên tự giới thiệu mình xong xuôi sau đó Diệp Thần Phong là trong nháy mắt bỗng nhiên tỉnh ngộ rồi, hắn cười lạnh nói, Lâm Trung Hạc, người cũng không cần trốn rồi, người khẳng định cũng ở nơi đây chứ. Đùng, đùng, đùng. Một trận không nhanh không chậm tiếng vỗ tay từ đại sảnh bên ngoài truyền vào, Lâm Trung Hạc thân ảnh hách xuất hiện tại cửa đại sảnh, cười nói tiểu tử, người quả nhiên phi thường thông minh, bất quá, lẽ nào ngươi không biết một chuyện sao? Càng là người thông minh thì càng là chết mau. Ở trong rừng Hạc đi vào đại sảnh sau đó Trịnh Nguyên Trí cùng Trịnh Vũ cũng nhanh đi theo đi vào, Trịnh Vũ một mặt đắc ý nhìn xem Diệp Thần Phong, nói ra tiểu tử, người hôm nay có bản lĩnh lại cho ta đùa nghịch trò gian A-Hát. Sau đó ta muốn đích thân thanh đầu ngươi dẫm ở dưới chân của ta dưới. Lâm Trung Hạc là thần niệm cảnh ngũ trọng thiên thực lực, Vương Vĩnh Tinh là thần niệm cảnh ngũ trọng thiên thực lực, Trương Văn Hiên là thần niệm cảnh tam trọng thiên thực lực, Trịnh Nguyên Chí là hợp biển cảnh nhị trọng thiên đỉnh phong thực lực, về phần thông linh cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong Trịnh Vũ, nhưng là trực tiếp được Diệp Thần Phong không đáng kể. Lấy Diệp Thần Phong bây giờ thông linh cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong thực lực, hắn liền một tên thần niệm cảnh cao thủ cũng không đối phó được, càng đừng nói lập tức muốn đối phó ba tên thần niệm cảnh cao thủ, cộng thêm một tên hợp biển cảnh cao thủ rồi. Chỉ là Diệp Thần Phong không nghĩ ra linh dược cốc ngũ trưởng lão tại sao cũng muốn đối phó hắn. Diệp Thần Phong nhìn xem Vương Vĩnh Tinh, nói ra ta tại luyện dược sư phương diện thiên phú phi thường xuất chúng, nếu như ta gia nhập linh dược cốc, khẳng định như vậy sẽ để cho linh dược cốc nâng cao một bước. Người thân là linh dược cốc ngũ trưởng lão, người tại sao phải cùng bọn họ thông đồng cùng nhau? Vương Vĩnh Tinh bình thản nói ra, con trai của ta là linh dược cốc đệ nhất thiên tài. Lần này Diệp Thần Phong cuối cùng là đem hết thảy nỗi băn khoăn đều mở ra, Trương Văn Hiên muốn giết chết hắn, làm như vậy là để tưởng Vân Đình, mà Vương Vĩnh Tinh muốn giết chết hắn, vì chính là mình nhi tử. Vương Vĩnh Tinh sợ sệt một khi Diệp Thần Phong gia nhập linh dược cốc, như vậy con trai của hắn có thể sẽ từ đệ nhất thiên tài vị trí ngã xuống. Diệp Thần Phong tùy ý nhún nhún vai, trên mặt biểu lộ trong nháy mắt trở nên vô cùng băng lãnh, hắn cười lạnh nói, vì đối phó ta cái này vô danh tiểu tốt, các ngươi cần phải như thế nhọc lòng sao? Trực tiếp lên môn giết ta không phải càng tốt hơn. Vương Vĩnh Tinh xem thường nói ra, ta thân là linh dược gốc ngũ trưởng lão, làm sao có thể đối với người cái này vừa vặn gia nhập linh dược đệ tử động thủ. Bất quá, nếu như là người đang cùng ta lúc gặp mặt, người bởi vì tham niệm nhất thời, nỗ lực muốn động thủ với ta, như vậy ta giết ngươi liền là chuyện đương nhiên rồi. Nghe được Phương Vĩnh Tinh ra vẻ đạo mạo lời nói, Diệp Thần Phong từ từ tăng nhanh trong gân mạch linh khí dòng sông vận chuyển, trước mắt đối với hắn mà nói không thể nghi ngờ là bị ép vào trong tuyệt cảnh, nhưng Diệp Thần Phong cũng không phải cam tâm mặc người chém giết, còn nữa hắn hiện tại còn chưa thể chết ở chỗ này, cho nên hắn nhất định phải nghĩ biện pháp sống sót thoát đi Bắc Vân Thành. Cũng may Diệp Thần Phong cũng không phải liền một lá bài tẩy cũng không có, ngoại trừ thiên địa chi hỏa thanh viêm bên ngoài, hắn bên trong đan điền còn có ba viên màu xanh lam hỏa trùng, nhìn xem lâm trung hạc đám người, hiện tại Diệp Thần Phong ngoại trừ liều mạng một lần bên ngoài, hắn không có lựa chọn nào khác rồi. Tiểu tử, chuyện đến nước này rồi, người vẫn còn ở nơi này giả trang cái gì chấn định. Người nên quỳ xuống đi cầu chúng ta bỏ qua ngươi. Trịnh Vũ nhìn thấy Diệp Thần Phong trước sau ung dung không vội, này làm cho trong lòng của hắn là phi thường không sảng khoái. Trương Văn Hiên miệt thị nhìn xem Diệp Thần Phong, nói ra, con cóc ghẻ chính là con cóc ghẻ, chỉ là thông linh cảnh ngũ trọng thiên rác rưởi người trả cho là mình là tạo hóa cảnh cao thủ. Nói đi, người muốn chết như thế nào, để cho chúng ta động thủ đâu này, vẫn là người tự mình kết thúc. Đối với Trương Văn Hiên coi thường, Diệp Thần Phong chân mày nhíu càng gia tăng hơn rồi, phòng khách này trong không gian quá nhỏ, nếu như ở nơi này cùng Trương Văn Hiên đám người phát sinh xung đột, cuối cùng Diệp Thần Phong sống sót rời đi Bắc Vân thành tỷ lệ vô cùng thấp, cho nên Diệp Thần Phong đầu tiên muốn rời khỏi đại sảnh mới có thể tìm cơ hội tạm thời tránh mũi nhọn. Diệp Thần Phong trong cơ thể hàn băng kiếm ý hơi độc, bàn tay phải nắm chặt rồi sau lưng hắc huyền kiếm chuôi kiếm. Trương Văn Hiên thấy thế, hắn hí hành hạ nói, xem ra sự lựa chọn của ngươi phi thường không sáng suốt, ta sẽ cho ngươi tại cực hạn trong thống khổ chết đi. Trương Văn Hiên căn bản không coi Diệp Thần Phong là chuyện quan trọng tình, mà Lâm Trung Hạc mấy người cũng không có ý xuất thủ, dưới cái nhìn của bọn họ đối phó một cái thông linh cảnh ngũ trọng thiên Diệp Thần Phong, lấy Trương Văn Hiên thực lực là thừa sức rồi. Audio điện tử võ tấn bền Khết tập 76